tác phẩm Việt Nam sử lược tác giả Trần Trọng Kim Chương 6: Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời tự đức Có 3 phần: 1. Cách tổ chức chính trị và xã hội, 2. Bốn hạng dân, 3 sự sinh hoạt của người trong nước. Một, cách tổ chức chính trị và xã hội. Nước Việt Nam tuy nói là một nước quân chủ chuyên chế, nhưng theo cái tinh thần và cách tổ chức của xã hội thì có nhiều chỗ rất hợp với cái tinh thần dân chủ. Ghi chú: Ta thường hiểu mấy chữ quân chủ chuyên chế theo cái nghĩa của các nước Âu Tây ngày xưa chứ không biết mấy chữ ấy theo cái học nho giáo có nhiều chỗ khác nhau hết khi chú nguyên nho giáo là cái học căn bản của nước ta khi xưa mà về đường thực tế thì cái học ấy rất chú trọng ở sự trị nước trị nước thì phải lấy dân làm gốc nghĩa là phải lo cho dân được sung túc phải dạy dỗ cho dân biết đạo lý và mở mang trí tuệ của dân những việc quan trọng như thế không phải bất cứ ai cũng làm được tất là phải có những người có đủ đức hạnh tài năng và uy quyền mới có thể đảm đang được bởi vậy cho nên mới cần có vua quan vua theo cái lý thuyết của nho giáo thì khi đã có quần chúng là phải có quân quân là một đơn vị giữ cái chủ quyền để chịu hết thảy các trách nhiệm về sự sinh hoạt và tính mệnh của toàn dân trong nước cái đơn vị ấy gọi đế hay là vương được giữ cái chủ quyền cả nước cái chủ quyền ấy người ta gọi là cái thần khí nghĩa là một vật thiêng liêng do trời cho tức là dân thuận mới được giữ nói rằng những người làm những điều gian ác bạo ngược mà cướp lấy chủ quyền thì sao đó là sự tiếm đoạt chứ không phải là chính nghĩa ngay những người đã làm đế làm vương mà lạm dụng chủ quyền để làm những điều tàn bạo thì cũng chỉ là người tàn tặc mà thôi chứ không phải là thật bậc đế vương nữa triều đình sở dĩ đời xưa quần chúng công nhận một ông vua giữ cái chủ quyền cả nước là muốn cho có mối thống nhất để khỏi sự tranh giành và cuộc biến loạn song việc trị nước là việc chung cả nước cho nên có vua là phải có triều đình triều đình không phải là một nhóm cận thần để hầu hạ và làm việc riêng cho nhà vua chính là hội nghị chung cả nước do sự kén chọn những người xứng đáng bằng cách thi cử mà đặt ra cách thi cử không phân biệt sang hèn giàu nghèo gì cả miễn là ai có học có hạnh và có đủ tài năng thì được ra ứng thí người nào đã đỗ rồi và đã ra làm quan là người ấy có chân ở trong triều đình lệ nhà vua mỗi tháng phải mấy lần thiết đại triều các quan tại kinh đều phải đến đủ mặt và theo phẩm chật mà đứng để tâu bày mọi việc bởi vì khi có việc gì quan trọng thì vua hạ đình nghị nghĩa là giao cho đình thần bàn xét các quan bất kỳ lớn bé đều được đem ý kiến của mình mà trình bày việc gì đã quyết định đem dâng lên để vua chuẩn y rồi mới thi hành tuy vua có quyền lớn thật nhưng không được làm điều gì trái phép thường khi vua có làm điều gì lầm lỗi thì các quan giám sát ngự sử phải tâu bày mà can ngăn vua. Trừ những ông vua bạo ngược không kể, thường là vua phải nghe lời can ngăn của các quan. Hệ triều đình có những người ngay chính và sáng suốt thì việc nước được yên trị. Nếu có những người gian nịnh mở tối thì việc nước hư hỏng. Đó là lệ chung từ xưa đến nay như vậy. Quan tư mệnh lệnh của triều đình đã phát ra thì quan tư ở các quận huyện phải theo mà thi hành các quan coi các quận huyện có nhiệm vụ dạy dỗ dân đừng để dân làm những điều trái luân thường đạo lý hay những việc phản loạn ngoài ra quan phải để cho dân được yên nghiệp làm ăn không nên bày việc ra để nhiễu dân bởi vậy đời xưa ông quan nào cai trị một hạt mà dân hạt ấy đều được yên trị là ông quan giỏi quyền tự trị của dân làng quan của triều đình bổ ra chỉ có đến phủ huyện còn từ tổng trở xuống thuộc về quyền tự trị của dân dân tự chọn lấy người của mình mà cử ra coi mọi việc trong hạt tổng là một khu gồm có mấy làng hay xã có một cai tổng và một phó tổng do hội đồng kỳ dịch các làng cử ra coi việc thuế khóa đê điều và mọi việc trị an trong tổng làng hay xã là phần tử cốt yếu của dân phong tục lệ luật của làng nào riêng làng ấy triều đình không can thiệp đến cho nên tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng làng có hội đồng kỳ dịch do dân cử ra để trông coi hết cả mọi việc hội đồng ấy có người tiên chỉ và thứ chỉ đứng đầu rồi có lý trưởng và phó lý do hội đồng kỳ dịch cử ra để thay mặt làng mà giao thiệp với quan tư có tuần đinh chuyên coi việc cảnh sát trong làng. Khi một người nào can phạm việc gì thì quan trách cứ ở làng, cho nên ai đi đâu hay làm việc gì cũng phải lấy làng làm gốc. Ngày xưa các làng không có sổ khai sinh tử và giá thú, nhưng tục lệ của làng cứ con trai đến 12 tuổi thì phải vào làng, tức là vào sổ đinh của làng. Con gái thì không có lệ ấy lại vì sự thờ cúng tổ tiên và sự tin số tướng vân vân cho nên nhà nào đẻ con ra bất kỳ trai hay gái cha mẹ phải nhớ cho đúng giờ ngày tháng và năm sinh của đứa con ấy bởi vậy người nào cũng biết rõ ngày tháng sinh của con mình việc giá thú là việc quan hệ về gia tộc phải làm đúng lệ thường nhưng đối với làng thì tục lệ bắt người chồng khi cưới vợ phải trình làng và nộp cho làng một số mấy quan tiền gọi là nộp tiền treo. Như thế thành ra theo tục lệ, tuy không có sổ khai sinh tử giá thú mà mọi điều cũng đủ như là có vậy. 2. Bốn hạng dân Người trong nước chia ra làm bốn hạng là sĩ, nông, công, thương. Công Công là hạng người làm thợ, làm một công nghệ gì để lấy lợi. Nhưng vì nước ta khi xưa chỉ có những tiểu công nghệ như quay tơ, dệt vải, dệt lụa, làm chài lưới, làm mắm muối vân vân, chứ không có đại công nghệ làm giàu như các nước khác. Đại công nghệ đã không có thì những người làm thợ, ai chuyên tập nghề gì thì lập thành phường như thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, thợ đúc, thợ gốm vân vân. Mỗi phường có thợ cả, thợ phó và thợ và phường nào có tục lệ của phường ấy. Những người làm nghề thợ thường là người ít học, quanh năm ngày tháng đi làm thuê làm mướn chỉ được đủ ăn mà thôi. Thương Thương là hạng người làm nghề buôn bán, song việc buôn bán của ta ngày xưa kém cỏi lắm. Người thiên hạ đi buôn nước này, bán nước nọ, xuất cảng, nhập cảng, kinh doanh, những công cuộc to lớn kể hàng ức, hàng triệu. Người mình cả đời không đi đến đâu, chỉ quanh quẩn ở trong nước, buôn bán những hàng hóa lặt vặt, thành ra bao nhiêu mối lợi lớn về tay người ngoài mất cả. Thỉnh thoảng có một ít người, có 15 chiếc thuyền mảnh chở hàng từ xứ nọ đến xứ kia, nhưng vốn độ 5-7 vạn quan tiền thì đã cho là hạng cự phú. Công nghệ như thế, buôn bán như thế, bảo nước mình phú cường làm sao được, rút cục lại chỉ có nghề nông và nghề sĩ là trọng yếu hơn cả. Nông Nông là hạng người chuyên nghề làm ruộng. Dân Việt Nam ta thường thì ai cũng có ít ra là vài ba xào ruộng để cày cấy, nghĩa là nghề làm ruộng là nghề gốc của người mình. Nhưng trừ những nơi ruộng nhiều, người ít và đất lại phì nhiêu như đất ở Nam Việt. Còn thì đất xấu và lại vì khí hậu không điều hòa, nắng mưa thất thường, việc cày cấy gặp nhiều nỗi khó khăn dân ở nhà quê phần nhiều ăn nhờ về ruộng nương hễ năm nào mưa thuận gió hòa mùa màng tốt thì năm ấy dân được no ấm nhưng năm nào mưa lụt hay hạn hán mùa màng mất hết thì dân đói khổ sĩ sĩ là hạng người chuyên nghề đi học hoặc để thi đỗ ra làm quan hoặc để đi dạy học làm thầy thuốc thầy địa lý thầy bói thầy tướng, thầy số vân vân là những nghề phong lưu nhàn hạ. Sự học của nước ta ngày trước có bộ lễ coi việc giáo hóa cả toàn nước. Ở tỉnh có quan đốc học, ở phủ có quan giáo thụ, ở huyện và ở châu thì có quan huấn đạo là những người có khoa mục. Triều đình bổ ra coi việc giáo dục ở các hạt và mỗi người coi một trường công ở trong hạt. Những sĩ tử học ở các trường tư thục đã khá khá đều được đến học tập ở trường công của quan đốc, quan giáo hay quan huấn, đợi đến khi có khoa thi hương thì ra ứng thí. Năm nào có khoa thi thì các quan huấn đạo, giáo thụ và đốc học mở cuộc khảo học trò để lựa chọn những người có đủ sức mới cho ra ứng thí. Lệ nhà vua cứ 3 năm mở khoa thi hương ở các địa phương những người đỗ cao ở khoa thi hương gọi là cử nhân những người đỗ thấp gọi là tú tài năm sau ở kinh đô mở khoa thi hội tại bộ lễ những người đỗ cử nhân năm trước vào ứng thí ai trúng cách thì được vào thi đình ở trong điện nhà vua để lấy các bậc tiến sĩ là những bậc đại khoa người trong nước rất lấy làm quý trọng mỗi khi có khoa thi hương các quan ở kinh ra chấm thi có cái biển để bốn chữ Phụng chỉ cầu hiền nghĩa là vâng chỉ vua đi tìm người giỏi Vậy sự thi cử ngày trước có cái ý nghĩa khác sự thi cử ngày nay Đó là nói cách tổ chức việc giáo hóa của triều đình Còn ở chỗ dân gian thì sự học tập rất tự do Bất kỳ người nào có học lực kha khá cũng có thể mở trường tư thục để dạy học mỗi làng có vài ba trường tư thục hoặc ở nhà thầy hoặc ở nhà những người hào phú nuôi thầy cho con học và cho con cái các nhà lân cận đến học người việt nam ta vốn chuộng sự học cho nên người đi học cũng nhiều nguyên sự học ngày xưa có cái mục đích chân chính là học cho hiểu đạo lý biết phải trái và luyện tập tâm tính cho thành người có tiết tháo và có phẩm cách cao quý để gặp thời thì ra giúp nước giúp dân nếu không thì làm người ngay chính trong xã hội. Sau dần dần, vì sự sinh hoạt ở đời, sự học thành ra cái học chuyên về mặt cử nghiệp, nghĩa là học chỉ cốt lấy đỗ để ra làm quan. Người đi học đã đỗ đạt rồi, tự tin mình là tài giỏi, chỉ vụ lấy cái hoa mỹ bề ngoài để lòe người, chứ không thiết gì đến sự thực học. Tự chung cũng có người muốn thi đỗ để lấy chút danh phận rồi về ở nhà học thêm hay dạy học nhưng đại đa số chỉ mong đỗ để đi làm quan vì làm quan có địa vị tôn quý ngoài ra không có gì hơn nữa chương trình sự học cử nghiệp có những gì bao nhiêu công phu của người đi học chú trọng vào sự học cho nhớ những sách tứ thư ngũ kinh cùng những lời thể chú của tiền nho trong những sách ấy và học thêm mấy bộ sử nước tàu còn sự luyện tập hàng ngày thì cốt tập cho thạo thuộc các lề lối ở chỗ khoa trường là Kinh nghĩa, tứ lục, thi phú, văn sách Ấy là dùng hư văn mà xếp tài thực dụng Đem sự hoa mỹ làm mực thước đo tài kinh luân Bởi vậy ai hay kinh nghĩa đã nghĩ mình hơn người Ai tài thi phú đã tưởng mình đã giỏi nghề trị nước Việc đời thì tối tăm mờ mịt mà lại tự phụ và kiêu căng cho thiên hạ như rơm rác coi mình như thần thánh sự học của mình đã hư hỏng như thế những hủ tục lại ăn sâu vào trí não thành ra một thứ cố tật không sao chữa được may nhờ cái tinh thần học cũ người đi học kiến thức tuy không có cái gì mấy nhưng thường có khí tiết biết liêm sỉ và nhờ có cái thanh nghị của bọn sĩ phu ràng buộc ngăn ngừa sự hành động bất chính song chỉ có thế mà thôi vẫn không đủ để sinh tồn trong cái thời đại quyền lợi cạnh tranh quyền mưu quỷ quyệt trí thuật gian trá cho nên trong khi người tiến thì ta thoái người thịnh thì ta suy đại khái cái trình độ của bọn sĩ phu ở nước ta lúc bấy giờ là thế cho nên vận nước suy đến nơi mà hồn người vẫn mê muội ở chỗ mơ màng mộng mị bọn sĩ phu là người có học làm tai làm mắt cho mọi người mà còn kém cỏi như thế thì bảo dân gian khôn ngoan làm sao được ba sự sinh hoạt của người trong nước tình thế trong nước như đã nói trên công nghệ không có buôn bán không ra gì trừ việc cày cấy làm ruộng ra thì người nghèo đói không có nghề nghiệp gì mà làm ăn cả cho nên thủa ấy tuy một tiền được bốn bát gạo mà vẫn có người chết đói vì rằng giá gạo thì rẻ nhưng kiếm được đồng tiền thật là khó người đi làm thuê khôn khéo thì mới được một ngày một tiền không thì chỉ được 18 hay 30 đồng tiền mà thôi sự làm ăn ở chỗ thôn quê đã vất vả mà lại thường bị nhiều sự hà lạm ai có đồng tiền ở trong nhà thì lo sợ đủ mọi đường nào sợ kẻ gian phi trộm cắp nào sợ giặc đêm, giặc ngày cướp phá, cho nên phải chôn phải giấu cho kín. Nhà cửa phần nhiều là nhà tranh, nhà lá, ít khi có nhà ngói, nhà gạch. Kiểu nhà làm cũng phải theo kiểu thường mà làm, chứ không được làm nhà lầu và nhà kiểu chữ công hay kiểu chữ môn. Ai làm nhà cửa mà không theo đúng phép thì cho là lộng hành phải tội. Cách ăn mặc thì chỉ có đồ vải nâu, người nghèo khổ chỉ có manh áo cánh và thường thì đóng cái khố có đi đâu mới mặc cái quần vải dài đến đầu gối người sung túc mới có vài cái áo nâu đen và vài cái quần hoặc nhuộm nâu hoặc để trắng chứ không được mặc đồ gấm đổ vóc và đi giày nhà vua cấm như thế là cũng có ý muốn cho dân không quen thói xa hoa hoang phí chỉ trừ những người làm quan làm tư mới có cái đặc ân được ăn mặc hơn người cũng vì thế cho nên người trong nước ai cũng mong được đi làm quan cho hiển đạt cái thân hình và cho rỡ ràng mẹ cha chứ không lo nghĩ làm việc gì khác nữa. Thế ai đi học mà vì lẽ gì thi không đỗ, làm quan không được thì bức trí quay ra làm giặc để tìm cách hiển vinh thành ra trong nước hay có giặc giã. Nước nghèo, dân khổ lại phải lúc có nhiều tai biến, người ngoài vào xâm lược Triều đình ngơ ngác không biết xoay sở ra thế nào, lòng người ly tán, phân ra bè nọ đảng kia giết hại lẫn nhau. Ấy là cái tình thế nước Việt Nam ta vào cuối đời tự đức là thế, cho nên sự nguy vong mới xảy ra vậy. Chương 7. Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ. Gồm 8 phần. 1. Nước Pháp đánh Đà Nẵng. 2. Quân Pháp hạ thành Gia Định. 3. Mất tỉnh Định Tường 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long 5. Hòa ước năm nhâm tốt 1862 6. Sứ Việt Nam ta sang Tây 7. Việc bảo hộ cao miên 8. Nước Pháp lấy ba tỉnh phía Tây đất Nam Kỳ 1. Quân Pháp đánh Đà Nẵng Trong thời đại khó khăn như đời vua Dực Tông mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ không biết theo thời mà mở nước cho người ta vào buôn bán, không biết nhân dịp mà khai hóa dân trí, lại vì sự sùng tín mà đem giết hại người trong nước và đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi những sự lầm lỗi ấy, cho nên nước Pháp mới có cớ dùng binh lực để báo thù cho những người giáo sĩ bị hại. Ghi chú, thực chất là quân Pháp lấy cớ trên để xâm lược nước ta. Hết ghi chú. Nguyên từ năm Tân Hợi 1851 là năm tự đức thứ tư về sau, nghĩa là từ khi có tờ dụ cấm đạo lần thứ hai. Ở Bắc Kỳ có mấy người giáo sĩ là ông Bonac, ông Sabonier, ông Materon và ông giám mục Ifanyo tên là Diaz bị giết. Còn những giáo sĩ khác thì phải đào hầm đào hố mà ở, hoặc phải trốn tránh ở trong rừng trong núi để giảng đạo. Những tin ấy về đến bên Tây, các báo chí ngày ngày kể những thảm trạng của những người giáo sĩ đi truyền đạo ở nước ta, lòng người náo động cả lên. Chính phủ nước Pháp bèn sai ông Leo de Vinler Suac đem chiếc chiến thuyền Catinat vào cửa Đà Nẵng rồi cho người đem thư lên trách triều đình Việt Nam về việc giết đảo. Sau khi thấy quan ta lôi thôi không trả lời, Quân nước Pháp bèm bắn phá các đồn lũy ở Đà Nẵng rồi bỏ đi. Bây giờ là tháng 8 năm Bính Thìn 1856 là năm tự đức thứ 9. Được 4 tháng sau thì sứ thần nước Pháp là ông Mông Ni ở nước Tim La Sang để điều đình mọi việc. Chiếc tàu của ông Montigny đi vào đóng ở cửa Đà Nẵng rồi cho người đưa thư lên nói xin cho người nước Pháp được tự do vào thông thương đặt lĩnh sự ở Huế, mở cửa hàng buôn bán ở Đà Nẵng và cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo. Trong bấy nhiêu điều, triều đình nước ta không chịu điều nào cả. Bấy giờ bên nước Pháp đã lập lại đế hiệu, cháu ông Nã Phá Luân đệ nhất là Nã Phá Luân đệ tam lên làm vua. Triều chính lúc bấy giờ thì thuận đạo lại có bà hoàng hậu Eugenie cũng sủng tín và chăng khi chiếc tàu Catinat vào cửa Đà Nẵng, có ông giám mục Benlérin trốn được xuống tàu rồi về bệ kiến Pháp hoàng kể rõ tình cảnh các người giảng đạo ở Việt Nam. Ông Kunchu chép ở trong sách Nam Kỳ Sử ký Histoire de la Pochin, china rằng lúc bấy giờ có nhiều người quyền thế như ông chủ giáo thành Ruen là Bông Nê Xoa và có lẽ cả bà Hoàng hậu cũng có nói giúp cho ông giám mục Ben -Laureen. Bởi vậy, Pháp Hoàng mới quyết ý sai quan đem binh thuyền sang đánh nước ta. Lại nhân vì những giáo sĩ nước Y Pha Nho cũng bị giết, cho nên chính phủ hai nước mới cùng nhau chủ tính việc sang đánh nước Việt Nam. Ấy cũng tại vua quan mình, làm điều trái đạo giết hại những người theo đạo Gia Tô cho nên mới có tai biến như vậy. Ghi chú, xem chú thích trang 516, hết ghi chú. Tháng 7 năm Mậu Ngọ 1858 là năm tự đức thứ 11. Hải quân trung tướng nước Pháp là Rigon de Genoali đem tàu Pháp và tàu Ifanyo cả thầy 14 chiếc. Chở hơn 3.000 quân của hai nước vào cửa Đà Nẵng bắn phá các đồn lũy rồi lên hạ thành An Hải và thành Tôn Hải. Triều đình được tin ấy liền sai ông Đào Chí ra cùng với quan tổng đốc Nam Nghĩa là Trần Hoàng Tiểu Ngự. Ông Đào Chí ra đến nơi thì hai cái hải thành đã mất rồi. Triều đình lại sai quan hữu quân Lê Đình Lý làm tổng thống đem 2.000 cấm binh vào án ngự. Ông Lê Đình Lý vào đánh với quân Pháp một trận ở xã Cẩm Lệ bị đạn, về được mấy hôm thì mất. Vua Dực Tông lại sai quan kinh lược sứ là ông Nguyễn Tri Phương vào làm tổng thống, ông Chu Phúc Minh làm đề đốc cùng với ông Đào Chí chống giữ với quân Pháp và quân Y Pha Nho. Ông Nguyễn Tri Phương lập đồn liên trì và đắp lũy dài từ Hải Châu cho đến Phúc Ninh, rồi chia quân ra phòng giữ. Cứ như sách Nam Kỳ Sử của ông Kun Chu thì ý quan trung tướng Rigon de Genuali định lấy Đà Nẵng xong rồi lên đánh Huế nhưng mà đến lúc bấy giờ thấy quan quân phòng giữ cũng rát và lại có người đem tin cho trung tướng biết rằng có hơn 10.000 quân ở Huế sắp kéo xuống trung tướng không biết rõ tình thế ra làm sao mà đường xá lại không thuộc cho nên cũng không dám tiến quân lên nhân vì khi trước các giáo sĩ đều nói rằng hễ quân pháp sang đánh thì dân bên đạo tức khắc nổi lên đánh giúp đến nay không thấy tin tức gì mà quân lính của trung tướng thì tiến lên không được ở đà nẵng thì chỗ ăn chỗ ở không có lại phải bệnh dịch tả chết hại mất nhiều người bởi vậy trung tướng lấy làm phiền lắm Bây giờ có ông giám mục ben Laurin cũng đi theo sang ở dưới tàu menesis Trung tướng cứ trách ông giám mục đánh lừa mình. Giám mục cũng tức giận bỏ về ở nhà tu dạy đạo tại thành Penang ở bên Mã Lai. Được mấy tháng, trung tướng liệu thế đánh Huế chưa được. Bèn định kế vào đánh gia định là một nơi dễ lấy và lại là một nơi chủ phú của nước Nam ta. 2. Quân Pháp vào đánh gia định Trước đã có người bàn với trung tướng Rigon de Genoalie ra đánh Bắc Kỳ, nói rằng ở Bắc Kỳ có hơn 40 vạn người đi đạo và lại có đảng theo nhà Lê, có thể giúp cho quân Pháp được thành công. Trung tướng cho đi do thám biết rằng đất Nam Kỳ dễ lấy hơn và lại là đất giàu có, nhiều thóc gạo. Đến tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1859 là năm tự đức thứ 12, Trung tướng giao quyền lại cho Đại tá Tijon ở lại giữ các đồn tại đà nẵng rồi còn bao nhiêu binh thuyền đem vào nam kỳ quân pháp vào cửa cần giờ bắn phá các pháo đài ở hai bên bờ sông đồng nai rồi tiến lên đánh thành gia định ở gia định bấy giờ tuy có nhiều binh khí nhưng quân lính không luyện tập việc võ bị bỏ trễ nải cho nên khi quân pháp ở cửa cần giờ tiến lên quan hộ đốc là vũ duy ninh vội vàng tư đi các tỉnh lấy binh về cứu viện nhưng chỉ trong hai ngày thì thành vỡ. Vũ Duy Ninh tự tận. Quân nước Pháp và nước Y Nho vào thành lấy được 200 khẩu súng Đại Bác, 8 vạn rưỡi kilo thuốc súng và độ chừng 18 vạn Phật Lăng, tức France. cả tiền lẫn bạc. Còn các binh khí và thóc gạo thì không biết bao nhiêu mà kể. Trung tướng Rigon de Genoali lấy được thành gia định rồi tốt cả thóc gạo và san phẳng thành trì làm bình địa chỉ để một cái đồn ở phía nam. Sai thủy quân trung tá Jore Guiperi đem một đạo quân ở lại chống giữ với quân của ông Tôn Thất Hợp đóng ở Biên Hòa. Trung tướng lại đem quân trở ra Đà Nẵng rồi tiến lên đánh một trận ở đồn Phúc Ninh. Quân ông Nguyễn Tri Phương thua phải lui về giữ đồn Nại Hiên và đồn Liên Trì. Trung tướng muốn nhân dịp đó mà định việc giảng hòa, nhưng mà triều đình cứ để lôi thôi mãi. Người thì bàn hòa, kẻ thì bàn đánh, thành ra không xong việc gì cả. Ghi chú: chỗ này sách Tây có quyển chép rằng khi hai bên đang bàn việc hòa thì vua tự Đức sai ông Nguyễn Tri Phương đánh quân Pháp ở gia định và xem sử ta lúc bấy giờ thì ông Nguyễn Tri Phương đang còn ở Quảng Nam. Mãi đến tháng 5 năm canh tân 1860, ông ấy mới vào Nam Kỳ. Vậy việc đánh ở gia định là ông Tôn Thất Hợp chứ không phải là ông Nguyễn Tri Phương hay kỳ chú. Mà quân Pháp lúc bấy giờ ở Đà Nẵng khổ sở lắm, nhiều người có bệnh tật, trung tướng Rigon de Snoaly cũng đau phải xin về nghỉ. Chính phủ Pháp sai hải quân thiếu tướng Bà Baud sang thay cho trung tướng Rigon de Snoally và nhân thể để chủ việc giảng hòa cho xong. Đến tháng 10 năm kỷ mùi 1859 thì thiếu tướng sang đến nơi và cho người đưa thư bàn việc hòa. Chỉ cốt xin đừng cấm đạo để cho các giáo sĩ được tự do giảng đạo, đặt lĩnh sự coi việc buôn bán ở các cửa bể và đặt sứ thần ở Huế. Đại đề thì cũng như những điều của ông Montigny đã bàn năm trước Nhưng chẳng may lúc bấy giờ ở trong triều không ai hiểu chính sách ngoại giao mà chủ trương việc ấy Hóa ra làm mất cái dịp hay cả cho hai nước Thiếu tướng thấy cuộc hòa không xong, bèn tiến binh lên đánh. Trận ấy quân bên Pháp chết mất một viên lục quân trung tá là Dupré de Rolet. Khi quân Pháp và quân Ifanyo sang đánh nước ta ở Đà Nẵng và ở Gia Định thì quân nước Anh và quân nước Pháp đang đánh nước tàu ở mạn Hoàng Hải. Đến bây giờ, quân Pháp cần phải tiếp sang bên tàu, chính phủ nước Pháp mới truyền cho thiếu tướng Bay phải rút quân ở Đà Nẵng về và chỉ để quân giữ lấy ở Gia Định. Còn bao nhiêu binh thuyền phải đem sang theo hải quân trung tướng Sarkner đi đánh tàu. Bởi vậy, đến tháng 3 năm Canh Thân, 1860, quân Pháp đốt cả dinh trại ở Trà Sơn rồi xuống tàu. Về đến gia định thiếu tướng Bay để hải quân đại tá Darius ở lại giữ gia định còn bao nhiêu binh thuyền đem lên phía Bắc hội với binh thuyền của nước Anh để đánh nước Tàu. Triều đình ở Huế thấy quân Pháp bỏ Đà Nẵng đi, bèn sai Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế Hiển vào Nam Kỳ để cùng với ông Tôn Thất Hợp xung gia định quân thứ Đến tháng 7 năm Canh Thân 1860, ông Nguyễn Tri Phương khởi hành. Lúc gần đi, ông ấy có tâu bày mấy lẽ về việc giữ nước và nói rằng việc đánh nhau với nước Pháp bây giờ khó gấp 5, gấp 7 lúc trước. Nhưng ông ấy xin cố hết sức để đền ơn nước. Còn ở mặt Quảng Nam mà có việc gì, thì ông Phan Thanh Giản và ông Nguyễn Bá Nghi có thể cáng đáng được. Quân Pháp và quân Y Pha Nho ở Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có độ 1.000 người, mà quân của Việt Nam ta thì có đến hơn một vạn người. Nhưng mà quân ta đã không luyện tập, lại không có súng ống như quân Tây. Mình chỉ có mấy khẩu súng cổ, bắn bằng đá lửa, đi xa độ 250 hay là 300 thước Tây là cùng. Còn súng Đại Bác thì toàn là súng nạp tiền mà bắn 10 phát không đậu một. Lấy những quân lính ấy những khí giới ấy mà đối địch với quân đã tập theo lối mới bắn bằng súng nạp hậu và bằng đạn trái phá thì đánh làm sao được bởi vậy cho nên xem trận đồ của việt nam ta từ đầu cho đến cuối chỉ có cách đào hầm đào hố để làm thế thủ chứ không bao giờ có thế công mà người tây thì lợi cả công lẫn thủ tuy vậy ông nguyễn tri phương cùng với quan tham tán đại thần phạm thế hiển vào xếp đặt ở gia định một cách rất có quy củ đắp dãy đồn kỳ hòa, người Pháp gọi là dãy đồn trí hòa, cũng hợp quy thức để chống nhau với quân của đại tá Darius. Hai bên đã từng đánh nhau hai ba trận, đều bị thiệt hại cả. Đến tháng 9 năm canh thân 1860, thì nhà Thanh bên Tàu ký hòa ước với nước Anh và nước Pháp. Hai bên bãi sự chiến tranh, chính phủ nước Pháp sai hải quân trung tướng Sackner đem binh thuyền về chủ trương việc lấy Nam Kỳ. Tháng Giêng năm Tân Dậu 1861, Trung tướng nơ đem cả thầy 70 chiếc tàu và 3.500 quân bộ về đến gia định. Ghi chú, sử ta chép rằng quân Pháp lúc bấy giờ có hơn một vạn người mà các sách chép việc lấy Nam Kỳ thì chỉ có 3.500 người mà thôi. Và trong số ấy lại có mấy đội lính mộ An Nam nữa. Thiết tưởng số 3500 có lẽ thật hơn. Hết ghi chú. Được 20 ngày thì trung tướng truyền lệnh tiến quân lên đánh lấy đồn kỳ hòa. Hai bên đánh nhau rất dữ trong hai ngày. Quân Pháp chết hơn 300 người nhưng mà súng Tây bắn hăng quá. Quân ta địch không nổi phải thua bỏ đồn chạy về biên hòa. Trận ấy bên Tây thì có lục quân thiếu tướng và Soane, đại tá Ifanyo Balanca và mấy người nữa bị thương, mà bên ta thì ông Nguyễn Chi Phương bị thương, em ngài là Nguyễn Duy tử trận. Quan tham tán là Phạm Thế Hiền về đến Biên Hòa được mấy hôm cũng mất, còn quân sĩ thì chết hại rất nhiều. 3. Mất tỉnh Định Tường. Phá được đồn Kỳ Hòa rồi, trung tướng Sackner truyền cho quân thủy bộ tiến lên đánh đuổi, quan quân vỡ tan cả tàu thủy của Pháp lên lấy thủ dầu một và Tây Ninh. Trung tướng lại sai người đưa thư sang cho vua Cao Miên là Norodom. Nặc ông Lân, đại lược nói rằng, chủ ý của Pháp định lấy đất gia định làm thuộc địa và nay mai sẽ đánh lấy Mỹ Tho, định tường, để cho tiện đường lưu thông với nước Cao Miên. Bây giờ bại quân của Nguyễn Tri Phương rút về đóng ở Biên Hòa còn đang rối loạn, chưa dám làm gì quân Pháp bèn quay về phía Tây đánh tỉnh Định Tường. Trước Trung tướng đã cho tàu đi dò các ngọn sông xem đi đường nào tiện. Đến tháng 2 năm Tân Dậu 1861, một mặt Trung tướng sai Trung tá Bodes đem tàu đi đường sông tiến lên đánh các đồn. Một mặt thì sai Thiếu tướng Bay đi đường bể theo cửa sông Mê Công vào. Hai mặt cùng tiến lên đánh lấy thành Mỹ Tho quan hộ đốc là nguyễn công nhàn phải bỏ thành chạy từ khi hạ thành mỹ tho rồi trung tướng đặt đồn lũy ở các nơi hiểm yếu và có ý hoãn việc binh để sửa sang việc cai trị trong địa hạt đã lấy được cho nên cũng không đánh các tỉnh khác triều đình ở huế được tin quan quân thất thủ đại đồn kỳ hòa và thành mỹ tho cũng thất thủ rồi sai quan thượng thư hộ bộ là nguyễn bá nghi làm khâm sai đại thần vào kinh lý Việt Nam Kỳ. Nguyễn Bá Nghi biết thế không chống nổi với quân Pháp, dâng sớ về xin giảng hòa. Nhưng ở trong triều bấy giờ có bọn Trương Đăng Quế không chịu, bắt phải tìm kế chống giữ. Có nhà chép sử trách Nguyễn Bá Nghi rằng tuy ông ấy muốn giảng hòa nhưng không chịu nhường đất, cứ lấy lý mà cãi, chứ không biết rằng thời buổi cạnh tranh này hễ cái sức đã không đủ, thì không có cái lý gì là phải cả. Và chăng quân nước Pháp đã sang đánh lấy mất mấy tỉnh ở Nam Kỳ là cốt để làm thuộc địa, lẽ nào tự nhiên lại đem trả lại. Bởi vậy sự giảng hòa cứ lôi thôi mãi không xong. Mà ở trong địa hạt tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường lúc ấy lại có mấy người như Tri Huyện Toại, Phó Quản Cơ, Trương Định, Thiên Hộ Dương rủ những người nghĩa dũng nổi lên đánh phá quân Pháp quân Pháp cứ đánh dẹp mãi, dân tình cũng bị lắm điều cực khổ. Đến tháng 10 năm Tân Dậu 1861, chính phủ Pháp sai hải quân thiếu tướng Bonat sang thay cho trung tướng nơ về nghỉ. 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long Thiếu tướng Bonat thấy quan quân ta cứ chống giữ mãi, bèn quyết ý lấy tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 11 năm ấy thì quân Pháp chia ra làm ba đạo, cùng tiến lên đánh lấy thành Biên Hòa, rồi lại tiến lên mặt Đông Nam đánh lấy đồn Bà Rịa. Qua tháng 3 năm sau là năm nhâm tuất 1862, Thiếu tướng Bonat lại đem 11 chiếc tàu và hơn 1.000 quân đi đánh Vĩnh Long. Tỉnh thần ở đấy chống giữ được 2 ngày thì thành phá. Tổng đốc Trương Văn Uyển phải đem quân lui về phía tây sông Mê Công năm Hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 Lúc bấy giờ ở ngoài Bắc Kỳ có tên Phụng, tên Trường đánh phá ở mặt Quảng Yên và Hải Dương ngặt lắm lại có Nguyễn Văn Thịnh tục gọi là Cai Tổng Vàng Quấy Nhiễu ở Bắc Ninh mà ở trong Nam Kỳ thì lại mất thêm hai tỉnh nữa Ghi chú Xem chú thích 1 trang 184 Hết ghi chú Triều đình lấy làm lo sợ lắm, bèn sai Phan Thanh Giảng và Lâm Duy Tiếp vào gia định giảng hòa. Đến tháng 4 thì sứ thần nước ta theo chiếc tàu Forbin vào Sài Gòn. Đến hôm 9 tháng 5 thì thiếu tướng Bonat và sứ thần nước Nam ta là ông Phan Thanh Giản và ông Lâm Duy Tiếp ký tờ hòa ước. Tờ hòa ước ấy có 12 khoản, nhưng cốt có những khoản sau này là quan trọng hơn cả một nước Nam phải để cho giáo sĩ nước Pháp và nước y Pha nho được tự do vào giảng đạo và để dân gian được tự do theo đạo hai nước Nam phải nhường đất cho nước Pháp tỉnh biên hòa tỉnh gia định và tỉnh định tường và phải để cho chiến thuyền của Pháp được ra vào tự do ở sông Mê Công ba nước Nam không được đem binh khí, thuốc đạn đi qua những tỉnh đã nhường cho nước Pháp. 4. Hệ nước Nam có giao thiệp với nước nào khác thì phải cho chính phủ Pháp biết và khi nào muốn nhường đất cho nước nào thì phải tùy ý nước Pháp có thuận cho mới được. 5. Người nước Pháp và nước Y Pha Nho được ra vào buôn bán tự do ở cửa Đà Nẵng, cửa Ba Lạt và cửa Bể ở Quảng Yên. 6 nước Nam phải trả tiền binh phí 4 triệu nguyên, chia làm 10 năm, mỗi năm 40 vạn nguyên. 7. Nước Pháp trả tỉnh Vĩnh Long lại cho nước Nam, nhưng quân Pháp cứ đóng ở tỉnh Lị cho đến khi dẹp yên giặc giã ở tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường mới rút về. Sự giảng hòa xong rồi thì triều đình sai ông Phan Thanh Giản làm Tổng đốc Vĩnh Long, ông Lâm Duy Tiếp làm Tuần Phủ Khánh Thuận để giao thiệp với quan nước Pháp ở gia định. Bấy giờ nước Ifa Nho cũng nhường quyền lấy đất làm thuộc địa cho nước Pháp, chỉ nhận tiền binh phí và quyền được cho giáo sĩ đi giảng đạo thôi. Tháng 2 năm Quý Hợi 1863 là năm tự đức thứ 16, thiếu tướng Bonat và đại tá nước Ifa Nho là Ba Lan vào Huế triều yết vua Dực Tông để công nhận sự giảng hòa của ba nước. Đoạn rồi Thiếu tướng Bonat về Pháp nghỉ Hải quân Thiếu tướng De La Rang sang thay 6. Sứ Việt Nam sang Tây Vua Dực Tông tuy thế bất đắc dĩ phải nhường đất ba tỉnh Nam Kỳ cho nước Pháp Nhưng trong bụng vẫn muốn cố hết sức để chuộc lại Vì là đất gia đình là đất khai nghiệp của nhà Nguyễn Và lại là đất quê ngoại của ngài Nên chi hòa ước đã ký rồi mà ngài vẫn sai quan thương nghị với quan nước Pháp về việc ấy. Mà chủ ý người nước Pháp lúc bấy giờ thì không những là chỉ giữ lấy ba tỉnh mà thôi, lại còn định mở rộng thêm ra nữa. Vậy lẽ nào lại đem trả lại cho mình? Vua Dịch Tông thấy việc này bàn không xong, bèn sai quan hiệp biện đại học sĩ Phan Thanh Giản, quan tả tham chi lại bộ Phạm Phú Thứ và quan án sát xứ tỉnh Quảng Nam là Ngụy Khắc Đản đem phẩm vật sang xứ nước Pháp và nước Y Pha Nho. Còn việc giao thiệp ở trong Nam Kỳ thì giao lại cho quan Tổng đốc Vĩnh Long là Trương Văn Uyển. Tháng 6, các sứ thần xuống tàu Eco vào gia định rồi sang tàu Euroben cùng với quan nước Pháp và quan nước Y Pha Nho sang Tây. Đến tháng 8 thì tàu Euroben về tới nước Pháp sứ thần nước ta lên Paris xin vào triều yết Pháp Hoàng nã phá luân đệ tam nhưng bây giờ Pháp Hoàng sắp đi ngự mát sứ thần ta phải ở lại chờ đến hơn một tháng mới được yết kiến ông Phan Thanh Giản tâu bày mọi lẽ về việc xin chuộc ba tỉnh Nam Kỳ Pháp Hoàng ban rằng việc đó để đình nghị xem thế nào rồi sau sẽ trả lời cho triều đình Huế mấy hôm sau bọn ông Phan Thanh Giản đi sang Y Pha Nho, rồi đến cuối năm thì các sứ thần xuống tàu Japon trở về. 7. Việc bảo hộ cao miên Trong khi sứ nước ta sang Tây lo việc chuộc lại mấy tỉnh ở Nam Kỳ, thì ở bên này thiếu tướng De La Grandier một mặt cứ đánh dẹp mọi nơi, xếp đặt cách cai trị, định thuế lệ và mở trường dạy chữ Pháp và chữ quốc ngữ một mặt sai quan đi kinh doanh việc bảo hộ nước cao miên chân lạc ghi chú nguyên người nước ta tự xưa tuy có tiếng nói riêng mà không có chữ viết học hành văn chương án từ việc gì cũng làm bằng hán tự cả từ đời nhà trần về sau đã có người dùng hán tự mà đặt ra chữ nôm để viết tiếng quốc ngữ nhưng mà những nhà văn học không hay dùng đến chữ nôm Đến cuối đời nhà Lê có các giáo sĩ Bồ Đào Nha sang giảng đạo ở nước ta thấy hán tự khó học và không mấy người hiểu mới mượn chữ Latin mà đặt ra chữ quốc ngữ để cho tiện sự giảng dạy ngày nay ta cũng nhờ có chữ quốc ngữ ấy mà làm thành ra nước ta có một lối chữ riêng rất tiện hết ghi chú Nguyên từ năm Kỷ Mùi 1859 vua nước Cao Miên là An Dương tức là nặc ông Tôn mất rồi. Người con trưởng tên là Norodom ông Lân lên nối ngôi. Đến năm Tân Dậu 1861 thì người em Norodom là Sivatha nổi lên tranh ngôi của anh, Norodom phải chạy sang Tiêm La. Sang năm Nhâm Tuất 1862, vua Tiêm La sai quân đem Norodom về nước rồi đặt quan ở Ô Đông để bảo hộ Cao Miên. Lúc bấy giờ ở Cao Miên có ông giám mục tên là Miser khuyên vua Norodom về với nước Pháp thì Tiêm La không dám bắt nạt. Bên này thiếu tướng de la Grandier cũng sai đại úy Dodat de la Gris, sang kinh doanh việc bảo hộ Cao Miên. Ông Doudat de la Gris sang Cao Miên trong một năm trời thu xếp mọi việc. Đến năm Giáp Tý 1864 thì nước tiêm la phải rút quân về nhường quyền bảo hộ cho nước pháp 8. nước pháp lấy ba tỉnh phía tây đất nam kỳ ở bên pháp lúc bấy giờ chính phủ cũng còn phân vân chưa quyết hẳn lấy hay là trả đất nam kỳ mà pháp hoàng thì thấy đường xá xa xôi cũng ngại bèn sai hải quân trung tá obarez Hà ba lý sang điều đình với triều đình ở huế về việc cho chuộc ba tỉnh nam kỳ vua Dịch Tông lại sai quan lại bộ thượng thư là ông Phan Thanh Giản ra sung chức toàn quyền cùng với Trần Tiễn Thành và Phan Huy Vịnh để thương nghị với sứ thần nước Pháp. Ông Oparet đưa bản thảo tờ hòa ước, đại lược nói rằng nước Pháp trả lại ba tỉnh gia định, biên hòa, định tường cho nước Nam, chỉ giữ Sài Gòn, Mỹ Tho và Thủ Dầu Một để đóng quân nhưng nước Nam phải để nước Pháp được quyền bảo hộ cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Nước Nam lại phải chịu mỗi năm là 2 triệu nguyên tiền thuế. Xứ hai nước cứ bàn đi bàn lại mãi không xong, mà ở bên Pháp thì có nhiều người không muốn trả lại đất Nam Kỳ. Cuối năm Giáp Tý, 1864, quan thượng thư Hải quân bộ là hầu tước De Lúc, Lô Lopat dâng sớ tâu với pháp hoàng nhất định xin không cho nước nam chuộc ba tỉnh pháp hoàng nghe lời ấy bèn xuống chỉ truyền cứ chiếu tờ hòa ước năm nhâm Tuất mà thi hành 1862 năm ất sửu 1865 quan thượng thư đờ sa slop lopat muốn biết rõ tình thế bên việt nam này bèn gọi thiếu tướng đờ la grandier về hội nghị và sai hải quân thiếu tướng Rose sang thay. Thiếu tướng De La Grandier về Pháp cả đi lẫn về mất 7 tháng lại trở sang kinh lý Việt Nam Kỳ. Lúc bấy giờ việc cai trị ở ba tỉnh của Pháp đã thành nếp rồi. Thiếu tướng De La Grandier ở Pháp sang đã quyết ý lấy nốt ba tỉnh phía Tây. Lại nhân từ khi trước nước Pháp sang lấy Nam Kỳ người bản xứ vẫn thỉnh thoảng nổi lên đánh phá quân pháp dẹp mãi không yên ở cao miên lại có nhà sư pu cầm pô xưng là cháu nặc ông chân cũng nổi lên đánh vua norodom súy phủ ở sài gòn đổ cho quân việt nam ta xui dục và giúp đỡ người làm loạn bèn sửa soạn việc lấy tỉnh vĩnh long tỉnh an giang và tỉnh hà tiên ở huế Tuy triều đình còn cứ mong chuộc lại đất ba tỉnh, nhưng vẫn biết ý suý phủ ở Sài Gòn, rồi tất lấy cả ba tỉnh phía Tây, cho nên năm bính dần 1866, lại sai ông Phan Thanh Giản vào làm kinh lược sứ để tìm kế chống giữ. Ở bên Pháp, thì từ năm đinh mùi 1867, hải quân trung tướng Rigon de ly lên làm thượng thư hải quân bộ ra sức giúp thiếu tướng De La Grandier cho xong việc. Ghi chú, lúc bấy giờ, hải quân bộ kiêm cả thuộc địa bộ, hết ghi chú. Bởi vậy, suý phủ ở Sài Gòn chỉ đợi dịp để khởi sự. Tháng 6 năm Đinh Mão 1867 là năm tự đức thứ 20, thiếu tướng De La Grandier hội với hơn 1.000 quân ở Mỹ Tho rồi định ngày kéo sang lấy Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Ông Phan Thanh Giản biết thế không chống nổi. Bảo các quan đành chịu nộp thành trì cho khỏi sự tai hại, rồi ông uống thuốc độc mà tự tử. Dặn lại con cái phải cày ruộng mà ăn, chứ không được nhận quan chức gì ở Nam Kỳ. Bây giờ, ông đã già, đã ngoài 74 tuổi, làm quan thật là thanh liêm. Nhưng chẳng may gặp phải khi nước có biến, biết thế mình không làm gì được, đem tấm lòng son sắt mà báo đền ơn nước cho hết bổn phận người làm tôi. Từ đó đất Nam Kỳ toàn cảnh thành ra đất thuộc địa của Pháp, thuế má, luật lệ, điều gì cũng do suý phủ ở Sài Gòn quyết định cả. Chương 8 Giặc giã ở trong nước gồm 6 phần. 1. Việc rối loạn trong nước. 2. Giặc tam đường. 3. Giặc châu chấu. 4. Giặc tên phụng. 5. Sự phản nghịch ở kinh thành. 6. Giặc khách ở Bắc Kỳ. 1. Việc rối loạn trong nước. Vua Dực Tông vốn là ông vua có lòng chăm chỉ về việc trị dân. Ngay từ năm canh tuất, Năm 1850 là năm tự đức thứ ba, ngài đã sai ông Nguyễn Tri Phương làm kinh lược đại sứ 6 tỉnh Nam Kỳ. Ông Phan Thanh Giản làm kinh lược đại sứ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Ông Nguyễn Đăng Giai làm kinh lược đại sứ Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Các ông ấy đi khám xét công việc các quan lại và sự làm ăn của dân gian, có điều gì hay dở phải sớ tâu về cho vua biết. Tuy vậy mặc lòng Không có đời nào lắm giặc giã Bằng đời ngài làm vua Chỉ được vài ba năm đầu Thì còn có hơi yên trị Còn từ năm Tân Hợi 1851 Là năm tự đức thứ tư trở đi Thì càng ngày càng nhiều giặc hơn cả Bởi vì đất Bắc Kỳ Là đất của nhà Lê Cũ Dân tình cũng có nhiều người tưởng nhớ đến tiền triều nên chi những người muốn làm loạn hoặc tự nhận là dòng dõi nhà Lê hoặc tìm một người nào giả nhận dòng dõi nhà Lê rồi tôn lên làm minh chủ để lấy cớ mà khởi sự. Lại nhân lúc bấy giờ bên tàu có giặc Thái Bình nổi lên đánh nhà Thanh. Đến khi giặc ấy tan thì dư đảng chạy tràn sang nước ta cướp phá ở mạng Thượng Du. Nào giặc khách, nào giặc ta, quan quân cứ phải đi đánh dẹp luôn. Ở trong nước thì thỉnh thoảng lại có tai biến như nước lụt, đê vỡ vân vân. Ở Hưng Yên, đê Văn Giang vỡ 18 năm liền. Cả huyện Văn Giang thành ra bãi cát bỏ hoang, dân gian đói khổ, nghề nghiệp không có cho nên người đi làm giặc càng ngày càng nhiều vậy. Hai Giặc Tam Đường Năm Tân Hợi 1851 là năm tự đức thứ tư. Có giặc khách là bọn Quảng Nghĩa Đường, Lục Thắng Đường, Đức Thắng Đường, vân vân Tục gọi là giặc Tam Đường quấy nhiễu ở mặt Thái Nguyên, vua sai ông Nguyễn Đăng Giai ra kinh lược Bắc Kỳ. Ông ấy dùng cách khôn khéo dụ được chúng nó về hàng. Bởi vậy, trong hạt lại được yên một độ. Nhưng đến cuối năm giáp dần, 1854 là năm tự đức thứ bảy, Nguyễn Đăng Giai mất, đất Bắc Kỳ lại có loạn. 3. Giặc Châu Chấu Năm tự đức thứ bảy, 1854 ở tỉnh Sơn Tây có một bọn người đem Lê Duy Cự là dòng dõi nhà Lê ra lập lên làm minh chủ để khởi sự đánh nhà Nguyễn. Lúc ấy có Cao Bá Quát, người làng Phú Thụy, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, thi đỗ cử nhân ra làm quan, được bổ chức giáo thụ phủ quốc oai Sơn Tây. Cao Bá Quát có tiếng là người văn học giỏi ở Bắc Kỳ mà cứ bị quan trên đè nén cho nên bức trí bỏ quan về đi dạy học rồi theo bọn ấy xưng là quốc sư để giấy loạn ở vùng Sơn Tây và Hà Nội. Tháng chạp năm ấy, quan phó lĩnh binh tỉnh Sơn Tây là Lê Thuận đi đánh bắt được Cao Bá Quát đem về chém tại làng. Nhân vì mùa tháng năm ấy, ở vùng tỉnh Bắc Ninh và Sơn Tây có nhiều châu chấu ra phá hại mất cả mùa màng, rồi đến cuối năm lại có giặc ấy, cho nên người thời bấy giờ gọi là giặc châu chấu. Cao Bá Quát chết rồi Lê Duy Cự còn quấy rối Đến mấy năm sau mới dẹp yên được Từ đó trở đi Không năm nào là năm không có giặc Nhưng kiệt hiệt hơn cả Là có giặc tên Phụng Và giặc khách ở mạng Thượng Du 4. Giặc tên Phụng Năm Tân Dậu 1861 Quân nước Pháp và nước Y Pha Nho Sang đánh Quảng Nam Có mấy người ở Bắc Kỳ Theo vào làm lính mộ trong ấy có tên Tạ Văn Phụng, trước đã theo giáo sĩ ra ngoại quốc đi học đạo, sau lại theo trung tướng Sackner về đánh Quảng Nam. Đến tháng Chạp thì tên Phụng ra Bắc Kỳ, mạo xưng là Lê Duy Minh, dòng dõi nhà Lê, rồi tự xưng làm Minh Chủ cùng với một người đạo trưởng tên là Trường làm Mưu Chủ và tên Ước, tên Độ, giấy binh ở Quảng Yên. Đảng tên Phụng đem quân giặc khách ở ngoài bể vào đánh lấy phủ Hải Ninh, rồi lại thông với giặc khách và giặc ta ở các tỉnh để làm loạn ở Bắc Kỳ. Tháng 3 năm Nhâm Tuất 1862, ở Bắc Ninh có tên Cai Tổng Nguyễn Văn Thịnh, tục gọi là Cai Tổng Vàng, xưng làm Nguyên Súy lập tên Uẩn, mạo xưng là con cháu nhà Lê, lên làm Minh Chủ, rồi nhập đảng với tên Phụng, đem binh đi đánh phủ Lạng Giang, huyện Yên Dũng và vây thành Bắc Ninh. Bây giờ quan bố chính tỉnh Hà Nội là Nguyễn Khắc Thuật, quan bố chính tỉnh Sơn Tây là Lê Dụ và quan phó lĩnh binh tỉnh Hưng Yên là Vũ Tảo đem quân ba tỉnh về đánh giải vây cho tỉnh Bắc. Vũ Tảo đánh nhau với quân giặc hơn 10 trận mới phá được quân giặc. Ở phía đông thì tên Phụng vây đánh thành Hải Dương, tỉnh thần dân sớ cáo cấp. Triều đình bèn sai quan thượng thư bộ hình là Trương Quốc Dụng ra làm tổng đốc hải an quân vụ cùng với phan tam tỉnh đặng hạnh ghi chú hải an tức là hải dương và quảng an hết ghi chú lê xuân đem quân kinh và quân thanh nghệ ra tiến tiểu, lại sai đào Chí làm tham tán đại thần nguyễn bá nghi làm sơn hưng tuyên tổng đốc để cùng với trương quốc dụng đánh giặc ở bắc kỳ ghi chú Sơn Hưng Tuyên tức là Sơn Tây Hưng Hóa và Tuyên Quang hết ghi chú lúc ấy tỉnh Thái Nguyên thì có giặc nông và giặc khách đánh phá tỉnh Tuyên Quang thì có bọn tên Uẩn, tên nông hùng thạc quấy nhiễu tỉnh Cao Bằng thì có tên giặc khách lý hợp thắng vây đánh tỉnh Bắc Ninh thì có cai tổng vàng cướp phá các quan lo rối cả lên Vua Dực Tông lại sai Nguyễn Tri Phương ra làm Tây Bắc Tổng thống quân vụ Đại Thần cùng với Phan Đình Tuyển và Tôn Thất Tuệ ra đánh mặt Bắc Ninh, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tháng 3 năm Quý Hợi 1863, Vũ Tảo đánh lấy lại thành Tuyên Quang và bắt được tên Uẩn đóng cũi giải về trị tội. Qua tháng 4, Nguyễn Tri Phương dẹp xong giặc ở Bắc Ninh rồi đem binh lên lấy lại thành Thái Nguyên, bắt được tên Thanh, tên Đắc tên Vân và lại phá được xào huyệt của giặc ở núi Ma Hiên thuộc châu Bạch Thông. Còn ở mặt Hải Dương và Quảng Yên thì tuy Trương Quốc Dụng và Đào Chí đã giải được vây cho thành Hải Dương nhưng thế quân giặc ở mặt bể còn mạnh lắm. Vu Dịch Tông lại sai Nguyễn Tri Phương làm Tổng thống Hải An quân vụ. Trương Quốc Dụng làm hiệp thống đem quân ra đánh mặt ấy. Lúc bấy giờ, bọn tên Dung có sai người vào cầu viện quan thiếu tướng Bonat ở trong Nam Kỳ. Ước hễ lấy được Bắc Kỳ thì xin để nước Pháp bảo hộ. Nhưng vì trong Nam Kỳ còn lắm việc mà sự giảng hòa với triều đình ở Huế đã sắp xong cho nên thiếu tướng không nhận. Đảng Tiên Phụng vẫn chiếm giữ đất Quảng Yên và những đảo ở ngoài bể để làm sao huyệt rồi cho binh thuyền đi cướp phá các nơi. Quan quân đi đánh, nhiều người bị hại, Cuối năm Quý Hợi 1863 là năm tự Đức thứ 16, quân giặc họp hơn 500 chiếc thuyền ở đảo Cát Bà và ở núi Đồ Sơn. Có ý muốn đem quân vào đánh đất Kinh Kỳ. Nhưng chẳng may phải bão, thuyền đắm mất nhiều. Quan đề đốc là Lê Quang Tiến và quan bộ phủ Bùi Huy Phan được tin ấy liền đem quân ra đánh, bị quân giặc đánh tập hậu, quan quân bỏ chạy. Lê Quang Tiến và Bùi Huy Phan phải nhảy xuống bể tự tận. Đến tháng 6 năm Giáp Tý 1864 là năm tự đức thứ 17, quan hiệp thống Trương Quốc Dụng, quan tán lý Văn Đức Khuê, quan tán tương Trần Huy Sách và quan trưởng vệ Hồ Thiện đánh nhau với giặc ở đất Quảng Yên bị giặc giết cả. Trận ấy quan quân thua to, quân sĩ thiệt hại rất nhiều. Tháng 4 năm Ất Sửu 1865, quân giặc đem 300 chiếc thuyền phân ra làm ba đạo vào cướp ở mạn Hải Dương. Nguyễn Tri Phương sai Nguyễn Văn Sĩ đem quân ra đón đánh, bắt và chém được rất nhiều. Từ đó, quan đề đốc Mai Thiện, quan tán lý Đặng Trần Chuyên, quan đốc binh ông Ích Khiêm phá được quân giặc hơn 10 trận. Quân giặc lui về giữ mặt Hải Ninh. Tháng 7 năm ấy, Nguyễn Tri Phương sai Đặng Trần Chuyên, ông Ích Khiêm đem binh ra Quảng Yên, ước với quan nhà Thanh ở Khâm Châu để đánh lấy lại thành Hải Ninh. Quân giặc thua to, đem hơn 70 chiếc thuyền chạy ra bể. Quan quân đem binh thuyền ra đuổi đánh, tên phụng, tên ước thì chạy vào mạn Quảng Bình, Quảng Trị, còn những đồ đảng đứa thì phải bắt, đứa thì chạy trốn được. Sau tên phụng và tên ước cũng bị bắt đem về trị tội ở Huế. Giặc Phụng khởi từ cuối năm Tân Dậu 1861 đến cuối năm Ất Sửu 1865 mới dẹp xong. Kể vừa 4 năm trời, nhà nước tổn hại rất nhiều. Khi giặc Phụng ở Quảng Yên dẹp gần xong, thì ở mạng Cao Bằng đã có giặc khách đánh lấy tỉnh thành. Quan Kinh Lược Võ Trọng Bình và Quan Tuần Phủ Phạm Chi Hương đem binh lên Lạng Sơn rồi chia quân đi đánh các nơi. Từ tháng 9 năm Ất Sửu 1865 cho đến tháng 3 năm Bính Dần 1866 thì tướng giặc là Trương Cận Bang mới xin về hàng và mới thu phục lại được thành Cao Bằng. Nguyễn Tri Phương và Võ Trọng Bình về kinh coi việc triều chính. Năm. Sự phản nghịch ở kinh thành. Việc ngoài Bắc mới hơi nguôi nguôi thì kinh đô lại có việc làm cho náo động lòng người nguyên vua dực tông là con thứ mà được nối ngôi là vì người anh ngài là hồng bảo phóng đãng không chịu học hành cho nên không được lập ông ấy lấy đó làm tức giận bèn đồ mưu với một nước ngoại quốc để tranh ngôi vua chẳng may sự lộ ra ông ấy phải bỏ ngục rồi uống thuốc độc mà chết còn con ông ấy thì lại được tha mà phải đổi tên là đinh đạo Đến năm Bính Dần 1866 là năm tự đức thứ 19, nhà vua đang xây vạn niên cơ, tức là kiêm lăng bây giờ, quân sĩ phải làm lụng khổ sở, có nhiều người oán giận. Bây giờ ở Kinh có đoàn Trưng cùng với em là đoàn Hữu Ái, đoàn Tư Trực và bọn Trương Trọng Hòa, Phạm Lương kết làm Sơn Đông Thi Tử Hội để mưu việc lập đinh đạo lên làm vua bọn tên Trưng mới chiêu dụ những lính làm ở Vạn Niên Cơ và cùng với quan hữu quân Tôn Thất Cúc làm nội ứng định ngày khởi sự. Đến đêm hôm mùng 8 tháng 8, bọn tên Trưng đem quân vào cửa tả dịch, trực sông vào điện giết vua dịch tông. May nhờ có quan trưởng vệ là Hồ Oai đóng được cửa điện lại, hô quân bắt được tên Trưng, tên Trực và cả bọn đồng đảng Đinh đạo phải tội giảo Tôn thất cúc thì tự vẫn chết Còn các quan có trách nhiệm Đều phải chiếu tội nặng nhẹ Hoặc phải giáng Hoặc phải cách Lúc ấy ngoài thì có giặc cướp đánh phá Trong thì có Nghịch thần làm loạn Ở mặt quảng nghĩa lại có giặc mọi Đá vách cứ hay xuống Quấy nhiễu dân gian May nhờ có quan tiểu phủ Nguyễn Tấn ra sức đánh dẹp Mới yên được việc giao thiệp với nước Pháp thì càng ngày càng khó. Ở Bắc Kỳ thì có giặc khách một ngày một mạnh, đến nỗi quan quân đánh không được, phải nhờ quân tàu sang dẹp hộ. Triều đình cũng bối rối, không biết tính ra thế nào cho khỏi được sự biến loạn. 6. Giặc khách ở Bắc Kỳ Ở bên tàu lúc bấy giờ cũng loạn, ngoài thì đánh nhau với nước Anh Cát Lợi và nước Pháp Lan Tây, triều đình phải bỏ kinh đô mà chạy trong thì có giặc Thái Bình nổi lên đánh phá, tí nữa ngôi vua nhà Thanh cũng đổ nát. Nguyên từ năm đạo quang thứ 29 là năm kỷ dậu 1849, tức là bên ta năm tự đức thứ hai. Ở Quảng Tây có tên Hồng Tú Toàn cùng với bọn Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quý, Lý Tú Thành nổi lên xưng là Thái Bình Thiên Quốc rồi chiếm giữ đất Kim Lăng và các tỉnh ở phía nam sông Trường Giang. May nhờ có bọn Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường, Lý Hồng Trương hết sức đánh dẹp và lại có thế ngoại quốc tư giúp. Cho đến năm đồng trị thứ hai là năm quý hợi 1863, tức là bên ta năm tự đức thứ 16. Quan nhà Thanh mới bắt được các tướng Thái Bình, Hồng Tú Toàn phải uống thuốc độc tự tử. Triều đình nhà Thanh lại thu phục được các tỉnh ở phía nam nước Tàu. Lúc ấy có dư đảng của Hồng Tú Toàn là bọn Ngô Côn chạy tràn sang nước ta, trước còn nói xin hàng, rồi sau đem quân đi cướp phá các tỉnh, quan quân đánh mãi không được. Năm Mậu Thìn 1868 là năm tự Đức thứ 21. Ngô Côn chiếm giữ tỉnh thành Cao Bằng. Triều đình sai quan Tổng đốc Phạm Chi Hương viết thư sang cho quan nhà Thanh để xin quan tàu sang tiểu trừ. Nhà thanh sai phó tướng Tạ kế quý Đem quân sang cùng với Quan tiểu phủ ông Ích Khiêm Và quan đề đốc Nguyễn Viết Thành Đánh phá quân của Ngô Côn Ở Thất Khê Nhưng đến tháng 7 năm ấy Quân ta đánh thua ở Lạng Sơn Quan tham tán Nguyễn Lệ Quan phó đề đốc Nguyễn Viết Thành Tử trận Quan thống đốc Phạm Trí Hương bị bắt Triều đình sai Võ Trọng Bình Ra làm Hà Ninh tổng đốc kim chức tuyên thái lạng quân thứ khâm sai đại thần để hội với quan đề đốc tỉnh quảng tây là phùng tử tài mà đánh giặc ngô côn quân hai nước cùng đồng sức đánh dẹp đến tháng 5 năm kỷ tỵ một nghìn tám trăm sáu chín thì mới khôi phục lại được tỉnh thành cao bằng đến cuối năm canh ngọ một nghìn tám trăm bảy mươi ngô côn đem quân vây đánh tỉnh thành bắc ninh quan tiểu phủ ông ích khiêm đánh một trận bắn chết ngô côn và phá tan quân giặc ngô côn tuy chết song còn có những đồ đảng là hoàng sùng anh hiệu cờ vàng lưu vĩnh phúc hiệu cờ đen bàn văn nhị lương văn lợi hiệu cờ trắng vẫn cứ quấy nhiễu ở mạn tuyên quang thái nguyên quan quân phải hết sức chống giữ thật là vất vả triều đình sai quan trung quân đoàn thọ ra làm tổng thống quân vụ ở bắc kỳ đoàn thọ vừa mới ra kéo quân lên đóng ở tỉnh thành Lạng Sơn. Bọn giặc khách là Tô Tứ nổi lên nửa đêm vào lấy thành, bắt ông ấy giết đi, còn Võ Trọng Bình thì vượt thành chạy thoát được. Tin ấy vào đến Huế, triều đình vội vàng sai Hoàng Kế Viêm ra làm Lạng Bình Ninh Thái thống đốc quân vụ Đại Thần cùng với quan tán tương tôn thất thuyết đi dẹp giặc ở Bắc Kỳ. Ghi chú Hoàng Kế Viêm có sách chép là Hoàng Tá Viêm hết chú. Qua tháng 4 năm sau 1871, nhà vua lại sai quan Hình bộ Thượng thư là Lê Tuấn làm chức khâm sai thị sự để cùng với ông Hoàng Kế Viêm lo việc đánh dẹp. Tháng 11 năm Tân Mùi 1871, ở Quảng Yên lại có tên Hoàng Tề nổi lên thông với Giặc Tô Tứ và Giặc Tàu Ô ở ngoài bể rồi đem binh thuyền đi cướp phá các nơi hoàng kế viêm giữ mạn sơn tây lê tuấn ra cùng với tỉnh thần hải dương đem quân đi đánh giặc tề được ít lâu quân thứ tỉnh hải dương bắn chết tên tề ở huyện thanh lâm dư đảng giặc ấy đều tan cả ở mạn thượng du thì đảng cờ đen là bọn lưu vĩnh phúc và đảng cờ vàng là bọn hoàng sùng anh quấy nhiễu ở đất tuyên quang bao nhiêu thuế má ở mạn ấy chúng thu cả. Sau hai đảng ấy lại thù khích nhau, đánh phá nhau thật là tàn hại. Đảng cờ đen về hàng với quân ta, nhà vua bèn dùng Lưu Vĩnh Phúc cho ở đất Lao Cay, được thu cả quyền lợi ở chỗ ấy để chống giữ với đảng cờ vàng đóng ở mạn Hà Giang. Đất Bắc Kỳ cứ giặc giã mãi, quan quân đánh dẹp thật là tổn hại mà không yên được. Đến tháng 7 năm nhâm thân 1872, triều đình lại sai Nguyễn Tri Phương làm tuyên sát đồng sức đại thần, thay mặt vua xem xét việc đánh giặc ở Bắc Kỳ. Nhưng lúc bấy giờ, việc giặc ở trong nước chưa xong, thì sự giao thiệp với nước Pháp đã sinh ra lắm nỗi khó khăn, khiến việc nước lại rối thêm ra nữa. Chương 9 Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ Lần thứ nhất Gồm 8 phần 1. Người Pháp tìm đường sang tàu 2. Đồ phổ nghĩa 3. Đại úy Francis Garnier ra Hà Nội 4. Hạ thành Hà Nội năm Quý Dậu 1873 5. Lấy mấy tỉnh ở Trung Châu 6. Đại úy Francis Garnier chết 7. Ông Philachi ra Hà Nội 8. Hòa ước năm Giáp Tuất 1874. 1. Người Pháp tìm đường sang Tàu Từ khi nước Pháp lấy xong đất Nam Kỳ rồi, Suý Phủ ở Sài Gòn sửa sang mọi việc và cho người đi xem xét tình thế và sông núi ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ để mở mang sự giao thông. Lại có ý muốn tìm đường thông sang nước Tàu. Bởi vậy, tháng 5 năm Bính Dần 1866, thiếu tướng de la Grandier, sai trung tá dudat de la rê cùng với đại úy francis garnier tức ngạc nhi và mấy người pháp nữa theo sông mê công đi tìm đường sang tàu đến tháng ba năm mậu thìn 1868, non hai năm trời ông dudat de la rê mới sang đến đất vân nam nhưng chẳng may ông ấy phải bệnh đau gan mà chết. Ông Francis Garnier đem xác ông ấy đi qua nước tàu rồi xuống tàu thủy về Sài Gòn. Đến năm Canh Ngọ 1870 là năm tự Đức thứ 23, ở bên Tây, nước Pháp đánh nhau với nước Phổ, quân Pháp thua, Pháp hoàng là Nã Phá Luân đệ tam bị bắt. Dân nước Pháp bỏ đế quốc mà lập dân chủ cộng hòa. Tuy ở bên Pháp có sự chiến tranh, nhưng ở bên viễn đông này, quân Pháp vẫn giữ vững đất Nam Kỳ. Và triều đình ở Huế còn bận dẹp giặc khách ở Bắc Kỳ, cho nên cũng không sinh sự lôi thôi gì cả. 2. Đồ Phổ Nghĩa Chen Dubuit Thủa ấy có một người Pháp tên là Chen Dubuit. Ta gọi là Đồ Phổ Nghĩa, mấy năm trước đã đi du lịch ở các tỉnh bên Tàu để tìm cách buôn bán biết có sông Hồng Hà từ đất Vân Nam chảy qua Bắc Kỳ ra bể là một đường tiện lợi hơn bèn nhận với quan nhà Thanh ở Vân Nam để chở đồ binh khí sang bán đồ phổ nghĩa về cùng với một người Pháp nữa tên là Milot buôn bán ở Thượng Hải chủ tính việc chở binh khí sang Vân Nam đoạn rồi về Pháp để mua hàng khi trở sang bên này đồ phổ nghĩa vào Sài Gòn xin suý phủ giúp thanh thế cho để đi qua Bắc Kỳ. Viên thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là lục quân thiếu tướng Đa Hồ có hứa với đồ phổ nghĩa cho chiếc tàu Burainer đi theo. Đồ phổ nghĩa sang Hương Cảng để cùng với Milot đem ba chiếc tàu con là Hồng Giang, Lao Cây và Sơn Tây chở đồ binh khí và hàng hóa vào Quảng Yên. Trong lúc ấy, Hải quân Trung tá Senes đã đem tàu Burainer ra Bắc Kỳ rồi lên Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh đi xem các nơi. Trung tá ở Bắc Ninh nghe tin đồn bọn đồ phổ nghĩa đã đến Quảng Yên liền trở ra để cùng bàn với quan khâm sai Lê Tuấn về việc thông thương ở sông Hồng Hà. Ông Lê Tuấn không có lệnh triều đình, không dám tự tiện nói xin đợi vài mươi hôm để có mệnh nhà vua ra sẽ hay. Đồ Phổ Nghĩa và Mi Lốt thấy đợi lâu, bèn cứ đem tàu lên đóng ở Hà Nội rồi thuê thuyền chở đồ lên Vân Nam. Bây giờ là cuối năm nhâm thân 1872 là năm tự đức thứ 25. Thuyền của Đồ Phổ Nghĩa đi qua những đồn của quân ta, của giặc cờ vàng và giặc cờ đen đều vô sự cả. Khi lên đến Vân Nam, quan nhà Thanh cho chở đồ khoáng vật xuống. Đến tháng 4 năm Quý Dậu 1873 thì đồ phổ nghĩa và mi lốt lại trở về đến Hà Nội, đem một bọn lính cờ vàng về theo. Mi lốt thì vào Sài Gòn nói cho Suý Phủ biết tình thế ở Bắc Kỳ và nhân thể đem đồ khoáng vật sang bán ở Hương Cảng. Còn đồ phổ nghĩa thì ở lại Hà Nội, đóng ở phố mới bây giờ, rồi cùng với mấy người khách là bành lợi ký, quan, tá đình, mua gạo, mua muối, trở lên Vân Nam. Bây giờ luật nước ta cấm không cho chở muối sang tàu, mà việc thông thương ở sông Hồng Hà cũng chưa định rõ thế nào, nhưng đồ phổ nghĩa tự xưng là có lệnh quan tàu cho, thì không cần phải theo luật nước Nam, vì nước Nam là một nước phải thần phục nước tàu. Đồ phổ nghĩa không hiểu rõ sự giao thiệp nước tàu và nước ta ngày trước. Đối với tàu, thì bề ngoài nước ta tuy xưng cống thần nhưng kỳ thực vẫn là độc lập khi có việc gì phải có sứ hai nước sang thương nghị rồi mới thi hành mà có khi sứ nước tàu sang bàn điều gì nước ta không thuận cũng thôi chứ không có phép tự tiện mà làm được chỉ trừ lúc nào nước tàu ỷ thế mạnh mà bắt nạt như đời nhà nguyên nhà minh và nhà thanh thì lại có ông trần hưng đạo ông lê thái tổ và ông nguyễn quang trung tỏ cho người tàu biết rằng Nước Nam vốn không phải đất thuộc địa của Tàu Tuy vậy Quan ta phải nề đồ phổ nghĩa là người nước Pháp Sợ có việc gì Thì thành ra bất hòa với suý phủ ở Sài Gòn Cho nên cứ dùng lời nói ngọt Để can ông ấy đừng làm điều trái với luật nước Nhưng ông ấy cứ một niềm tự ý mình mà làm Quan ta nhờ cả giám mục Bouguignier Ở kẻ sở lên can cũng không được sau quan ta có bắt mấy tên khách bành lợi ký và quan tá đình về sự đem thuyền chở muối và gạo lên vân nam thì đầu phổ nghĩa đem người đi bắt quan phòng thành hà nội và quan huyện thọ sương đem xuống thuyền giam lại quan ta cũng ngơ ngác không biết ra làm sao một bên thì cố tình sinh sự một bên thì mệnh nhà vua ra không được lôi thôi điều gì bấy giờ triều đình sai quan hữu tham chi bộ binh là Phan Đình Bình làm khâm phái ra giao cho ông Nguyễn Tri Phương phải thu xếp cho yên chuyện ấy. Ông Nguyễn Tri Phương mới sai quan bố chính là Vũ Đường định ngày mời Đồ Phổ Nghĩa đến hội quán Quảng Đông để hội nghị. Khi hai bên đến hội đồng, quan ta nói rằng sự giao thiệp nước Tàu với nước Nam đã có tờ hỏa ước năm nhâm tuất 1862 và sự đem muối và gạo lên bán ở Vân Nam là trái với tờ hỏa ước ấy và lại trái với luật bản quốc. Đồ phổ nghĩa cãi rằng ông ấy có lệnh quan tàu cho là đủ, không cần phải xin phép gì nữa rồi đứng dậy ra về. Triều đình ở Huế thấy việc lôi thôi mãi, sợ để lâu thành ra nhiễu sự mới sai ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Văn Tường và ông Nguyễn Tăng Doãn vào xứ Sài Gòn để thương nghị về việc ba tỉnh phía Tây đất Nam Kỳ và nhân thể nhờ suý phủ phân xử việc đồ phổ nghĩa cho xong. 3. Đại úy Francis Garnier tức Ngạc Nhi ra Hà Nội Viên thống đốc Nam Kỳ bấy giờ là Hải quân Thiếu tướng Dupré vốn đã lưu ý về việc Bắc Kỳ Trước đã viết thư về cho Thượng Thư thuộc địa bộ ở Paris nói rằng Đất Bắc Kỳ là đất tiếp giáp với những tỉnh Tây Nam nước Tàu Ta nên chiếm giữ lấy thì sự cai trị của ta ở Viễn Đông này mới được chắc chắn nhưng bên Pháp bấy giờ mới đánh nhau với nước phổ vừa xong, không muốn gây chuyện khác, bèn điện sang cho thiếu tướng rằng không được sinh sự ở Bắc Kỳ. Đến khi Milot về Sài Gòn kể công việc ở Bắc Kỳ, thiếu tướng lại điện về Paris nói rằng việc đồ phổ nghĩa ở Bắc Kỳ đã thành công rồi, cần phải lấy xứ Bắc Kỳ và giữ lấy con đường thông sang tàu, không cần phải viện binh. Thành công chắc lắm. Ngày hôm ấy, thiếu tướng lại viết thêm một cái thư về nói rõ mọi lẽ và quyết rằng xin chính phủ để cho thiếu tướng được tự tiện hễ có việc gì thì thiếu tướng xin chịu lỗi đang lúc ấy thì triều đình ở huế sai bọn ông lê tuấn vào xin thiếu tướng ra điều đình việc đồ phổ nghĩa ở bắc kỳ cứ như ý của thiếu tướng đúc rê điện về cho chính phủ pháp thì thiếu tướng chỉ mong có cái cơ hội gì để đem quân ra bắc kỳ Nay thấy triều đình ta vào nhờ suý phủ ở Sài Gòn phân xử việc đồ phổ nghĩa. Thật là gặp được cái dịp mình đang mong. Thiếu tướng liền gọi quan hải quân đại úy Francis Garnier ở Thượng Hải về rồi sai ra Hà Nội nói rằng ra phân xử việc đồ phổ nghĩa. Ghi chú Đồ phổ nghĩa Có làm quyển sách The Tông Kinh The Năm 1872 À 1886 kể những công việc của ông ấy ở Bắc Việt và nói rõ tình ý của các quan coi việc suý phủ ở Sài Gòn lúc bấy giờ là thế nào. Ta cũng nhờ có sách ấy mà kê cứu ra được nhiều việc rất là tường tận. Hết khi chú. Đại úy Francis Gagnier đem mấy chiếc tàu con và 170 người lính ra đến cửa thuận, nghỉ lại mấy hôm để đợi quan khâm sai cùng ra Bắc Kỳ. Đến tháng 10 năm Quý Dậu 1873 thì các quan ra đến Hà Nội. Bấy giờ ai cũng tưởng là đại úy Francis Garnier ra chuyến này thì mọi việc xong cả, cho nên đi đến đâu quan ta cũng tiếp đãi rất trọng hậu. Nhưng xem những thư từ của đại úy lúc bấy giờ thì cốt ra có chủ ý khác. Khi ở Sài Gòn sắp đi, đại úy viết thư về cho người anh ở bên Pháp nói rằng, lệnh của suý phủ cho là được tự tiện việc gì hải quân thiếu tướng cũng ủy thác cho tôi cả vậy vì nước pháp mà tôi phải cố sức đến khi ra đến hải dương đại úy vào ở kẻ sặt rồi viết thư sai người đem cho đồ phổ nghĩa báo tin cho ông ấy biết cái chủ đích của mình và lại nói rằng trăm sự đại úy trông cậy vào ông ấy chỉ bảo cho bởi vì ông ấy đã quen biết mọi việc ở bắc kỳ đồ phổ nghĩa tiếp được thư liền đem chiếc tàu ma nhao đi đón đại úy lên đến hà nội đại úy đem mấy người đi thẳng vào thành ra mắt ông nguyễn tri phương và đòi đem quân đóng ở trong thành quan ta nói mãi đại úy mới thuận ra đóng ở trường thi đoạn rồi đại úy viết thư mời giám mục bouguignier ở kẻ sở lên hà nội để nhờ ông làm thông ngôn đại úy lại làm tờ hiểu dụ cho dân biết nói rằng Bản chức ra Bắc Kỳ cốt để dẹp cho yên giặc giã và để mở mang sự buôn bán. 4. Hạ Thành, Hà Nội, năm Quý Dậu, 1873 Quan ta thấy đại úy không nói gì đến việc đổ phổ nghĩa mà lại nói những việc dẹp giặc và mở sự buôn bán thì đều lấy làm phân vân. Sau lại thấy tàu và quân ở Sài Gòn tiếp ra, quan ta lại càng lo lắm. Được mấy hôm, đại úy không bàn hỏi gì đến quan ta, tự tiện làm tờ tuyên bố sự mở sông Hồng Hà cho người nước Pháp, nước Y Nho và nước Tàu được ra vào buôn bán. Quan ta lúc bấy giờ cũng bối rối quá. Việc giao thiệp và việc buôn bán với nước Pháp thì đã định rõ trong tờ Hòa ước năm nhâm tốt 1862. Này thấy đại úy Francis Garnier đường đột làm như thế thì cũng lấy làm lo cho nên cũng có tìm cách phòng bị. Mà đại úy cũng đã biết trước rằng thế nào quan ta cũng không chịu cho nên đã định kế đánh thành Hà Nội. Đến đầu tháng 10, một mặt đại úy viết thư cho ông Nguyễn Tri Phương trách quan ta làm ngăn trở việc buôn bán của đồ phổ nghĩa. Vậy vì sự văn minh và vì quyền lợi của nước Pháp cho nên suý phủ ở Sài Gòn sai đại úy ra mở sự buôn bán ở Bắc Kỳ. Dẫu quan Việt Nam có thuận hay không cũng mặc đại úy cứ theo lệnh của suý phủ mà thi hành. Một mặt đại úy bàn định với đồ phổ nghĩa định ngày đánh thành và bắt ông Nguyễn Tri Phương giải vào Sài Gòn. Cứ như sách của đồ phổ nghĩa thì lúc bấy giờ có cả những người mạo xưng là đảng nhà Lê cũng xin theo đại úy để vào thành làm nội ứng. Đến sáng hôm rằm tháng 10 năm Quý Dậu 1873 thì quân Pháp phát súng bắn vào thành Hà Nội ông nguyễn tri phương cùng với con là phò mã nguyễn lâm hoảng hốt lên thành giữ cửa đông và cửa nam được non một giờ đồng hồ thì thành vỡ phò mã lâm trúng đạn chết nguyễn tri phương thì bị thương nặng quân pháp vào thành bắt được ông nguyễn tri phương và quan khâm phái phan đình bình đem xuống tàu ông nguyễn tri phương nghĩ mình là một bậc lão thần thờ vua đã trải ba chiều đánh nam dẹp bắc đã qua mấy phen nay chẳng may vì việc nước mà bị thương đến nỗi phải bắt ông quyết chí không chịu buộc thuốc và nhịn ăn mà chết ông nguyễn tri phương là người ở thừa thiên do lại điển xuất thân làm quan từ đời vua thánh tổ trải qua ba triều mà nhà vẫn thanh bạch chỉ đem trí lự mà lo việc nước chứ không thiết của cải nhưng chẳng may phải khi quốc bộ gian nan ông phải đem thân hiến cho nước thành ra cả nhà cha con anh em đều mất vì việc nước thật là một nhà trung liệt xưa nay ít có vậy năm lấy mấy tỉnh ở trung châu thành hà nội thất thủ rồi quan ta thì trốn tránh đi cả giặc cướp lại nhân dịp nổi lên đại úy francis garnier lại cho những người theo với mình đi làm quan các nơi để chống với quan triều rồi lại sai người đi đánh lấy tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương. Quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết là thế nào. Hễ thấy người Tây đến là bỏ chạy. Bởi vậy chỉ có người Pháp tên là Hotter Fuller và bảy người lính Tây mà hạ được thành Ninh Bình và chỉ trong 20 ngày mà bốn tỉnh ở Trung Châu mất cả. 6. Đại úy Francis Garnier chết triều đình được tin biến ở bắc kỳ vội vàng sai ông trần đình túc ông nguyễn trọng hợp ông trương gia hội cùng với giám mục bình và linh mục đăng ra hà nội để điều đình mọi việc và sai ông hoàng kế viêm ở sơn tây làm tiết chế quân vụ để phòng giữ các nơi lại sai ông lê tuấn làm toàn quyền ông nguyễn văn tường làm phó vào thương thuyết với suý phủ ở Sài Gòn về việc đại úy Francis Gagnier đánh Bắc Kỳ. Lúc bấy giờ, ông Hoàng Kế Viêm đóng ở sân Tây có đảng cờ đen là bọn Lưu Vĩnh Phúc về giúp. Vua Phong cho Lưu Vĩnh Phúc làm đề đốc để cùng với quan quân chống giữ quân Pháp. Lưu Vĩnh Phúc đem quân về đóng ở mạn phủ Hoài Đức khi ông Trần Đình Túc và ông Nguyễn Trọng Hợp đang thương thuyết với đại úy Francis Gagnier thì quân cờ đen về đánh Hà Nội. Đại úy đem quân đi đuổi đánh, lên đến cầu giấy thì bị phục quân giết chết. 7 ông Philastri ra Hà Nội. Nguyên khi thiếu tướng Dubre sai đại úy Francis Garnier ra Bắc Kỳ là tự ý mình chứ chính phủ nước Pháp vẫn không thuận. Bởi vậy khi được tin đại úy đã khởi sự đánh Hà Nội, thiếu tướng liền sai hải quân đại úy kiêm chức thống soái việc hình luật ở Nam Kỳ là ông Philachi ta gọi là Hoắc Đạo Sinh cùng với quan phó sứ nước ta là ông Nguyễn Văn Tường ra điều đình mọi việc ở Bắc Kỳ đến cửa cấm thì ông Philachi và ông Nguyễn Văn Tường mới biết rằng đại úy Francis Garnier đã bị quân cờ đen giết mất rồi xử chép rằng khi được tin ấy ông Philachi tức giận vỗ bàn mà bảo ông Nguyễn Văn Tường rằng Việc không xong rồi, phải trở về đợi lệnh suý phủ mới được. Ông Nguyễn Văn Tường sợ ông Philastri giận quá mà làm lỡ việc mới ung dung mà nói rằng Việc đánh lấy Hà Nội suý phủ bảo không phải là bản ý mà quân bản quốc ở bốn tỉnh Bắc Kỳ cũng không tranh giành gì cả. Vậy hai bên không có làm điều gì trái nhau. Này đại úy Francis Garnier chết hoặc là bị giết chết hoặc là vì dân nổi lên làm loạn việc ấy ta chưa rõ huống chi trả thành lại để định hòa ước cho xong ấy là lệnh của quý suý phủ mà thu lấy thành rồi mới nghị hòa ấy là mệnh lệnh của bản quốc còn như việc hà nội giết đại úy francis garnier thì cũng như đại úy francis garnier giết ông nguyễn tri phương việc đó xuất ư ý ngoại chứ có phải lỗi chúng ta đâu bây giờ chúng ta ra đây mắt chưa trông thấy việc gì cả mới nghe thấy tin báo mà đã bỏ về thế chẳng hóa ra mình đi uổng mất công không hay sao chi bằng ta cho người đưa thư lên hà nội bảo đem tàu xuống đón chúng ta sẽ lên tới nơi hoặc cứ theo mệnh lệnh mà làm hoặc là xét rõ nguyên do tại làm sao mà đại úy francis garnier chết rồi sẽ báo tin thế chẳng ổn việc lắm hay sao ông filastri Nghe lời ấy bèn sai người đưa thư lên cho Hà Nội biết Ngay lúc ấy có tàu Dekre Còn đóng ở gần Đồ Sơn Ông Philastri muốn sang tàu ấy Để cho chiếc tàu mình đi là DSG Trở về báo tin cho Sài Gòn biết Nguyễn Văn Tường ngăn đi rằng Tàu của mình đã vào cửa rồi lại trở ra Nhỡ sĩ dân biết Lại bắt trước Hà Nội mà làm bậy thì làm thế nào mà ngăn cấm được sợ có việc tổn hại thì lấy lẽ gì mà bẩm với quý sứ? vậy nay xin sai chiếc tàu Descre ra bể đuổi đánh những giặc tàu ô còn cứ đem tàu Descre vào đến Hải Phòng rồi ta lên Hải Dương đem trả tình thành lại cho bàn triều để tỏ cái lòng tin cho sĩ dân biết sau ta lên Hà Nội trả nốt cả mấy thành kia và cho hỏi việc đại úy Francis Garnier chết ra thế nào, về bẩm cho quý sứ biết. Ông Philachi vốn là người rất công bằng, lại thấy ông Nguyễn Văn Tường nói hợp lẽ, bèn thuận nghe và lên Hải Dương truyền trả lại cả bốn thành cho quan ta coi giữ. Còn những tàu bè và quân lính của Pháp ở các tỉnh thì thu về cả Hà Nội. Rồi định rút quân ra đóng ở Hải Phòng đợi đến ngày ký hòa ước xong thì rút về. Bấy giờ là tháng riêng năm Giáp Tuất 1874 là năm tự đức thứ 27. Đồ phổ nghĩa thấy ông Philaschi phá mất cả những việc của mình đã làm với đại úy Francis Garnier, bèn vào Sài Gòn kêu cứu với suý phủ và đòi tiền phí tổn non một triệu nguyên. 8. Hòa ước năm Giáp Tuất 1874 Mọi việc ở Hà Nội xếp đặt xong rồi, Ý phủ ở Sài Gòn sai ông Renat, tức Lena, ra thay cho ông Philastri. Ông Philastri cùng với ông Nguyễn Văn Tường về Nam Kỳ định sự hòa ước cho kịp ngày Thiếu tướng Đúc Rê về Pháp. Ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874 là năm tự đức thứ 27, Hải quân Thiếu tướng Đúc Rê và ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Văn Tường ký tờ hòa ước cả thầy 22 khoản. Đại lược có những khoản này là quan trọng hơn cả. Khoản 2. Quan thống lĩnh nước Pháp nhận quyền độc lập của vua nước Nam không phải thần phục nước nào nữa. Và khi nào vua nước Nam có cần đến việc gì để đánh dẹp giặc giã thì nước Pháp sẵn lòng giúp mà không yêu cầu điều gì. Khoản 3. Vua nước Nam phải đoan nhận theo chính lược ngoại giao của nước Pháp và chính lược ngoại giao hiện lúc bấy giờ thế nào, phải để nguyên như thế, không được đổi khác đi. Quan thống lĩnh nước Pháp lại tặng vua nước Nam. Một, năm chiếc tàu có đủ máy móc súng ống. Hai, 100 khẩu súng đại bác, và mỗi khẩu có 200 viên đạn. Ba, 1.000 khẩu súng tay và 5.000 viên đạn. Quản bốn, quan thống lĩnh nước Pháp hứa cho quan sang giúp vua nước Nam để dạy tập lính thủy lính bộ cho những kỹ sư sang dạy làm mọi việc và cho những người giỏi việc tài chính sang tổ chức việc thuế má và việc thương chính vân vân khoản năm vua nước nam phải thuận nhường đất đất sáu tỉnh nam kỳ cho nước pháp khoản chín vua nước nam phải để cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo và để cho dân trong nước được tự do theo đạo khoản mười một vua nước nam phải mở cửa thị nại Quy Nhơn, cửa Ninh Hải, Hải Phòng, thành Hà Nội và sông Hồng Hà cho ngoại quốc vào buôn bán. Khoản 13, nước Pháp được quyền đặt lĩnh sự ở các cửa bể và các thành thị đã mở cho ngoại quốc vào buôn bán. Khoản 15, người nước Pháp hay là người ngoại quốc hễ có giấy thông hành của quan lĩnh sự Pháp và có chữ quan Việt Nam phê nhận thì được phép đi xem các nơi ở trong nước khoản 16, người nước Pháp và người ngoại quốc có điều gì kiện tụng tại đất Việt Nam thì do lĩnh sự Pháp phân xử. Khoản 20, khi nào tờ hòa ước này ký xong thì quan thống lĩnh nước Pháp đặt sứ thần ở Huế để chiếu những điều đã giao ước mà thi hành. Vua nước Nam cũng được quyền đặt sứ thần ở Paris và ở Sài Gòn. Tờ hòa ước ấy ký xong thì quan tránh sứ Lê Tuấn mất. Ông Nguyễn Văn Tường về Huế thiếu tướng Đúc Rê giao mọi việc ở Nam Kỳ cho hải quân thiếu tướng Răng quyền lĩnh rồi về Pháp. Tháng 6, triều đình ở Huế đại sai quan hình bộ thượng thư là Nguyễn Văn Tường và quan lại bộ thị lang là Nguyễn Tăng Doãn vào Sài Gòn cùng với thiếu tướng Răng định các lệ về sự buôn bán ở nước Nam. Đến 20 tháng 7 thì tờ thương ước lập xong. Chương 10 Tình thế nước Nam từ năm giáp tuất về sau Gồm 5 phần 1. Văn thân nổi loạn ở nghệ tĩnh Ghi chú Do hạn chế sách viết trong thời pháp thuộc và tầng lớp xuất thân của tác giả nên có sai lầm trong cách gọi Theo quan điểm chính sử hiện nay là văn thân nổi dậy ở nghệ tĩnh Hết ghi chú 2. Giặc ở Bắc Kỳ 3. Sự giao thiệp với Tàu 4. Tình thế nước Tàu 5. Sự giao thiệp với nước Pháp 1. Văn thân nổi loạn ở Nghệ An Nhờ có ông Philatchi và ông Nguyễn Văn Tường thu xếp việc Bắc Kỳ vừa xong thì ở mạn Nghệ Tĩnh có loạn Nguyên lúc bấy giờ dân trong nước ta chia ra làm hai phái Bên lương, bên giáo Hai bên vẫn không ưa nhau Đến khi xảy ra việc đại úy Francis Garnier lấy Hà Nội, bọn sĩ phu ở mạng nghệ tĩnh lấy làm tức giận lắm, bèn rủ nhau nổi lên đánh phá. Tháng riêng năm Giáp Tốt 1874 là năm tự đức thứ 27. Đất Nghệ An có hai người tú tài là Trần Tấn và Đặng Như Mai hội họp tất cả các văn thân trong hạt rồi làm một bài hịch gọi là Bình Tây Sát Tả. Đại lược nói rằng Triều đình dẫu hòa với nước Tây mặc lòng, sĩ phu nước Nam vẫn không chịu đánh đuổi người Tây cho hết để giữ lấy cái văn hóa của ta đã hơn một ngàn năm nay, vân vân. Bọn văn thân cả thầy độ non ba nghìn người kéo đi đốt phá những làng có đạo. Nước ta mà không chịu khai hóa ra như các nước khác là cũng bởi bọn sĩ phu cứ giữ thói cũ, không chịu theo thời thế mà thay đổi. Này sự suy nhược của mình đã sờ sờ ra đấy, thế mà vẫn cứ không chịu mở mắt ra mà nhìn, lại vì sự tức giận một lúc mà việc nông nỗi cản rỡ, để cho thiệt hại thêm. Như thế thì cái tội trạng của bọn sĩ phu đối với nước mà chẳng to lắm ru. Lúc bấy giờ, quan tổng đốc Nghệ An là ông Tôn Thất Triệt. Lại có ý dung túng bọn văn thân, cho nên họ càng đắc thế càng phá giữ. Triều đình thấy vậy mới truyền bắt quan quân phải dẹp cho yên. Bọn văn thân thấy quan quân đuổi đánh bèn cùng với bọn giặc Trần Quang Hoán, Trương Quang Thủ, Nguyễn Huy Điển đánh lấy thành Hà Tĩnh rồi ra vây phủ Diễn Châu. Triều đình thấy thế giặc càng ngày càng to bèn sai ông Nguyễn Văn Tường ra làm khâm sai và ông Lê Bá Thận làm tổng đốc đem quân ra đánh dẹp từ tháng 2 đến tháng 6 mới xong. Hai Giặc ở Bắc Kỳ Thùa ấy ở mạn Thượng Du đất Bắc Kỳ lúc nào cũng có giặc. Quan quân đánh mãi không được, phải nhờ quân tàu sang đánh giúp cũng không xong. Ở mạn Hải Dương và Quảng Yên thì vẫn có những người mạo xưng là con cháu nhà Lê, cứ quấy rối mãi. Khi Francis Gagnier ra lấy Hà Nội, những người ấy về xin theo đi đánh quân ta. Nhưng vì sau nước Pháp trả lại các tỉnh ở Bắc Kỳ, họ lại tản đi. Và từ khi nước ta và nước Pháp đã ký hòa ước rồi, quan Pháp có đem binh thuyền đi đánh giúp, cho nên mới tiệt được đảng ấy. Còn ở mạng Tuyên Quang thì có giặc cờ vàng nhũng nhiễu đã lâu. Quan quân phải đánh dẹp mãi không được. Đến tháng 8 năm Ất Hợi 1875 là năm tự đức thứ 28, tướng cờ vàng là Hoàng Sùng Anh đem quân về đóng ở Làng Châu. Thượng thuộc phủ Vĩnh Tường, bây giờ quan Tán Dương quân vụ tỉnh Sơn Tây là Tôn Thất Thuyết về đánh một trận bắt được Hoàng Sùng Anh và giết được quân cờ vàng rất nhiều, giặc ấy từ đó tan dần. Năm sau Tôn Thất Thuyết lại giết được tên giặc trận ở làng Cổ Loa và dẹp yên được mạng Sơn Tây. Nhưng đến năm Mậu Dần 1878, ở Lạng Sơn lại có tên giặc khách là Lý Dương Tài nổi lên. Lý Dương Tài trước làm quan hiệp trấn ở Tầm Châu, tỉnh Quảng Tây, sau bị cách mới nổi lên làm giặc và đem quân tràn sang đánh lấy tỉnh Lạng Sơn. Quân ta đem thư sang cho quan tàu biết, quan đề đốc Quảng Tây là Phùng Tử Tài. Đem quân 26 doanh sang cùng với quân ta hội tiễu Đến tháng 9 năm Kỷ Mão 1879, quan quân mới bắt được Lý Dương Tài ở núi Nghiêm Hậu thuộc tỉnh Thái Nguyên đem giải sang tàu. Vì đất Bắc Kỳ cứ có giặc giã luôn cho nên triều đình đặt ra chức tỉnh biên xứ để giữ các nơi về đường ngược. Năm Canh Thìn 1880 đặt ra Lạng Giang Đạo và Đoan Hùng Đạo sai hai tỉnh biên phó xứ là Trương Quang Đàn đóng ở Lạng Sơn và Nguyễn Hữu Độ đóng ở Đoan Hùng, lại phong cho Hoàng Kế Viêm là tĩnh biên sứ kiêm cả hai đạo. 3. Sự giao thiệp với nước Tàu Nước ta tự xưa đến nay tuy là độc lập, nhưng vẫn giữ lệ triều cống nước Tàu, lấy cái nghĩa rằng nước nhỏ phải tôn kính nước lớn. Cho nên khi chiến tranh, dẫu ta có đánh được Tàu đi nữa, thì rồi nhà nào lên làm vua cũng phải theo cái lệ ấy mà đời nào cũng lấy điều đó làm tự nhiên vì rằng triều cống cũng không tổn hại gì mấy mà nước vẫn độc lập và lại không hay có việc lôi thôi với một nước láng giềng mạnh hơn mình bởi vậy hễ vua nào lên ngôi cũng chiếu lệ sai sứ sang tàu cầu phong và cứ ba năm sai sứ sang cống một lần các vua đời nhà nguyễn cũng theo lệ ấy nhưng các đời vua trước thì vua phải ra hà nội mà tiếp sứ tàu và thụ phong Đến đời vua Dực Tông thì sứ tàu vào tại Huế phong vương cho ngài. Còn những cống phẩm thì cứ theo lệ mà thường chỉ đưa sang giao cho quan tổng đốc Lưỡng Quảng để đệ về kinh, chứ không mấy khi sứ ta sang đến Yên Kinh. Trong đời vua Dực Tông thì sử chép rằng năm Mậu Thìn 1868 thì ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Tư Giản và ông Hoàng Tịnh sang sứ tàu. Năm Quý Dậu 1873 ba lại có các ông Phan Sĩ Thục, ông Hà Văn Khai và ông Nguyễn Tu sang sứ tàu để bày tỏ việc đánh giặc khách ở Bắc Kỳ. Từ năm Giáp Tuất 1874 trở đi, triều đình ở Huế đã ký tờ hòa ước với nước Pháp công nhận nước Nam độc lập, không thần phục nước nào nữa. Nhưng lúc bấy giờ, vì thế bất đắc dĩ mà ký tờ hòa ước, chứ trong bụng vua Dịch Tông vẫn không phục cho nên ngài cứ theo lệ cũ mà triều cống nước tàu có ý mong khi hữu sự nước tàu sang giúp mình bởi vậy năm bính tý một nghìn tám trăm bảy sáu vua dực tông sai ông bùi ân niên tức là ông bùi dị ông lâm hoành và ông lê cát sang sứ nhà thanh năm canh thìn một nghìn tám trăm tám mươi lại sai các ông nguyễn thuật trần khánh tiến nguyễn hoan sang Yên Kinh dâng biểu xưng thần và các đồ cống phẩm. Năm sau, triều đình nhà Thanh sai đường Đình Canh sang Huế bàn việc buôn bán và lập cuộc chiêu thương, chủ ý là để thông tin cho chính phủ Tàu biết mọi việc bên nước ta. Một bên đã hòa với nước Pháp Nhận theo chính lược ngoại giao của nước Pháp mà độc lập Ghi chú tờ hòa ước năm giáp tuất 1874 hết ghi chú. Một bên cứ chiều cống nước tàu có ý để cầu viện, bởi thế cho nên chính phủ Pháp lấy điều đó mà trách triều đình ta vậy. 4. Tình thế nước tàu. Xưa nay ta vẫn công nhận nước tàu là thượng quốc và vẫn phải lệ chiều cống. Hễ khi nào trong nước có việc biến loạn là vẫn trông mong nước tàu sang cứu viện. Không ngờ từ thế kỷ thứ 19 trở đi, thế lực các nước bên Âu Tây mạnh lên. Người phương Tây đi lược địa rất nhiều mà tình thế nước Tàu thì rất là suy nhược. Năm Đạo Quang thứ 19, 1839, tức là năm minh mệnh thứ 20 bên ta. Vì việc cấm thuốc nha phiến ở Quảng Đông thành ra có chiến tranh với nước Anh Cát lợi. Quân nước Anh đánh phá thành Ninh Ba, Thượng Hải, vân vân vua Đạo Quang phải nhận những điều hòa ước năm nhâm dần 1842 làm tại thành Nam Kinh, nhường đảo Hương Cảng cho nước Anh và mở những thành Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải ra cho ngoại quốc vào buôn bán. Cuộc hòa ước ở Nam Kinh định xong, các nước ngoại dương vào buôn bán ở nước Tàu và đặt lĩnh sự ở Quảng Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, vân vân đến năm Hàm Phong thứ 8 1858, tức là năm tự đức thứ 11, nước Anh và nước Pháp ký tờ hòa ước với nước Tàu, đặt sứ thần ở Bắc Kinh. Đoạn nước Tàu có điều trái ước, gây thành việc chiến tranh với hai nước ấy. Quân nước Anh và nước Pháp đánh lấy hải khẩu, rồi kéo lên đánh lấy Bắc Kinh. Vua Hàm Phong lại phải nhận những điều hòa ước năm canh thân 1860 làm tại Thiên Tân từ đó nước tàu cứ bị các nước sách nhiễu mọi điều và bị đè nén nhiều cách lúc ấy nước tàu chẳng khác gì cái nhà lớn đã hầm nát sắp đổ mà ta vẫn không tỉnh ngộ cứ mê mộng là nước ấy còn cường thịnh có thể giúp ta được trong khi nguy hiểm bởi vậy khi quân nước pháp đã lấy bắc kỳ rồi người mình còn trông cậy ở quân cứu viện của nước tàu phương ngôn ta có câu rằng chết đuối vớ phải bọt thật là đúng lắm nếu người tàu có đủ thế lực cứu được ta, thì trước hết họ hãy cứu lấy họ đã. nhưng lúc bấy giờ từ vô quan cho chí bọn sĩ phu trong nước ta, ai là người hiểu rõ cái tình thế ấy? cho nên không những là ta không chịu cải cách chính thể của ta cho hợp thời, mà lại còn làm những điều ngang ngạnh để cho chóng hỏng việc. ấy cũng là cái vận nước chẳng may, song những người đương lộ lúc ấy cũng không sao tránh được cái lỗi của mình vậy năm sự giao thiệp với nước pháp từ khi ông philastri ra điều đình mọi việc ở bắc kỳ xong rồi ông renat ra thay ở hà nội đợi cho đến ngày ký hòa ước thì chiếu mọi khoản mà thi hành ông renat ở được mấy tháng rồi lại về sài gòn giao quyền cho lục quân thiếu tá lucardin tức la đăng thiếu tá có đem binh thuyền giúp quan ta đi đánh giặc ở mạn Hải Dương và Quảng Yên. Đến khi tờ hòa ước và tờ thương ước đã ký xong, thì triều đình sai ông Nguyễn Tăng Doãn ra Bắc Kỳ để cùng thiếu tá Du Giác Tin chọn đất ở Hà Nội và ở tỉnh Ninh Hải, Hải Phòng để làm dinh làm trại cho quan quân nước Pháp đóng và lại sai quan thự thượng, thượng thư bộ hộ là ông Phạm Phú Thứ ra làm Hải An Tổng Đốc xung chức tổng lý thương chánh đại thần cùng với ông Nguyễn Tăng Doãn và ông Trần Hy Tăng bàn định việc thương chánh ở Bắc Kỳ. Tháng 6 năm Ất Hợi 1875, chính phủ nước Pháp sai ông Renat sang làm khâm sứ ở Huế, ông Trúc làm lĩnh sự ở Hải Phòng và ông Kegaradek hay còn gọi là Kê Đích làm lĩnh sự ở Hà Nội triều đình ta sai ông Nguyễn Thành Ý vào làm lĩnh sự ở Sài Gòn. Ông Renat ở Huế đến tháng 10 năm Bính Tý 1876 thì cáo bệnh xin về. Ông Philatchi ra thay. Triều đình lúc bấy giờ cũng đã hiểu rằng hễ không theo tân học thì không tiến hóa được cho nên mới định cho người đi du học. Năm Mậu Dần 1878, bên Pháp có mở hội vạn quốc đấu xảo ở Paris vua sai ông Nguyễn Thành Ý và ông Nguyễn Tăng Doãn đem đồ đi đấu xảo và cho người sang học ở Tu Long. Nhưng vì năm Tân Tị 1881, triều đình lại sai quan lễ bộ Thị Lang là Phạm Bính sang Hương Cảng đem 12 đứa trẻ con đi học ở trường Anh Cát Lợi, rồi lại sai sứ đi sang Tim La và sang Tàu mà không cho sứ thần nước Pháp biết bởi vậy, chính phủ Pháp lấy những điều đó mà trách triều đình ở Huế không theo hòa ước năm Giáp Tuất, 1874. Khi ông Philachi còn ở Huế, vì ông ấy là một người công chính và lại có học chữ nho, cho nên triều đình ta trọng đãi và có điều gì trang trải cũng còn dễ. Từ năm Kỷ Mão, 1879 về sau, ông ấy về Pháp rồi, sự giao thiệp càng ngày càng khó thêm phần thì vì người mình không biết cách giao thiệp với ngoại quốc phần thì cái quyền lợi nước ta và nước pháp lúc bấy giờ tương phản với nhau cho nên hai bên không có lòng tin cậy nhau thành ra sự giao thiệp không được thân thiết lắm và về sau sự cai trị ở nam kỳ đã thành nếp giặc giã đã yên cả ở bên pháp thì thế lực đã mạnh và đã nhiều người bàn đến việc bên viễn đông này và việc bảo hộ ở bắc kỳ lại nhân có những nước như Italy, Y Pha Nho, Anh Cát Lợi và Hoa Kỳ muốn sang thông thương với nước Nam mà có ý muốn không chịu để qua nước Pháp phân xử những việc can thiệp đến người những nước ấy. Bởi vậy, nước Pháp muốn lập hẳn cuộc bảo hộ để cho khỏi mọi sự lôi thôi, bèn bỏ lệ đặt quan hải quân kiêm lĩnh chức thống đốc ở Nam Kỳ mà sai quan văn sang sung chức ấy để chủ tính mọi việc tháng 6 năm Kỷ Mão 1879, viên thống đốc mới là ông Le Mire de Ville sang nhận chức ở Sài Gòn và ông renat lại sang làm khâm sự ở Huế để thay cho ông Philachi. Ở Bắc Kỳ thì người Pháp đã ra vào buôn bán nhưng vì quan ta không biết lo sự khai hóa, việc thông thương không được tiện lợi và ở mạn thượng du thì quân cờ đen tuy là mượn tiếng theo lệnh quan ta, nhưng kỳ thực chúng nó làm gì cũng không ai ngăn cấm được. Bởi vậy, chính phủ Pháp mới lấy những điều đó mà trách quan ta và sai quan đem quân ra Bắc Kỳ, lấy cớ nói ra mở mang sự buôn bán, kỳ thực là ra kinh doanh việc ở vùng ấy. Chương 11. Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ. Lần thứ hai gồm 5 phần. 1. Đại tá Henry Rivier ra Hà Nội. 2. Hạ thành Hà Nội lần thứ hai. 3. Việc cầu cứu nước Tàu. 4. Quân Pháp lấy Nam Định. 5. Đại tá Henry Rivier chết. 1. Đại tá Henry Rivier ra Hà Nội. Cuối năm Tân Tỵ 1881. Ghi chú độc giả hiểu cho rằng những ngày tháng chép trong sách này là theo ngày tháng Việt Nam chứ không phải là theo ngày tháng Tây. Hết ghi chú. Nhân có hai người Pháp tên là Úc Tin và Vi Leroy được giấy thông hành đi lên Vân Nam nhưng lên đến gần Lào Cai bị quân khách làm ngăn trở không đi được. Viên thống đốc Le Mirror de Ville bèn gửi thư về nước Pháp nói rằng nước Pháp nên dùng binh lực mà dẹp cho yên đất Bắc Kỳ. Sang tháng 2 năm nhâm ngọ 1882, một mặt thống đốc sai hải quân đại tá Henry Rivier sắp sửa binh thuyền ra Hà Nội, một mặt viết thư cho Huế, đại lược nói rằng đất Bắc Kỳ loạn lạc, luật nhà vua không ai theo, người Pháp có giấy thông hành của quan An Nam cấp cho mà đi đến đâu cũng bị quân khách ngăn trở. Ở Huế thì quan Việt Nam thất lễ với quan khâm sứ Rinat. Vậy nên nước Pháp phải dùng cách để bênh vực quyền lợi của người nước Pháp. Được ít lâu, đại tá Henry Riviere đem hai chiếc tàu và mấy trăm quân ra đến Hải Phòng, rồi đi tàu nhỏ lên Hà Nội đóng ở Đồn Thủy. 2. Hạ thành Hà Nội lần thứ hai Quan Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là ông Hoàng Diệu, thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc Kỳ lấy làm nghi kỵ lắm tuy có sai quan tuần phủ hoàng hữu xứng ra tiếp đãi tử tế nhưng trong bụng vẫn lo cho nên mới sai sửa dọn thành trì để phòng bị Đại tá Henry Rivier vào thành thấy vậy có ý không bằng lòng bèn quyết ý đánh thành Sáng 5 giờ ngày mùng 8 tháng 3 năm nhâm ngọ 1882 quan tổng đốc tiếp được tờ tối hậu thư của đại tá hạn cho đến 8 giờ phải giải binh và các quan võ Việt Nam phải ra đợi lệnh ở đồn thủy. Đúng 8 giờ thì quân Pháp khởi sự đánh thành, 11 giờ thì thành đổ. Ông Hoàng Diệu trèo lên cây thắt cổ mà tự vận, còn các quan thì bỏ chạy cả. Lúc tiếp được thư của đại tá thì ông Hoàng Diệu có sai án sát xứ là tôn thất bá ra thương thuyết ông Tôn Thất Bá ở trên thành bỏ thang trèo xuống vừa xong thì quân Pháp bắn súng vào thành, ông ấy bỏ trốn mất. Đến khi hạ được thành rồi, đại tá sai tìm ông Tôn Thất Bá và quyền lĩnh mọi việc. Ghi chú, về sau có bài Chính khí ca nói về việc quan ta giữ thành Hà Nội lúc bấy giờ và ai hay ai giờ cũng chép rõ ràng. Bài ca ấy không biết ai làm. Hết ghi chú vua Dực Tông được tin thành Hà Nội thất thủ, bèn xuống chiếu truyền cho quan kinh lược tránh phó sứ là ông Nguyễn Chính và Bùi Ân Niên đem binh lui về mặt Mỹ Đức để cùng với Hoàng Kế Viêm tìm cách chống giữ. Nhưng quan khâm sứ Rinat sang thương thuyết rằng việc đánh thành Hà Nội không phải là chủ ý của nước Pháp và xin sai quan ra giữ lấy thành trì. Triều đình bèn sai quan nguyên Hà Ninh Tổng đốc là trần đình túc làm khâm sai đại thần còn quan tĩnh biên phó sứ là nguyễn hữu độ làm phó khâm sai ra hà nội để cùng với đại tá henry rivier thu xếp mọi việc đại tá trả thành hà nội lại cho quan ta nhưng vẫn đóng quân ở trong hành cung hai bên thương nghị mãi đại tá đòi bốn khoản một nước nam phải nhận nước pháp bảo hộ hai phải nhường thành thị hà nội cho nước pháp 3. Đặt thương chánh ở Bắc Kỳ 4. Sửa lại việc thương chánh ở các nơi và giao quyền cho người Pháp cai quản Bọn ông Trần Đình Túc đệ những khoản ấy về kinh Triều đình hội nghị Các quan có nhiều người nói rằng Nước ta trong còn có Lưu Vĩnh Phúc Ngoài còn có nước Tàu Lẽ nào lại bó tay mà chịu Bèn trả lời không chịu Đến tháng 10 Thì ông Trần Đình Túc về Huế ông Nguyễn Hữu Độ ở lại làm Hà Ninh Tổng Đốc. 3. Việc cầu cứu nước Tàu Triều đình ta bây giờ biết nước Pháp cố ý chiếm đoạt và lại tưởng rằng nước Tàu có thể binh vực được mình cho nên mới sai ông Phạm Thận Duật. Sang thiên tân cầu cứu, chẳng qua là người mình hay có cái tính ỉ lại cho nên mới kêu cầu người ta, chớ không biết rằng người Tàu giữ nước Tàu không xong còn đi cứu ai được tuy vậy không những là tàu không cứu được mình mà lại còn muốn nhân dịp để mượn tiếng sang lấy nước mình xem như khi thành hà nội thất thủ quan tổng đốc lưỡng quảng là trương thụ thanh làm mật sớ về tâu với vua nhà thanh đại lược nói rằng nước nam và nước tàu tiếp giáp với nhau mà thế lực nước nam thật là suy hèn không có thể tự chủ được nữa vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ các tỉnh ở Thượng Du, đợi khi có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía Bắc sông Hồng Hà. Bởi vậy Triều đình nhà Thanh mới sai Tạ Kính Bưu, Đường Cảnh Tùng đem quân sang đóng ở Bắc Ninh và ở Sơn Tây, sau lại sai quan bố chính Quảng Tây là Từ Diên Húc đem quân sang tiếp ứng. 4. Quân Pháp lấy Nam Định. Chính phủ Pháp trước cũng muốn thu xếp dần dần cho xong việc bảo hộ ở nước Nam và cho khỏi sự chiến tranh. Nhưng sau thấy triều đình ở Huế không chịu, lại thấy có quân tàu sang đóng ở các tỉnh. Bèn một mặt sai ông Sackler Thomson sang làm thống đốc ở Nam Kỳ để thay cho ông Le Mire de Ville về Pháp. Một mặt tiếp quân ra cho đại tá Henry Rivière về triệu quân khâm sứ Rinat ở Huế về. Nguyên trước đại tá Henry Rivia ở Hà Nội chỉ có độ 400 lính, sau lại tiếp được 750 người nữa. Đại tá bèn để đại úy Becker de, de Vinler với 400 quân ở lại giữ Hà Nội, còn bao nhiêu đem đi đánh Nam Định. Ngày 28 tháng 2 năm Quý Mùi 1883 thì quân Pháp khởi đánh thành. Đánh từ sáng đến trưa thì quân Pháp vào thành, quan Tổng đốc Vũ Trọng Bình bỏ chạy, quan đề đốc Lê Văn Điếm tử trận, quan án sát sứ Hồ Bá Ôn bị thương. 5. Đại tá Henry Riviere chết Quân ta thấy quân Pháp tiến binh và lại cậy có quân tàu sang cứu, bèn quyết ý đổi thế hòa ra thế công. Một mặt quân Tổng đốc Bắc Ninh là Trương Quang Đàn, cùng với quan phó kinh lược Bùi Ân Niên đem binh về đóng ở dốc gạch thuộc huyện Gia Lâm trực sang đánh Hà Nội. Đại úy Peter de Winler đem quân ở Hà Nội sang đánh đuổi, quan quân phải lui về phía Bắc Ninh. Một mặt quan tiết chế Hoàng Kế Viêm sai Lưu Vĩnh Phúc làm tiên phong đem quân về đóng ở phủ Hoài Đức để đánh quân Pháp. Đại tá Henry Rivier Lấy xong Nam Định rồi, về Hà Nội, thấy quân ta và quân cờ đen sắp đến đánh, bèn truyền lệnh tiến binh lên đánh mặt phủ Hoài Đức. Sáng hôm 13 tháng 4 thì đại tá đem 500 quân ra đánh ở mạn cầu giấy. Bị quân cờ đen phục ở chung quanh đổ ra đánh, quân Pháp chết và bị thương non 100 người. Đại tá Henry Rivier tử trận, đại úy Beth de Villa bị thương nặng. Ở Sài Gòn được tin đại tá Henry Rivier chết, viên thống đốc Thomson liền điện về cho chính phủ nước Pháp biết lúc bấy giờ ở Paris Hạ nghị viện còn đang do dự về việc đánh lấy Bắc Kỳ khi tiếp được điện báo ở Sài Gòn nghị viện liền thuận cho chính phủ trích ra 5 triệu rưỡi Phật Lăng để chi tiêu về việc binh phí và lại thuận cho một viên quan văn làm toàn quyền sang kinh lý mọi việc ở Bắc Kỳ Chính phủ Pháp liền điện sang truyền cho lục quân thiếu tướng Boes ở Nam Kỳ ra thống đốc quân vụ ở Bắc Kỳ. Sai hải quân thiếu tướng Coupet đem một đội chiến thuyền sang tiếp ứng và lại cử ông Hackman là sứ thần Pháp ở Tiêm La ra làm toàn quyền. Ngày mùng 3 tháng 5 thì thiếu tướng Boes đem 200 lính Tây, 300 lính tập ra đến Hải Phòng lập tức thiếu tướng sửa sang sự chống giữ ở Hà Nội và ở Nam Định và lại cho Gugues Vlavianov, ông Kiều, là người theo đồ phổ nghĩa ngày trước được phép mộ lính cờ vàng đi làm tiền quân. Quan ta đem quân về đánh quân Pháp ở Hà Nội, ở Hải Phòng và ở Nam Định nhưng chỗ nào cũng bị thất bại. Quân ta bây giờ không có thống nhất, ai đứng lên mộ được năm ba trăm người cho mang gươm mang giáo đi đánh hễ phải đổ vài ba phát đạn trái phá thì xô đẩy nhau mà chạy còn quân của nhà vua thì không có luyện tập súng đại bác toàn là súng cổ súng tay thì ít và xấu như thế thì chống làm sao được với quân pháp là quân đã quen đánh trận và lại có đủ súng ống tinh nhuệ bấy giờ cuộc hòa đổi ra cuộc chiến Chí phủ ở Sài Gòn đuổi quan lĩnh sự Việt Nam là ông Nguyễn Thành Ý về Huế. Trong khi việc nước đang rối cả lên như thế thì vua Dực tông mất. Ngài mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi 1883, trị vì được 36 năm, thọ 55 tuổi. Miếu hiệu là Dực Tông Anh Hoàng Đế Chương 12 Cuộc bảo hộ của nước Pháp Ghi chú, đây là hạn chế của tác giả hoặc do quan điểm hoặc do sách viết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thực chất theo chính sử hiện nay là hành động xâm lược nước ta. hết ghi chú. Gồm 15 phần. một Sự phế lập ở Huế, vua Hiệp Hòa. 2. Quân Pháp lấy cửa Thuận An. 3. Hòa ước năm Quý Mùi 1883. 4. Việc ở Bắc Kỳ. 5. Vua Hiệp Hòa bị giết. 6 vua Kiến Phúc 7. Sự đánh lấy các tỉnh ở Bắc Kỳ 8. Lấy tỉnh Sơn Tây 9. Lấy thành Bắc Ninh 10. Lấy Hưng Hóa 11. Lấy Tuyên Quang 12. Hòa ước Forni 13. Hòa ước Pate Notri tháng 6 năm Giáp Thân 14. Việc triều chính ở Huế 15. Vua Hàm Nghi 1. Sự phế lập ở Huế Vua Hiệp Hòa bản triều nhà nguyễn truyền ngôi đến hết đời vua dực tông thì mất quyền tự chủ nước nam tự đó thuộc về nước pháp bảo hộ nghĩa là ngôi nhà vua tuy vẫn còn nhưng quyền chính trị phải theo chính phủ bảo hộ xếp đặt ấy cũng vì thời đại biến đổi mà người mình không biết biến đổi cho nên nước mình mới thành ra suy đồi và lúc ấy ở ngoài bắc thì rối loạn ở trong triều thì quyền thần chuyên chế bởi vậy cho nên lại sinh ra lắm việc khó khăn. Ghi chú, những chuyện ở trong chiều lúc bấy giờ phần nhiều là lấy ở quyển Hạnh Thục Ca của Lễ Tân Nguyễn Nhược Thị. Bà ấy là một người cung phi của vua Dực Tông sau lại làm thư ký cho bà từ dụ. Cho nên những việc trong chiều bà ấy biết được rõ. Hết khi chú. Vua Dực Tông không có con, nuôi ba người cháu làm con nuôi trưởng là ông Dục Đức. ghi chú. Dục Đức, Tránh Mông, Dưỡng Thiện là tên nhà học của những ông hoàng con nuôi vua Dực Tông gọi là Dục Đức Đường, Tránh Mông Đường vân vân. Lúc các ông hoàng ấy chưa được phong thì người ta cứ lấy tên nhà học mà gọi. hết ghi chú. Phong Thủy Quốc Công thứ là chánh mông phong kiên giang quận công ba là ông dưỡng thiện khi ngài sắp mất có để di chiếu nói rằng đức tính ông dục đức không đáng làm vua mà ý ngài muốn lập ông dưỡng thiện nhưng vì ông ấy còn bé mà việc nước cần có vua lớn tuổi cho nên phải lập con trưởng ngài lại cho trần tiễn thành nguyễn văn tường và tôn thất thuyết làm phụ chính được ba ngày thì nguyễn văn tường và tôn thất thuyết đổi tờ di chiếu bỏ ông dục đức mà lập em vua dực tông là lạng quốc công lên làm vua triều thần ngơ ngác không ai dám nói gì chỉ có quan ngự sử phan đình phùng đứng dậy can rằng tự quân chưa có tội gì mà làm sự phế lập như thế thì sao phải lẽ nguyễn văn tường và tôn thất thuyết đem bắt giam ông phan đình phùng rồi cách chức đuổi về lạng quốc công Quý Hồng giật lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hòa, còn ông Dục Đức thì đem giam ở Dục Đức giảng đường. 2. Quân Pháp lấy cửa Thuận An. Vua Hiệp Hòa vừa lập xong thì viên toàn quyền mới là ông Harkman đến Hải Phòng, rồi hội Hải quân thiếu tướng Ben và lục quân thiếu tướng Buret để bàn định mọi việc. Định một mặt thì thiếu tướng Buet đem quân lên đánh lấy đồn phủ hoài. Một mặt thì thiếu tướng Cupet đem tàu vào đánh lấy cửa Thuận An để bắt triều đình phải nhận nước Pháp bảo hộ. Ngày 12 tháng 7, thiếu tướng Buet lên đánh quân cờ đen ở mạn làng vòng. Hai bên đánh nhau non ba ngày trời. Sau quân cờ đen phải lùi lên đóng ở đồn phùng. Nhưng vì lúc bấy giờ nước lũ lên to, đê vỡ cho nên quân Pháp không tiến lên được. Ngày 16, lục quân Trung tá Tri Van ở Hải Phòng đem quân lên lấy thành Hải Dương. Quân Pháp tuy thắng nhưng quân cờ đen còn mạnh nên chi thiếu tướng Buet phải điện về Paris xin thêm quân tiếp ứng. Trong khi quân thiếu tướng Buet tiến quân đánh tại Bắc Kỳ thì hải quân thiếu tướng Cubet cùng với viên toàn quyền Hackman đem tàu vào đánh cửa Thuận An từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 thì thành trấn hải vỡ. Quân trấn thành là Lê Sĩ, Lê Chuẩn, Tử Trận, Lâm Hoàng, Trần Thúc Nhẫn thì nhảy xuống sông tự tử. 3. Hòa ước năm Quý Mùi 1883 Triều đình thấy sự nguy cấp, liền sai quan ra xin hòa. Viên toàn quyền Hắc Man bắt quân ta phải giải binh cả mọi nơi, rồi cùng với ông De Sampo lên Huế để nghị hòa triều đình sai quan hiệp biện hưu trí là Trần Đình Túc làm khâm sai toàn quyền và Nguyễn Trọng Hợp làm phó để cùng với quan pháp hội nghị. Ngày 23 tháng 7 thì tờ hòa ước lập xong có chữ ông Hoakman, ông De Sampo, ông Trần Đình Túc và ông Nguyễn Trọng Hợp cùng ký. Tờ hòa ước ấy có 27 khoản. Khoản thứ nhất nói rằng nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ, có việc gì giao thiệp với ngoại quốc thì phải do nước Pháp chủ trương. Khoản thứ hai, tỉnh Bình Thuận thuộc về Nam Kỳ. Khoản thứ ba, quân Pháp đóng giữ ở núi Đèo Ngang và ở Thuận An. Khoản thứ sáu, từ tỉnh Khánh Hòa ra tới Đèo Ngang thì quyền cai trị thuộc về triều đình. Nhưng khoản sau nói rằng viên khâm sứ ở Huế được quyền tự do ra vào ý kiến nhà vua, còn đất Bắc Kỳ kể từ Đèo Ngang trở ra thì nước Pháp đặt công sứ ở các tỉnh để kiểm soát công việc của quan Việt Nam. Ghi chú Resident tức là lưu trú quan, nhưng lúc bấy giờ ta chưa quen dùng chữ ấy. Và nhân có chữ công xuân, cho nên mới dùng chữ công sứ. Hết ghi chú. Nhưng người Pháp không dự vào việc cai trị ở trong hạt. Tờ hòa ước ấy ký xong gửi về Paris để chính phủ duyệt y rồi mới hỗ giao, nghĩa là mới tuyên cáo cho thiên hạ biết. Ông de Sampo ở lại Huế làm khâm sứ, viên toàn quyền Hackman ra Bắc Kỳ để kinh lý việc đánh dẹp. 4. Việc ở Bắc Kỳ Triều đình ở Huế nhận hòa ước xong rồi, sai quan lại bộ thượng thư Nguyễn Trọng Hợp làm khâm sai đại thần quan công bộ thượng thư Trần Văn Chuẩn và quan lại bộ tham chi Hồng Phì làm phó khâm sai ra Bắc Kỳ để cùng với viên toàn quyền Hắc Man hiểu dụ nhân dân và bãi quân thứ ở các nơi. Bây giờ ở Bắc Kỳ có quan nhà Thanh là Đường Cảnh Tùng đóng ở Sơn Tây, Từ Diên Húc đóng ở Bắc Ninh, lại có quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Đồn Phùng triều đình tuy có chỉ ra truyền cho quan ta phải rút quân về huế nhưng quan ta còn có nhiều người muốn ỉ nước tàu mà chống giữ với quân pháp cho nên không ai phụng chỉ bởi vậy cuộc chiến tranh ở bắc kỳ mãi không xong được năm vua hiệp hòa bị giết ở trong huế thì vua hiệp hòa cũng muốn nhờ chính sách bảo hộ để cho yên ngôi vua nhưng các quan có nhiều người không chịu và lại thấy nguyễn văn tường và tôn thất thuyết tuyên chế thái quá muốn dùng kế mà trừ bỏ đi bèn đổi nguyễn văn tường sang làm binh bộ thượng thư tôn thất thuyết làm lại bộ thượng thư để bớt binh quyền của tôn thất thuyết hai người thấy vua có lòng nghi sợ để lâu thành vạ bèn vào tâu với bà từ dụ thái hậu để lập ông dưỡng thiện là con nuôi thứ ba vua dực tông rồi bắt vua hiệp hòa đem ra phủ ông dục đức cho uống thuốc độc chết vua Hiệp Hòa làm vua được hơn 4 tháng, xử gọi là phế đế. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã giết vua Hiệp Hòa rồi, lại thấy quan phụ chính Trần Tiễn Thành không theo ý mình cũng sai người giết nốt. 6. Vua Kiến Phúc Ngày mùng 7 tháng 10 năm Quý Mùi 1883, ông Dưỡng Thiện, quý là ưng đăng, lên ngôi làm vua, đặt niên hiệu là Kiến Phúc bấy giờ ngài mới có 15 tuổi Việc gì cũng ở Nguyễn Văn Tường Và Tôn Thất Thuyết quyết định cả Ở Bắc Kỳ thì Hoàng Kế Viêm Còn đóng tại Sơn Tây Trương Quang Đản Còn đóng tại Bắc Ninh Cùng với quan tàu chống giữ quân Pháp Viên Khâm Sứ ở Huế Lấy điều đó trách Triều Đình Triều Đình lại có dụ ra Truyền cho Hoàng Kế Viêm và Trương Quang Đản Phải về Kinh Các quan bấy giờ cũng có ông về Cũng có ông nộp ấn trả Triều Đình rồi hoặc đi chiêu mộ những nghĩa dũng hoặc đi theo quan nhà Thanh để chống nhau với quân Pháp. Bấy giờ có quan đề đốc Nam Định là Tạ Hiện, lãnh chức đề đốc của Tàu và quan án sát sứ Phạm Vụ Mẫn và quan tri phủ Kiến Sương Hoàng Văn Hòe bỏ chức mà đi. Quan tán tương quân vụ ở Sơn Tây là Nguyễn Thiện Thuật bỏ về Hải Dương đi mộ quân để chống với quân Pháp. 7 sự đánh lấy các tỉnh ở Bắc Kỳ. Viên toàn quyền Hắc Man ra Bắc Kỳ sửa sang sự cai trị, lập ra những đội lính tuần cảnh, tục gọi là lính khố xanh để phòng giữ các nơi. Và bãi lính cờ vàng của thiếu tướng Buet đã cho mộ được mấy trăm, vì những lính ấy hay cướp phá dân gian, nhưng vì viên toàn quyền xâm vào quyền quan binh cho nên thiếu tướng Buet lấy làm bất bình Ngày mùng 1 tháng 8, thiếu tướng đem quân lên đánh cờ đen ở đồn phùng. Hai bên đánh nhau rất dữ. Quân cờ đen tuy phải lui, nhưng chưa thực thua. Thiếu tướng thấy đánh giặc chưa được và lại có ý bất hòa với viên toàn quyền, bèn xin về Pháp, giao binh quyền lại cho lục quân đại tá bị chốt. Được ít lâu, quân tiếp ở Sài Gòn ra, đại tá Bi Chốt bèn vào lấy tỉnh Ninh Bình. 8. Lấy Sơn Tây, Ngày 25 tháng 9, chính phủ Pháp điện sang cho Hải quân thiếu tướng Cubet làm thống đốc quân vụ, kiêm chức toàn quyền ở Bắc Kỳ. Viên Nguyên toàn quyền Hắc Man xin về Pháp. Từ đó, việc binh nhung, việc cai trị và việc giao thiệp ở cả tay thiếu tướng Cubet. Trong khi thiếu tướng còn phải sửa sang mọi việc và đợi quân tiếp ở Pháp sang thì quan ta đem quân về đánh Hải Dương. Đốt phá cả phố xá quan pháp nghi tỉnh thần thông với văn thân bèn bắt đầy vào côn lôn đến khi thiếu tướng tiếp được quân ở bên pháp sang tố quân pháp ở bắc kỳ bấy giờ được hơn chín ngàn người thiếu tướng chia ra làm hai đạo đem cả thủy bộ tiến lên đánh thành sơn tây đánh từ sáng ngày 13 đến hết ngày 16 mới hạ được thành quân cờ đen chống giữ hăng lắm nhưng quân tàu và quân ta thấy súng của pháp bắn lên mạnh quá đều bỏ thành rút lên mạn ngược quân cờ đen cũng phải chạy theo Trận ấy quân Pháp bị 83 người tử trận và 319 người bị thương. 9. Lấy thành Bắc Ninh Quân Pháp tuy đã lấy được Sơn Tây nhưng quân Tàu càng ngày càng sang đông. Thiếu tướng phải chờ có quân tiếp thêm mới đi đánh chỗ khác. Bên Pháp lại sai một lữ đoàn sang Bắc Kỳ và sai lục quân trung tướng Milot sang làm thống đốc quân vụ thay cho hải quân thiếu tướng cubet Ghi chú mỗi một lữ đoàn có hai vệ quân, đội chừng 000 người, có chức thiếu tướng coi. Hai lữ đoàn là một sư đoàn, có chức trung tướng coi, hết ghi chú. Ngày 16 tháng Giêng, năm Giáp Thân 1884, thống tướng Milot sang nhận chức, thiếu tướng Kubet được thăng lên hải quân trung tướng và lại ra coi hải quân để giữ mặt bể bây giờ quân pháp cả thầy được hơn một vạn sáu nghìn người và mười đội pháo thủ chia ra làm sáu lữ đoàn một lữ đoàn ở bên hữu ngạn sông hồng hà thì đóng ở hà nội có thiếu tướng brie de isler coi một lữ đoàn ở bên tả ngạn sông hồng hà thì đóng ở hải dương có thiếu tướng de Neri coi bây giờ con đường từ hà nội sang bắc ninh chỗ nào cũng có quân tàu và quân ta đóng Thống tướng Milot bèn truyền lệnh cho Thiếu tướng Riel de Lisle đem quân sang qua sông Hồng Hà rồi theo sông Đuống tức là sông Thiên Đức. Đi về phía đông còn toán quân của Thiếu tướng de Neri. Ở Hải Dương đi tàu đến Phả Lại lên bộ để tiếp vào với toán quân của Thiếu tướng Riel de Lisle rồi cả thủy bộ sang sông Cầu, sông Nguyệt Đức tiến lên đánh Bắc Ninh. Hai bên khởi sự đánh nhau từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 thì lấy được đáp cầu. Quân tàu thấy quân Pháp chặn mất đường lên Lạng Sơn, bèn bỏ Bắc Ninh rút lên mạng Thái Nguyên. Tối ngày 16 thì quân Pháp vào thành Bắc Ninh. Trận ấy quân Pháp chỉ mất có 8 người và 40 người bị thương mà thôi. Thiếu tướng Prier de Littler đem quân lên đánh yên thế, rồi đến ngày 23 thì lên lấy thành Thái Nguyên. 10. Lấy Hưng Hóa Hạ được thành Bắc Ninh và thành Thái Nguyên rồi, quân Pháp quay về mạn sông Hồng Hà để đánh lấy Hưng Hóa và Tuyên Quang. Thiếu tướng Prie de Lille đem lữ đoàn thứ nhất theo con đường Sơn Tây lên Hưng Hóa, rồi dàn trận ở bên này sông Đà Giang. Hai bên khởi sự đánh nhau từ sáng ngày rằm tháng 3 đến 2 giờ chiều ngày hôm ấy, thì quân Pháp sang sông ở chỗ gần địa hạt huyện Bất Bạt. 9 giờ sáng ngày 16 thì thiếu tướng De Neri đem lữ cục đoàn thứ nhì tiếp đến, cả hai lữ đoàn cùng hiệp sức tiến lên đánh. Quân tàu và quân cờ đen thấy thế không chống được, bèn đốt cả phố xá rồi bỏ thành Hưng Hóa rút lên mạn ngược, còn bọn ông Hoàng kế viên thì kéo lên mạn núi rồi đi đường thượng đạo rút về kinh. Trưa ngày 17 thì quân Pháp vào thành Hưng Hóa, lập tức thiếu tá Coronat đem một toán quân lên đánh phá đồn vàng. 11. Lấy tuyên quang Lấy xong hưng hóa rồi, chỉ còn có thành tuyên quang là chỗ quân cờ đen còn đóng giữ. Thống tướng Miu Lốt Bèn sai quân đem tàu đi dò xem sông Lô Giang, tàu thủy lên được đến đâu. Đoạn rồi sai trung tá Dusener đem đạo quân ở hưng hóa và một đội 5 chiếc tàu binh lên đánh Tuyên Quang. Quân của Trung tá Dusener đóng ở Việt Trì khởi hành từ hôm mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 8 thì đến Tuyên Quang. Chỉ đánh độ 1 giờ đồng hồ thì quân cờ đen bỏ thành chạy. 12. Hòa ước Fornier Bây giờ tuy các tỉnh ở mạng Trung Châu đất Bắc Kỳ đều thuộc về quân Pháp cai quản cả, nhưng quân tàu còn đóng ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Mạn Lao Cay. Bởi vậy, chính phủ Pháp muốn dùng cách giao thiệp mà trang trải với nước tàu để chính phủ tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Nam cho xong. Lại nhân bấy giờ có hải quân trung tá Pháp tên là Fournier quen một người nước Đức tên là De Trinh làm quan bên tàu coi việc thương tránh ở Quảng Đông. De Trinh vốn thân với quan tổng đốc trực lệ là Lý Hồng Trương. Một hôm, The Trinh gặp Trung tá Fournier nói chuyện việc hòa với nước Tàu. The Trinh điện về cho Lý Hồng Trương biết hai bên đều có ý muốn cho êm chuyện. Chính phủ Pháp bèn sai Trung tá Fournier lên Thiên Tân để cùng với Lý Hồng Trương nghị hòa. Đến ngày 18 tháng 4 năm Giáp Thân 1884 thì lập xong tờ hòa ước. Đại lược nói rằng nước Tàu thuận rút quân đóng ở Bắc Kỳ về và từ đấy về sau chính phủ Tàu thuận nhận tờ giao ước của nước Pháp lập với nước Nam, nghĩa là nước Tàu để cho nước Pháp được tự do xếp đặt mọi việc ở đất Việt Nam. 13. Hòa ước Patenot tháng 5 năm Giáp Thân 1884 Tờ giao ước ký xong thì Trung tá Fournier điện cho Thống tướng Milot ở Bắc Kỳ biết sự hòa ước đã xong mà quân tàu ở Bắc Kỳ phải rút về. Lúc bấy giờ công sứ nước Pháp ở Bắc Kinh là ông Patenot ở bên Pháp sang. Đi qua đến Sài Gòn, chính phủ Paris điện sang sai ông ấy ra Huế sửa lại tờ hòa ước của ông Hackman đã ký ngày 23 tháng 7 năm Quý Mùi 1883. Ông Patenotchi và ông Renat ra Huế cùng với triều đình thương nghị mấy ngày, rồi đến ngày 13 tháng 5 năm Giáp Thân là ngày mùng 6 tháng 6 năm 1884, ông Patenochi cùng với ông Nguyễn Văn Tường, ông Phạm Thận Duật và ông Tôn Thất Phan ký tờ hòa ước mới. Cả thầy có 19 khoản, đại đề thì cũng như tờ hòa ước của ông Hắc Man. Chỉ đổi có mấy khoản nói về tỉnh Bình Thuận và ba tỉnh ở ngoài đèo ngang là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, vẫn thuộc về trung kỳ. Tờ hòa ước ký xong, ông Rinat ở lại làm khâm sứ ở Huế và ông Patenocchi hội cả các quan bắt đem cái ấn của tàu phong cho vua Việt Nam. Thụt bể nấu lên mà hủy đi, nghĩa là từ đó nước Nam thuộc về nước Pháp bảo hộ, chứ không thần phục nước tàu nữa. Hòa ước ký năm giáp thân là năm 1884 là hòa ước của triều đình ở Huế ký với nước Pháp Công nhận cuộc bảo hộ của Pháp và chia nước ra làm hai khu vực là Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tuy hai kỳ cũng thuộc về quyền bảo hộ của nước Pháp, nhưng mỗi kỳ có một cách cai trị khác. Về sau dần dần hòa ước năm 1884 cũng mất cả ý nghĩa và thực quyền về chính phủ bảo hộ hết cả. Triều đình ở Huế chỉ giữ cái hư vị mà thôi. Nước Việt Nam trước kia từ Nam chí Bắc là một có cái tính cách duy nhất hơn cả các nước khác văn hóa lịch sử phong tục ngôn ngữ đều là một cả mà nay thành ra ba xứ nam kỳ trung kỳ và bắc kỳ mỗi kỳ có một chính sách riêng luật lệ riêng như ba nước vậy thậm chí lúc đầu người kỳ này đi sang kỳ kia phải xin giấy thông hành mới đi được kỳ nghĩa là xứ là khu trong một nước chứ không có nghĩa là nước một nước mà tam phân ngũ liệt ra như thế thật là một mối đau lòng cho người Việt Nam là dân một nước đã có một lịch sử vẻ vang hàng mấy nghìn năm. 14. Việc triều chính ở Huế Triều đình lúc bấy giờ, việc gì cũng do ở hai quan phụ chính là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết định đoạt. Tôn Thất Thuyết là người tính nóng này, dữ dội, ai cũng khiếp sợ, nhưng tài năng thì kém, mà lại nhát gan cho nên đa nghi và hay chém giết. Nguyễn Văn Tường là người ở Quảng Trị, thi đỗ cử nhân năm tự đức thứ năm, thật là một người có tài trí, giỏi nghề giao thiệp nhưng chỉ có tính tham lam và lại tàn nhẫn. Hai ông ấy chuyên giữ triều chính, quan lại thì ở tay ông Tường, binh quyền thì ở tay ông Thuyết, nhưng mà thường việc gì cũng do ở ông Thuyết xui khiến cả. Trong triều từ hoàng thân quốc thích cho đến các quan ai có điều gì trái ý hai ông ấy là bị giam chấp hay chém giết cả ông thuyết thì mộ quân phấn nghĩa để giữ mình và thường hay tiếm dùng nghi vệ của vua ông tường thì chịu tiền hối lộ của những người khách cho chúng nó đem tiền sành là một thứ tiền niên hiệu tự đức mỏng và xấu đúc ở bên tàu đem sang bắt dân phải tiêu ai không tiêu thì phải tội và lúc ấy vua hãy còn trẻ tuổi chưa biết gì, cho nên hai ông lại càng chuyên chế lắm nữa. Vua Kiến Phúc lên ngôi vừa được hơn 6 tháng, đến ngày mùng 6 tháng 4 năm Giáp Thân thì phải bệnh mất. Miếu hiệu là Giản Tông Nghị Hoàng Đế. Ghi chú, có chuyện nói rằng khi vua Kiến Phúc xe mình nằm trong điện, đêm thấy Nguyễn Văn Tường vào trong cung, ngài có của mắng, đến ngày hôm sau thì ngài ngộ thuốc mà mất. Hết ghi chú. 15. Vua Hàm Nghi Vua Kiến Phúc mất. Đáng lẽ ra con nuôi thứ hai của vua Dực Tông là ông Tránh Mông lên nối ngôi thì phải. Nhưng Tường và Thuyết không muốn lập người lớn tuổi, sợ mình mất quyền. Bèn chọn người em ông Tránh Mông là ông ưng lịch mới 12 tuổi lập lên làm vua đặt niên hiệu là Hàm Nghi Viên khâm sứ Renat trước đã tư giấy sang cho triều đình Huế rằng Nam Triều có lập ai lên làm vua thì phải xin phép nước Pháp mới được. Nhưng Tường và Thuyết cứ tự tiện lập vua không cho viên khâm sứ biết. Viên khâm sứ thấy vậy, viết thư ra Hà Nội. Thống tướng Milot bèn sai chức tham mưu là đại tá Huy Rìa đem 600 quân và một đội pháo binh vào Huế bắt triều đình phải xin phép lập ông ưng lịch lên làm vua. Tường và Thuyết làm tờ xin phép bằng chữ nôm gửi sang bên Khâm sứ. Viên Khâm sứ không nghe, bắt phải làm bằng chữ nho. Đến ngày 27 tháng 6, đại tá và viên Khâm sứ đi cửa chính vào điện làm lễ phong vương cho vua Hàm Nghi, xong rồi quân Pháp lại trở ra Hà Nội. Chương 13: Chiến tranh với nước Tàu. Gồm 8 phần. 1. Trận Bắc Lệ. 2. Đánh Phúc Châu và vây Đài Loan. 3. Trận đồn chủ và đồn kép. 4. Trận Yên Bạc. 5. Lấy Thành Lạng Sơn. 6. Thành Tuyên Quang bị vây. 7. Mất Thành Lạng Sơn. 8. Hòa ước Thiên Tân. 1. Trận Bắc Lệ. Ở Bắc Kỳ thì quân Pháp tưởng là việc hòa ước với nước tàu đã xong, chỉ còn đợi ngày quân tàu rút về thì lên thu nhận lấy thành Lạng Sơn, Cao Bằng và Lao Cai. Cứ theo như tờ hòa ước của Trung tá Fournier ký ở Thiên Tân, thì vào chừng rằm tháng 5, quân tàu ở Lạng Sơn, Thất Khê và Cao Bằng phải rút về. Về đến cuối tháng 5, thì Thống tướng Milot sai Trung tá Dugener đem một ngàn quân lên thu lại các thành ấy. Ngày mùng 1 tháng 5 nhuận, thì quân Pháp lên đến đồn Bắc Lệ khi quân Pháp sang qua sông Thương Thì quân tàu bắn vào quân Pháp Phải ba người bị thương Được một chốc bên quân tàu sai người đưa thư sang nói rằng Quân tàu đã biết có hỏa ước Nhưng chưa được lệnh rút quân về Vậy xin hoãn lại 6 ngày để đợi lệnh Bắc Kinh Trung tá Dugan không chịu Đến trưa Trung tá cho người đưa thư sang bảo quân tàu rằng trong một giờ nữa mà quân tàu không rút quân về thì quân Pháp cứ việc tiến lên. Đoạn rồi trung tá truyền lệnh tiến binh, đi được một lúc thì quân tàu phục hai bên đường bắn ra. Quân Pháp dàn trận đánh nhau đến tối. Sáng ngày hôm sau, quân Pháp thấy quân tàu sắp vây cả bốn mặt. Bèn rút về bên này sông Thương để đợi quân cứu viện ở Hà Nội lên. Trận ấy quân Pháp bị 28 người tử trận, 46 người bị thương còn những phu phen chết không biết bao nhiêu mà kể. Thống tướng Milot tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc Lệ, liền sai thiếu tướng Denerier đem hai đại đội quân bộ, hai đội pháo binh và một toán công binh đi đường phủ lạng thương qua làng kép lên tiếp ứng cho Trung tá Dugener. Khi tiếp được quân của Trung tá rồi, Thống tướng Milot triệu thiếu tướng Denerier về Hà Nội để chờ lệnh và quân ở bên Pháp sang. 2. Đánh Phúc Châu và vây Đài Loan Chính phủ bên Pháp tiếp được sự khai chiến ở Bắc Kỳ, liền điện truyền cho Hải quân Trung tướng Cubet, đem tàu sang đóng gần thành Phúc Châu là tỉnh Lệ Phúc Kiến và lại truyền cho ông Patenotchi là công sứ Pháp ở Bắc Kinh đòi nước tàu phải trả 250 triệu tiền binh phí về việc chiến tranh ở Bắc Kỳ. Chính phủ hai nước thương thuyết mãi, đến ngày 29 tháng 6 thì chính phủ Pháp gửi tờ tối hậu thư đòi nước tàu 80 triệu phật lăng tiền binh phí, hạn cho trả làm 10 năm. Đến ngày mùng 3 tháng 7 năm Giáp Thân 1884 thì hải quân trung tướng Cubet được lệnh khởi sự đánh Phúc Châu. Trung tướng truyền lệnh cho các chiến thuyền bắn lên các pháo đài và phá các xưởng làm binh khí ở Phúc Châu và lại đánh cả chiến thuyền của tàu đóng ở trong sông Mân Giang. Trung tướng bắn phá ở Phúc Châu rồi đem binh thuyền ra vây đánh đảo Đài Loan. Hải quân của Pháp vây Đài Loan và các cửa bể mãi đến tháng 6 năm Ất Dậu 1885. Nước tàu ký hòa ước rồi mới thôi. 3. Trận đồn chủ và đồn kép trong khi hải quân của Pháp đánh phá ở mặt bể, quân tàu của Quảng Đông, Quảng Tây kéo sang Bắc Kỳ càng ngày càng nhiều, mà quân tiếp ứng của Pháp mãi không thấy sang. Đến trung tuần tháng 7, Thống tướng Minlot bèn cáo bệnh xin về, giao quyền lại cho Thiếu tướng Prie de Isler. Được ít lâu, Thiếu tướng Prie de Isler tiếp được 6.000 quân ở Pháp sang. Số quân bấy giờ cả thảy được non 2 vạn người. Thiếu tướng bèn chia ra làm bốn đạo để đi đánh quân tàu và quân ta. Thiếu tá Servier đem một đạo quân lên mạn Đông Triều, Trung tá Donier đem một đạo quân theo sông Lục Nam đến đánh Đồn Chủ và Đồn Đầm. Trung tá Defoy đem một đạo quân lên mạn sông Thương, Thiếu tá Mibiel và Thiếu tướng Denizier thì đóng đại đồn ở Lạng Thương. Ngày 20 tháng 8, quân Pháp tiến lên đánh đồn chủ, đồn Bảo Lạc và đồn Kép. Quân tàu chống lại được một ngày mà quân hai bên đánh nhau ở đồn Kép hăng hơn cả. Quân tàu chết có đến 2.000 người, còn bên quân Pháp thì thiếu tướng De Neria bị thương ở chân, 27 người tử trận và 109 người bị thương. Quân tàu chết hại mất nhiều, phải bỏ đồn Kép. Đồn Bảo Lạc và đồn chủ chạy lui trở về ở mạn đông bắc quân tàu đã lui thiếu tướng Prie de Isler bèn sai đại tá Du đem 700 quân lên đánh quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc ở mạn tuyên quang và sai trung tá Becker đem quân lên giữ Thái Nguyên 4. Trận Yên Bạc Quân Tàu tuy đã thua ở đồn chủ và đồn kép nhưng vẫn còn đóng ở địa hạt Lạng Sơn và Quảng Yên. Đến trung tuần tháng 11, quân tàu lại về đóng ở gần An Châu. Thiếu tướng De Nirea đem quân bộ và quân pháo binh đi theo tả ngạn sông Lục Nam lên đánh quân tàu ở núi Bóp. Quân tàu chết đến hơn 600 người, quân Pháp thiệt hại mất 19 người tử trận và 65 người bị thương. 5. Lấy thành Lạng Sơn đầu năm 1885 là quãng tháng 11 năm Giáp Thân, Thiếu tướng Prière de Isler được thăng chức trung tướng và lại tiếp được hơn 1.000 quân ở bên Pháp sang. Qua tháng chạp ta, trung tướng mộ non 7.000 phu để tải đồ và đem 7.500 quân chia ra làm hai đạo lên đánh Lạng Sơn. Đạo thứ nhất thì thuộc quyền thiếu tướng de Neria, Đạo thứ nhì thì thuộc quyền đại tá Jovan nên Con đường đi từ Kép lên Lạng Sơn là đường hẻm trong núi, mà chỗ nào cũng có quân tàu đóng, cho nên quân Pháp mới dùng kế đánh ngang từ đồn chủ đánh lại, để lấy đồn tuần muội. Ghi chú, tức là ải chi lăng ngày trước, hết ghi chú. Thiếu tướng De Neria trước đã lên đồn kép. Dương Thanh Thế tiến binh rồi lèn về đồn chủ đem quân qua đèo vân lấy đồn đồng sơn tức là đồn sung rồi sang lấy tuần muội quân tàu đang giữ ở mạn bắc lệ thấy quân pháp đã chặn mất đường về liền rút quân chạy thiếu tướng đờn Ria đem quân đánh tràn lên đến lạng sơn chưa hôm hai chín tháng chạp ta thì lấy được thành đánh từ ngày hai mươi đến hai chín tháng chạp quân pháp thiệt mất bốn mươi người tử trận và 222 người bị thương. Lấy xong Thành Lạng Sơn, quân Pháp nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại tiến lên đánh Đồng Đăng. Quân tàu chạy phân ra làm hai ngả, một ngả chạy lên Thất Khê, một ngả chạy lên cửa Nam Quan về tàu. Đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Ất Dậu 1885 thì thiếu tướng Denesie lên đến cửa Nam Quan, truyền phá ải quan rồi trở về giữ Lạng Sơn. 6. Thành Tuyên Quang bị vây. Khi quân Pháp đi đánh mặt Lạng Sơn thì quân tàu và quân cờ đen ở mạn sông Hồng Hà và sông Lô Giang lại kéo về đánh Tuyên Quang. Bấy giờ quân Pháp ở trong thành cả hải độ hơn 600 người. Thuộc quyền thiếu tá Domine. Từ đầu tháng 10 năm Giáp Thân 1884, quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã kéo về đóng ở gần phủ Yên Bình và phủ Đoan Hùng. Đến tháng 11 thì quân tàu giữ cả các chỗ hiểm yếu để chặn đường không cho quân Pháp ở Trung Châu lên tiếp ứng. Rồi Lưu Vĩnh Phúc đem quân lên đánh thành Tuyên Quang. Đánh mãi đến 15 tháng chạp mới vây được thành. Quân cờ đen dùng đủ kế để phá thành mà quân Pháp ở trong thành cũng cố hết sức để chống giữ. Lúc ấy quân Pháp đã lấy được thành Lạng Sơn rồi. Trung tướng Prie de Isler liền để thiếu tướng de Nerier ở lại, giữ thành. Đến ngày mùng 2 Tết, đem quân đi đường đồn chủ về Hà Nội, rồi lập tức lên cứu Tuyên Quang. Ngày 13 tháng Giêng, năm Ất Dậu, thì lên đến Đoan Hùng, rồi sang sông Chảy. Quân Tàu và quân Pháp giao chiến từ đó cho đến ngày 16 mới giải vây được. Trận ấy, quân hai bên thiệt hại cũng nhiều, nhưng quân Tàu không địch được quân Pháp, phải vội vàng giải vây mà rút lên mạng ngược. 7. Mất Thành Lạng Sơn. Thành Tuyên Quang vừa giải vây xong thì ở Lạng Sơn lại khởi sự giao chiến. Quân tàu tuy đã thua phải bỏ Thành Lạng Sơn, nhưng quan đề đốc Quảng Tây là Phùng Tử Tài vẫn đóng lại đồn ở Long Châu, trực sang đánh lấy Lạng Sơn. Ngày mùng 6 tháng 2 năm Ất Dậu 1885, quân tàu sang đánh Đồng Đăng, thiếu tướng Denizer đem quân lên cứu rồi trực sang Đánh Long Châu Quân Pháp đánh trong 2 ngày Chết hại mất non 200 người Đến mùng 8 Thiếu tướng rút quân về Lạng Sơn Còn những người bị thương thì đem về đồn chủ Quân Pháp đóng ở Lạng Sơn Bây giờ có 35.000 người Ngày 13 Thì quân Tàu tràn sang đánh kỳ lừa Thiếu tướng Dernier Bị thương nặng Phải giao quyền lại cho Trung tá Hedbinger Để chống với quân Tàu nhưng bấy giờ quân tàu sang đông quá Trung tá phải bỏ thành Lạng Sơn rút về tuần muội Rồi về đồn chủ và đồn kép Trung tướng Rie de Isler Tiếp được tin bại trận ở Lạng Sơn liền điện cho chính phủ Pháp để xin tiếp quân sang cứu viện Và lập tức đi tàu lên đồn chủ để phòng sự chống giữ Quân tàu lấy được Lạng Sơn rồi Chia quân giữ các chỗ hiểm yếu chứ không dám đuổi xa. Còn ở mạng sông Hồng Hà, thì quân cờ đen và quân của các quan cựu thần ta lại về đánh phá ở mạn gần Hưng Hóa và Lâm Thao. 8. Hòa ước Thiên Tân Bên Pháp tiếp được điện tín của Trung tướng Pierre de Isler đánh về nói quân Pháp phải bỏ thành Lạng Sơn thì lòng người náo động cả lên. Thủ tướng Schittler Ferry phải từ chức. Chính phủ Pháp thấy sự chiến tranh không lợi bèn ký tờ giao ước đình chiến với nước Tàu. Rồi một mặt thì truyền lệnh cho sứ thần nước Pháp ở Bắc Kinh là ông Patenocchi lập tờ hòa ước với chính phủ Tàu. Một mặt thì cho quân sang tiếp ứng Bắc Kỳ và sai trung tướng Roussel de Coxy làm thống đốc quân dân sự vụ. Trung tướng Wadnen làm tham mưu tổng trưởng cùng với thiếu tướng Chapman và thiếu tướng Rudom đem hai sư đoàn sang Bắc Kỳ. Chính phủ Tàu thấy chiến tranh không có lợi, bèn thuận ký tờ hòa ước và lập tức sai quan sang Hà Nội truyền lệnh cho quân Tàu phải rút về. Ngày 27 tháng 4 năm Ất Dậu 1885 là năm Quang Tự thứ 11. Ông Patenocchi và ông Lý Hồng Trương ký tờ hòa ước. Đại lược nói rằng nước Tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Việt Nam và lại hòa thuận buôn bán như cũ. Nước Pháp thì trả lại các chỗ mà hải quân đã chiếm giữ ở mặt bể và thuận bỏ cái khoản tiền binh phí không đòi nữa. Ngày hôm quan hai nước ký tờ hòa ước ấy ở Thiên Tân thì hải quân trung tướng Coupet phải bệnh mất ở gần đảo Đài Loan. Hải quân của Pháp cũng chiếu theo điều ước mà rút quân về. Chương 14 Loạn ở Trung Kỳ Ghi chú Từ loạn ở đây có nghĩa là không ai kiểm soát được Ngược với chị là kiểm soát được Hết ghi chú Gồm 10 phần 1. Thống tướng Đờ Cút Si vào Huế 2. Triều Đình chạy ra Quảng Trị 3. Nguyễn Văn Tường ra Thú 4. Xa giá các bà Thái Hậu về Khiêm Lăng 5. Quân Cần Vương 6. Vua Đồng Khánh 7. Thống tướng Đồ Cút Si phải triệt về 8. Vua Hàm Nghi ở Quảng Bình 9. Ông Pol Pét 10. Lập Tổng đốc Toàn quyền 1. Thống tướng Đồ cúc Si vào Huế Việc đánh nhau với tàu xong, thì tức là cuộc bảo hộ ở nước Nam Thành. Nhưng ở các nơi, những quan cũ ta còn chống nhau với quân Pháp, mà ở Huế thì Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên chế đủ mọi đường. Tháng 9 năm Giáp Thân 1884, hai ông ấy đem ông Dục Đức giam vào nhà tối. Không cho ăn uống để chết đói, đổ tội cho là thông mưu với giặc. Hai ông ấy lại mộ quân tập lính và lập đồn tân sở ở gần Cam lộ thuộc tỉnh Quảng Trị, đem đồ báu ngọc vàng bạc ra đấy, phòng khi có việc gì thì đem quân ra đó để chống nhau với quân Pháp. Cũng vì các ông ấy có ý muốn kháng cự, cho nên quân Pháp đã chiếm giữ mang cá ở thành Huế và lại bắt bỏ súng đại bác ở trên thành đi. Ngày 18 tháng 4 năm Ất Dậu 1885, thống tướng De Cussy sang tới Bắc Kỳ. Bây giờ sự hòa ước với tàu đã xong. Bởi vậy, thống tướng mới định vào Huế bắt triều đình ta phải chịu quyền bảo hộ. Thống tướng đến Hà Nội đã nói chuyện với các người Pháp và những người Nam ra làm quan với Pháp. Đã biết tình hình ở trong Huế là thế nào. Đến ngày 19 tháng 5 thì thống tướng đem non 500 quân đi tàu vào Huế. Triều đình cử hai quan đại thần theo viên khâm sứ Pháp là ông De Sampo ra đón thống tướng ở cửa Thuận An sáng hôm sau thống tướng cho đòi hai quan phụ chính sang bên dinh khâm sứ để định vào việc yết kiến vua hàm nghi hai ông lúc bấy giờ còn đang lừng lẫy việc triều chính ở tay mình cả mà thấy thống tướng làm sự đường đột như thế cũng đã tức giận lắm lại cứ như lời mấy ông quan cựu thần nói chuyện thì ông thuyết là quan văn làm tướng võ nhưng hình dáng thì không được thanh tú đầu thì chọc người thì béo mà đen cách đi đứng thì không được chững chạc, sự giao tiếp và đối đáp thì không sành. Xưa nay chỉ lấy quyền thế mà đè nén người ta, hơi một tí thì lấy sự chém giết làm oai. Đến khi phải ra theo lễ bang giao mà đối với một người tướng ngoại quốc như ông De Quốc Si thì trong bụng khiếp sợ không biết ra làm thế nào. Ông Tường thì là một tay giao thiệp giỏi, lại có nhiều mưu cơ và tài nghệ ứng biến. Cho nên lúc ấy chỉ có một mình ông Tường sang ra mắt quan thống tướng Đậu Cúc Si mà thôi. Còn ông Thuyết thì cáo bệnh không sang. Thống tướng thấy vậy, bảo đau cũng phải khiêng sang. Tôn Thất Thuyết thấy quan pháp ra oai như thế, phần thì tức giận, phần thì sợ. Lại nhân lúc bấy giờ mới có điểm động đất, mới nghĩ bụng rằng đấy là điểm trời xui khiến, bèn quyết ý sửa soạn để đánh nhau. Thống tướng Đậu Cúc Si định đến hôm vào điện yết kiến vua hàm nghi thì phải mở cửa chính không những là để quan nước pháp đi mà thôi nhưng lại phải để cả quân lính cũng đi vào cửa ấy triều đình thấy điều ấy trái với quốc lễ xin để thống tướng đi cửa giữa theo như sứ tàu ngày trước còn quân lính thì xin để đi cửa hai bên thống tướng nhất định không chịu hai triều đình chạy ra quảng trị Trưa hôm 22, các quan ở cơ mật viện sang dinh khâm sứ xin vào bàn định cho xong việc đi cửa chính cửa bên. Nhưng thống tướng Đồ Cúc Si không tiếp. Bà từ dụ Thái Hậu sai quan đem đồ lễ vật sang tặng thống tướng. Thống tướng cũng khước đi không nhận. Các quan thấy thống tướng làm giữ như vậy đều ngơ ngác không hiểu ra ý tứ gì mà khinh mạn triều đình đến như thế. Tôn Thất Thuyết càng thấy thế càng lấy làm tức giận thôi thì sống chết cũng liều một trận họa may trời có giúp kẻ yếu hèn gì chăng ấy là tướng sĩ lúc bấy giờ ai cũng tưởng như thế cho nên mới định đến nửa đêm khởi sự phát súng bắn sang dinh khâm sứ và đánh chạy lính của pháp ở mang cá chiều hôm ấy thống tướng làm tiệc đãi các quan pháp tiệc vừa tan xong thì súng ở trong thành nổ ra đùng đùng rồi những nhà ở chung quanh dinh khâm sứ cháy, lửa đỏ rực trời. Quân Pháp thấy bất thình lình nửa đêm quân ta đánh phá như vậy, chưa biết ra thế nào, chỉ yên lặng mà chống giữ. Đến sáng ngày 23 mới tiến lên đánh thì quân ta thua chạy. Ghi chú, việc tôn thất thuyết đánh quân Pháp ở Huế, sử ta không nói rõ số quân ta là bao nhiêu, mà sách Tây có nơi chép là 2 vạn, có nơi chép là 3 vạn, nhưng cứ những người biết việc ở huế lúc bấy giờ thì quân ta cả thầy độ chừng non hai vạn trở lại chứ không hơn hết ghi chú nguyễn văn tường cho người vào điện tâu xin rước vua và các bà thái hậu tạm lánh lên khiêm lăng ghi chú khiêm lăng là lăng của vua dực tông có khi gọi là khiêm cung cũng là đấy hết ghi chú khi xa giá ra gần đến cửa hữu thì gặp nguyễn văn tường đã trực sẵn ở đấy để đi hộ giá nhưng lệnh truyền cho nguyễn văn tường ở lại để thu xếp mọi việc nguyễn văn tường vâng lệnh trở lại xa giá đi qua làng kim long lên đến chùa thiên mụ thì tôn thất thuyết đem quân chạy đến truyền rước xa giá quay trở về trường thi ghi chú trường thi thuộc bấy giờ ở làng đa chữ cách kinh thành 10 cây số hết ghi chú lúc bấy giờ vương tôn công tử người đi ngựa, kẻ đi chân, dân gian thì trẻ cõng già, đàn bà dắt trẻ con, ai nấy chạy hốt hoảng tìm đường tránh cho khỏi chỗ binh đao. Xa giá đến trường thi vào nghỉ được một lát thì tôn thất thuyết lại dục lên đường, nói rằng quân Pháp đã sắp đuổi tới. Tối ngày 23, xa giá vào nghỉ nhà một người bá hộ, sáng ngày 24 ra đi, đến tối mới tới thành Quảng Trị. Quan tuần phủ Trương Quang Đàn ra rước xa giá vào hành cung và đặt quân lính để phòng giữ. Ghi chú, Trương Quang Đản trước làm Tổng đốc Bắc Ninh, chống nhau với quân Pháp, sau về kinh phải giáng xuống tuần phủ ra giữ thành Quảng Trị. Hết ghi chú. Trận đánh nhau ở Huế, quân Pháp mất 16 người và 80 người bị thương. Sách Tây chép rằng quân ta chết đến vài nghìn người còn bao nhiêu khí giới lương thực và hơn một triệu tiền của đều mất cả. 3. Nguyễn Văn Tường ra thú Ở Huế, cả buổi sáng hôm 23, quân Pháp chiếm lấy thành trì và giữ gìn các nơi. Còn quan ta, người thì đi theo xa giá, người thì ẩn nấp một nơi, chưa biết thế nào, chưa ai dám ra. Đến trưa hôm ấy, Nguyễn Văn Tường vào ăn cơm nhà ông giám mục Caspac rồi nhờ ông ấy đưa ra thú với Thống tướng Đờ Cút Thống tướng cho Nguyễn Văn Tường ra ở Thương Bạc Viện, giao cho Đại úy Smith và một toán lính Pháp phải coi giữ và hẹn cho trong hai tháng phải làm thế nào cho yên mọi việc. 4. Xa giá các bà Thái Hậu về Khiêm Lăng Nguyễn Văn Tường viết sớ ra Quảng Trị, xin rước xa giá trở về Kinh để cho yên lòng người. Nhưng lúc ấy vua Hàm Nghi và Tam cung là bà Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu, mẹ Đức Dục Tông. Bà Hoàng Thái hậu là vợ Đức Dục Tông và mẹ nuôi ông Dục Đức, bà Hoàng Thái phi là vợ thứ Đức Dục Tông và mẹ nuôi vua Kiến Phúc bị Tôn Thất Thuyết gìn giữ, sớ của Nguyễn Văn Tường gửi ra vấn an, ông ấy đem giấu đi không cho vua biết ai cũng muốn xin rước xa giá lên tân sở để lo liệu sự khôi phục. Đức tử dụ và hai bà Thái Hậu nhất định không chịu đi. Ngày 27, Tôn Thất Thuyết nghe tin có tàu sắp đến, bèn xin tam cung ở lại Quảng Trị và xin rước vua lên tân sở. Khi sắp đi, vua hàm nghi vào lại ba bà Thái Hậu, Tình ly biệt, nỗi sầu thảm, kể sao cho xiết. Vua đi khỏi độ một giờ đồng hồ, thì bọn nội giám đều trở lại nói rằng tôn thất thuyết không cho đi. Đến ngày 28 thì Tam Cung mới tiếp được tin của Nguyễn Văn Tường ra nói xin rước xa giá trở về Huế. Mọi việc đã thu xếp xong rồi. Bà từ dụ cho người đi rước vua trở lại để cùng về Huế. Nhưng tìm mãi không biết vua ở đâu chỉ tiếp được thư của tôn thất thuyết gửi về nói Nguyễn Văn Tường phản chắc nọ kia xin đừng có nghe Người bản đi, kẻ bàn lại, ai nấy phân vân chưa biết ra thế nào. Ngày 30 lại tiếp được sớ của Nguyễn Văn Tường ra dục xa giá trở về. Đức Tử Dụ mới quyết ý về kinh, định ngày mùng 4 thì lên đường, sai quan tuần phủ Trương Quang Đản đem quân đi hộ giá. Đến chiều tối ngày mùng 5, xa giá các bà Thái Hậu về đến Khiêm Cung. Nguyễn Văn Tường sưng dớ lên thỉnh an và kể tình hình mọi việc trong khi vua còn đi vắng thống tướng de Si đặt ông thọ xuân lên làm giám quốc giao quyền binh bộ thượng thư cho viên khâm sứ de sampo để bãi việc binh lính của ta đi và gọi quan kinh lược ở bắc kỳ là nguyễn hữu độ và quan tổng đốc nam định là phan đình bình về cùng với nguyễn văn tường coi việc cơ mật vì hai ông ấy ở bắc kỳ đã hiểu mọi việc và đã biết theo chính sách của bảo hộ cho nên thống tướng đem về để thu xếp mọi việc cho chóng xong nguyễn văn tường và nguyễn hữu độ không hợp ý nhau nguyễn hữu độ lại trở ra bắc kỳ năm quân cần vương tôn thất thuyết ở quảng bình làm hịch cần vương truyền đi các nơi bởi vậy chỉ trừ những chỗ chung quanh kinh thành ra còn từ Bình Thuận trở ra cho đến Nghệ An, Thanh Hóa, chỗ nào sĩ quân cũng nổi lên, đổ cho dân bên đạo gây thành mối loạn, rồi đến đốt phá những làng có đạo. Sách Tây chép rằng, từ đầu tháng 6 cho đến tháng 8, dân bên đạo phải 8 ông cố và hơn 2 vạn người bị giết. Thống tướng Đờ Cút Si thấy chỗ nào cũng có loạn, bèn trở ra Bắc Kỳ, hội các tướng lại để bàn sự đánh dẹp thống tướng đã định sai đại tá Pecnot, đem Nốt đem 1.500 quân ở Huế ra đuổi tôn thất thuyết. Lại sai thiếu tướng De Nerier đem một đạo quân đi từ Thanh Hóa đánh vào. Nhưng chính phủ ở Paris điện sang không cho thống tướng khởi sự dùng đại binh và lại nhân lúc bấy giờ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có bệnh dịch tả. Quân Pháp chết hại đến 3-4.000 người. Bởi vậy cho nên việc dùng binh phải đình lại. Tại Huế, thì mãi không ai biết vua Hàm Nghi ở đâu. Triều đình thì mỗi ngày một rối, việc lập vua mới thì tuy rằng đã định rồi nhưng còn lôi thôi chưa xong. Đến ngày 27 tháng 7, vừa hết hạn hai tháng của Thống tướng De Si hẹn cho Nguyễn Văn Tường. Và bây giờ ở Bắc Kỳ lại có nhiều người ghét Nguyễn Văn Tường, xin Thống tướng đem trị tội. Bởi vậy sang ngày 28, Thống tướng bắt quan nguyên phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan hộ bộ thượng thư Phạm Thận Duật và Tôn Thất Đính là thân sinh ra Tôn Thất Thuyết đem đẩy ra côn lôn. Phạm Thận Duật đang đi tàu thì mất, phải ném xuống bể. Nguyễn Văn Tường thì sau lại phải đẩy ra đảo Hai Ti ở Thái Bình Dương, được ít lâu cũng mất, cho đem xác về chôn ở quê nhà. 6. Vua Đồng Khánh Thống tướng Đờ Cút Si đẩy bọn Nguyễn Văn Tường đi rồi đem Nguyễn Hữu Độ về cùng với Phan Đình Bình coi việc triều chính sai Nguyễn Trọng Hợp ra quyền kinh lược ở Bắc Kỳ Thống tướng lại sai ông Đờ Sampo lên khiêm cung yết kiến tự đức xin lập ông Tránh Mông là Kiên Giang quận công lên làm vua Ngày mùng 6 tháng 8, ông Chánh Mông phải thân hành sang bên Khâm Sứ làm lễ thụ phong, rồi làm lễ tấn tôn, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Vua Đồng Khánh tính hiền lành, hay trang sức và cũng muốn duy tân, ở rất được lòng người Pháp. Đình thần thì nhiều người đã biết theo chính sách của bảo hộ. Cho nên mọi việc trong triều đều được yên ổn. Nhưng vua Hàm Nghi còn ở Mạn Quảng Bình, kéo cờ nghĩa để chống nhau với quân Pháp truyền hịch cần vương đi các nơi để mong đường khôi phục. Lúc bấy giờ lòng người còn tưởng nhớ chúa cũ cho nên từ tỉnh Bình Thuận trở ra chỗ nào cũng có người nổi lên đánh phá để toan bể khôi phục. Ở Quảng Nam thì bọn thân hào lập ra nghĩa hội có quan sơn phòng xứ là Trần Văn Dự làm chủ rồi những tỉnh Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận đều noi theo mà nổi lên. Ở Quảng Trị có các ông Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như. Ở Quảng Bình có quan nguyên tri phủ là Nguyễn Phạm Tuân. Ở Hà Tĩnh có cậu ấm Lê Ninh. Ghi chú Người ở La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, con quan nguyên bố chính Lê Kiên. Hết ghi chú Ở Nghệ An có ông nghè Nguyễn Xuân Ôn và quan sơn phòng xứ Lê Doãn Nhạ. Ở Thanh Hóa có Hà Văn Mao, vân vân. Những người ấy đều sướng lên việc cần vương đem quân đi đốt phá những làng có đạo. Ở ngoài Bắc Kỳ thì các quan cựu thần là quan đề đốc tạ hiện, quan tán tương Nguyễn Thiện Thuật tụ họp ở Bãi Sậy rồi đi đánh phá ở mạng Trung Châu, còn ở mạn Thượng Du thì ở chỗ nào cũng có quân giặc tàu quấy nhiễu. Bởi vậy quân Pháp phải chia binh ra chống giữ ở các nơi. 7. Thống tướng Đờ Quyết Si phải triệt về. Thống tướng De Cussy thấy ở ngoài Bắc có lắm việc, bèn để thiếu tướng Ruhom ở lại Huế, rồi ra Hà Nội kinh lý mọi việc. Nhưng vì thống tướng tính khắc khổ và đa nghi, cho nên công việc càng ngày càng khó thêm. Ở bên Pháp thì có nhiều người không muốn giữ đất Bắc Kỳ, có ý muốn bãi binh. Bởi vậy, đến cuối năm 1885, là năm Ất Dậu Thủ tướng nước Pháp là ông Prisson xin nghị viện thuận cho lấy 75 triệu Phật Lăng để chi tiêu về việc Bắc Kỳ. Nghị viện đặt hội đồng để xét việc ấy. Hội đồng định rút quân về và chỉ cho 18 triệu Phật Lăng mà thôi. Đến khi đầu phiếu thì đảng theo chính phủ được 274 phiếu và đảng phản đối với chính phủ được 270 Nghĩa là đảng muốn giữ đất Bắc Kỳ chỉ hơn có 4 phiếu Thủ tướng Song thấy trong nghị viện có nhiều người không hợp ý mình, bèn xin từ chức. Ông Fresinet lên làm thủ tướng, thấy thống tướng De si ở bên nước Nam làm lắm việc lôi thôi, bèn điện sang triệt về Pháp, giao binh quyền lại cho trung tướng Guarden. Và sai ông Paul Pet là quan văn sang sung chức thống đốc để kinh lý mọi việc ở nước Nam. 8. Vua Hàm Nghi ở Quảng Bình. Bấy giờ tuy ở Huế đã lập vua Đồng Khánh rồi, nhưng đảng Cựu thần còn có nhiều người theo phò vua Hàm Nghi, quyết chí chống lại với quân Pháp. Quan Pháp bèn sai đại tá Su Mông đem quân ra đóng ở thành Quảng Bình để chặn đường không cho đảng Tôn Thất Thuyết thông với Bắc Kỳ. Nhưng ở mạn Thanh Hóa, Nghệ An, bọn văn thân đánh phá rất dữ. Đại tá Su Mông bèn để thiếu tá Rê Goy, ở lại giữ thành Quảng Bình, rồi trở về Đà Nẵng lấy thêm binh và tàu chiến đem ra đóng ở thành Nghệ An, chia quân đi tuần tiễu các nơi. Tôn Thất Thuyết thấy thế không chống nổi quân Pháp, bèn bỏ Vũ Hàm Nghi ở lại đồn vé thuộc huyện Tuyên Hóa, tên cũ là Quy Hợp Châu, tỉnh Quảng Bình, rồi cùng với đề đốc Trần Xuân Soạn đi đường Thượng Đạo nói rằng sang cầu cứu bên Tàu ghi chú tôn thất thuyết đi đường thượng đạo ra vùng hưng hóa rồi theo thượng lưu sông đà lên lai châu nương tựa và họ điêu đến lúc nghe tiếng quân pháp lên đánh liền bỏ họ điêu mà trốn sang tàu con cháu họ điêu nói chuyện lại rằng khi tôn thất thuyết lên đến lai châu còn có mấy chục người đi theo lên đấy ở một độ chém giết gần hết xem như thế thì ông thuyết là một người cuồng dại mà lại nhát gan một người như thế mà làm đại tướng để giữ nước thì tài gì mà nước không nguy được về sau chết già ở triều châu thuộc tỉnh quảng đông hết ghi chú vua hàm nghi bấy giờ phải ẩn nấp ở vùng huyện tuyên hóa có các con tôn thất thuyết là tôn thất đạm và tôn thất thiệp cùng với đề đốc lê trực và nguyễn phạm tuân hết sức giữ gìn và đem quân đi đánh phá ở mạn quảng bình và hà tĩnh ghi chú sách ông Gosselin chép là Phạm Thuận. Nhưng xét trong sử nước ta thì không có ai là Phạm Thuận, chỉ có Nguyễn Phạm Tuân trước làm tri phủ, sau theo vua Hàm Nghi chống cự với quân Pháp rồi bị đạn phải bắt. Vậy Phạm Thuận tức là Nguyễn Phạm Tuân, hết ghi chú. Tháng Giêng năm Bính Tốt 1886, Trung tá Minot đem quân ở Bắc Kỳ vào Nghệ An rồi chia làm hai đạo. Một đạo thì thiếu tá Ben Lichy đem lính tập theo sông Ngàn Sâu vào mạn Tuyên Hóa. Một đạo thì trung tá Minot tự đem quân đi đường quan lộ vào giữ thành Hà Tĩnh rồi vào đóng ở sông Danh. Ở Huế lại sai trung tá Metniger đem một toán quân ra tiếp ứng các đạo. Quân Pháp đóng ở chợ Đồn và ở Minh Cầm rồi trung tá metniger đem ông cố Tokyo đi làm hướng đạo để lên lấy đồn vé. Thế quân Pháp tiến lên mạnh lắm. Quân Văn thân chống lại không nổi, phải tan cả. Nhưng qua sang tháng 2, ở ngoài Bắc Kỳ có việc và lại viên thống đốc bon Pét đã sang đến nơi, chính sách đổi lại cả, cho nên mới triệt các đạo quân về, chỉ đóng giữ ở Quảng Khê. Ở Rôn và ở chợ đồn mà thôi. Quân Văn Thân thấy quân Pháp rút về lại trở về đóng ở các đồn cũ. 9. Ông Ponpet. Ngày mùng 5 tháng 3 năm Bính Tuất 1886, viên thống đốc Ponpet sang đến Hà Nội, lập tức đặt phủ thống sứ ở Bắc Kỳ và ở sở kiểm soát về việc tài chính. Đến cuối tháng 3 thì thống đốc vào ý kiến vua Đồng Khánh ở Huế và xin lập nha kinh lược ở Bắc Kỳ cho quan kinh lược đại sứ được quyền cùng với phủ thống sứ tự tiện làm mọi việc. Vì rằng ở ngoài Bắc vào đến Huế đường xá xa xôi. Có việc gì tâu mầm vào bộ mất nhiều ngày giờ lắm. Bởi vậy xin cho được tự tiện làm việc rồi trong một năm độ vài kỳ đem các việc tâu về vua biết thống đốc bét ở Huế đến cuối trung tuần tháng 4 lại ra Hà Nội. Rồi một mặt thì lo đánh dẹp, một mặt thì mở Pháp Việt, học đường, lập thương nghiệp cục, đặt lệ đồn điền. Nhưng cũng vì thống đốc phải lo nghĩ nhiều việc và lại nay đi kinh được chỗ này, mai đi kinh được chỗ nọ, thành ra khí lực suy nhược đi, cho nên mới cảm bệnh nặng. Đến ngày rằm tháng 10 năm Bính Tuất, 11 tháng 11 năm 1886, thì mất. Nhà nước đem linh cữu về Pháp mai táng. Chính phủ Pháp sai ông Bi Hốt sang lĩnh chức thống đốc thay ông Pét. 10. Lập tổng đốc toàn quyền phủ Nước Pháp đã lấy đất Nam Kỳ, lập bảo hộ ở nước Cao Miên, rồi lại lập bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, mở ra một cuộc thuộc địa lớn ở Viễn Đông này. Những buổi đầu thì mỗi xứ có một chức thủ hiến để coi riêng việc chính trị. Đến năm Đinh Hợi 1887, chính phủ nước Pháp mới đặt phủ tổng đốc toàn quyền để điều khiển việc chính trị cả mấy xứ ở nước ta và nước Cao Miên. Tháng 10 năm Đinh Hợi, tức là ngày 15 tháng 11 năm 1887, thì viên tổng đốc toàn quyền mới, tức là viên tổng đốc toàn quyền trước nhất là ông Cốc Stang, sang nhận chức tại Sài Gòn. Từ đó ở các nơi như Nam Kỳ thì có viên thống đốc, Trung Kỳ và Cao Miên thì mỗi nơi có viên khâm sứ, Bắc Kỳ và Lào thì mỗi nơi có viên thống sứ đứng đầu coi việc cai trị trong hạt. Những việc gì quan hệ đến chính sách cả toàn cảnh thì phải theo lệnh viên tổng đốc toàn quyền mà thi hành. Chương 15 Việc đánh dẹp ở Trung Kỳ và ở Bắc Kỳ Ghi chú, đánh dẹp, đây là một khái niệm sai do hạn chế bởi sách viết ra trong thời pháp thuộc và quan điểm của tác giả. Theo chính sử hiện nay, thực chất là cuộc đàn áp phong trào cần vương của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Hết ghi chú. Gồm 9 phần. 1. Việc đánh dẹp ở các nơi 2. Vua Đồng Khánh ra Quảng Bình 3. Hoàng Kế Viêm ra quân Thứ Mạn Quảng Bình 4. Lập đồn Minh Cầm 5. Vua Hàm Nghi bị bắt 6. Vua Thành Thái 7. Sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ 8. Việc Phan Đình Phùng 9. Lòng yêu nước của người Việt Nam 1. Việc đánh dẹp ở các nơi Trong khi thống đốc Pol Pet xếp đặt mọi việc ở Bắc Kỳ thì ở Trung Kỳ quân Cần Vương ở các tỉnh vẫn đánh phá. Quân Pháp phải tìm cách mà đánh dẹp cho Yên. Ở mạn Bình Thuận, Phú Yên thì thiếu tá De Lomi và viên công sứ Emonia cùng với Trần Bá Lộc đem lính Tây và lính Nam Kỳ ra đánh dẹp. Trần Bá Lộc dùng cách dữ dội chém giết rất nhiều bởi vậy đất Bình Thuận không bao lâu mà yên rồi đem quân ra dẹp đảng Văn Thân ở Phú Yên và Bình Định, bắt được cử nhân Mai Xuân Thường, Bùi Điền và Nguyễn Đức Nhuận đem chém. Từ tháng 6 năm Bính Tuất 1886 đến tháng 6 năm Đinh Hợi 1887 thì những tỉnh ở phía nam đất Kinh Kỳ đã dẹp yên. 2. Vua Đồng Khánh ra Quảng Bình Đất Trung Kỳ từ Quảng Trị trở ra chưa được yên, vua Đồng Khánh bèn định ra tuần thú mặt Bắc để dụ vua Hàm Nghi và những quan đại thần về cho yên việc đánh dẹp. Quan Pháp sai đại úy Henry Pinlet đi hộ giá. Ngày 16 tháng 5 năm Bính Tuất 1886, xa giá ở Kinh đi ra, mãi đến cuối tháng 7 mới tới Quảng Trị. Xa giá đi đến đâu thì đảng cựu thần vẫn không phục, cứ đem quân đến chống cự, cho nên việc vua đi tuần thú lần ấy không có kết quả gì cả. Ra đến Quảng Bình thì vua Đồng Khánh yếu, ở được vài mươi ngày rồi, phải xuống tàu đi đường hải đạo trở về Huế. 3. Hoàng kế Viêm ra quân thứ mạn Quảng Bình. Vua Đồng Khánh về Huế được vô sự. Đến tháng 9, vua khai phục nguyên hàm cho Hoàng kế Viêm và phong cho làm hữu trực kỳ an phủ kinh lược đại sứ được quyền tiện nghi hành sự để ra quảng bình dụ vua hàm nghi và các quan cựu thần về trong tờ dụ của vua đồng khánh ban cho hoàng kế viêm đại lược nói rằng nếu vua hàm nghi mà thuận về thì sẽ phong cho làm tổng trấn ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh và lại cấp cho bổng lộc theo tước vương các quan cựu thần như các ông trương văn ban nguyễn trực Nguyễn Trư, Lê Mô Khải, Nguyễn Nguyên Thành, Phan Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ, Ngô Xuân Quỳnh, ai về thú thì được phục nguyên chức, cho vào làm quan ở các tỉnh Quảng Trị trở vào. Còn như các ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Đình Phùng mà có chịu về thì sẽ tha những điều lỗi trước và sẽ phong cho chức hàm khác những điều ấy đã bàn với viên thống đốc polpet hai bên đã thuận cho như thế quyết không sai lời bấy giờ quân của quan đề đốc lê trực đóng ở mạn thanh thủy thuộc huyện tuyên chánh quân của tôn thất đạm là con tôn thất huyết thì đóng ở ngàn hà tĩnh về hạt kỳ anh và cẩm xuyên còn tôn thất thiệp và nguyễn phạm tuân thì phò vua hàm nghi ở mạn huyện tuyên hóa Ông Hoàng Kế Viêm ra Quảng Bình Sai người đi dụ ông Lê Trực về Nhưng các ông ấy cứ nhất thiết không chịu Chỉ có bọn thủ hạ lác đác vài người ra thú mà thôi Bởi vậy Việc Hoàng Kế Viêm ra kinh lược cũng không thành công Cho nên đến tháng 5 Năm Đinh Hợi 1887 lại phải triệt về 4. Lập đồn Minh Cầm Triều đình ở Huế thấy dùng cách phủ dụ không được, bèn để quyền cho người Pháp tìm kế đánh dẹp người pháp cũng biết là thế lực của đảng vua hàm nghi chẳng được là bao nhiêu cốt tìm đường mà chiếm dần địa thế và mua chuộc những đứa làm tay trong thì tất thế nào cũng trừ hết được bởi vậy cho nên không dùng đến đại binh trước đại úy mù tô ở quảng bình đã cùng với ông cố tô tuyết đem quân đi đánh lấy đồn của lê trực ở thanh thủy nhưng quân của ông ấy vẫn không tan cứ đánh phá mãi đến tháng Giêng năm Đinh Hợi 1887, Đại úy Montos đem quân lên lập đồn Minh Cầm, đóng ở mé trên Thanh Thủy. Đại úy vẫn biết ông Lê Trực là một người có nghĩa khí và trong khi hai bên chống cự với nhau không bao giờ ông ấy làm điều tàn ác. Cho nên đại úy vẫn có ý trọng lắm. Trước đã cho người đưa thư lên dụ ông ấy về thú. Ông ấy phúc thư lại rằng Tôi vì vua, vì nước chết sống cũng một lòng làm cho hết việc bổn phận, chứ không dám tham sự sống mà quên việc nghĩa. Từ khi quân Pháp đóng đồn ở Minh Cầm, các ông Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân phải lui lên mé trên. Ông Lê Trực thì ra mạn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phạm Tuân thì lên đóng ở làng Yên Lộc về phía nam sông Danh. Qua tháng 3, nhờ có người do thám biết chỗ ông Nguyễn Phạm Tuân đóng, đại úy Motos bèn đem quân lên vây làng yên lộc bọn ông nguyễn phạm tuân trong khi bất ý đều bị bắt cả ông nguyễn phạm tuân phải đạn bên cạnh sườn sống được mấy ngày thì mất quân pháp tuy đã trừ được ông nguyễn phạm tuân nhưng ông lê trực hãy còn và vẫn chưa biết rõ vua hàm nghi ở chỗ nào sau có người ra thú mách rằng muốn bắt vua hàm nghi thì mưu với tên trương quang ngọc tên ấy là người bản xứ ở đấy và từ khi vua ra ở vùng đó nó được vào hầu cận và lại là một đứa khí độ tiểu nhân thì chắc có lẽ mua chuộc nó được đại úy định tìm cách để thông với tên ngọc cho người đi dọ thám biết tên ngọc hiện đóng ở làng trà mạc bèn đem quân lên vây làng ấy nhưng khi đến nơi tên ngọc thấy động chạy thoát được đại úy sai tìm trong làng chỉ thấy có một bà lão đại úy bèn đưa cái thư viết cho tên ngọc nhờ bà lão ấy đưa cho nó rồi rút quân về đồn minh cầm được mấy hôm kỳ dịch những làng mé trên về thú ở đồn minh cầm đại úy đưa cho tránh tổng những dân ấy mấy lạng thuốc phiện và mấy bì gạo trắng để gửi cho tên ngọc và nhờ bảo nó dỗ vua hàm nghi về tên ngọc nhận những đồ ấy và trả lời xin hết lòng giúp người pháp nhưng cần phải để thong thả sợ việc tiết lộ ra thì không thành từ đó việc bắt vua Hàm Nghi chỉ trông cậy vào tên Ngọc nhưng bấy giờ có người con thứ tôn thất thuyết là tôn thất hiệp giữ gìn vua Hàm Nghi một cách nghiêm mật quá tôn thất hiệp thề sống chết không để cho quân Pháp bắt được vua bởi vậy hễ ai nói đến sự về thú thì bắt chém ngay cho nên bọn tên Ngọc tuy đã nhị tâm nhưng chưa dám hạ thủ ở mé ngoài thì các ông Lê Trực và tôn thất đạm nay đánh chỗ này Mai phá chỗ kia mà không sao bắt được. Đại úy Motos đánh đuổi lâu ngày nhọc mệt bèn xin về Pháp nghỉ. Năm vua Hàm Nghi bị bắt. Qua tháng Giêng năm Mậu Tý 1888, viên đại tá coi đạo quân ở Huế ra Quảng Bình rồi chia quân đi tuần tiễu, đi tìm vua Hàm Nghi và đuổi bắt ông Lê Trực và ông Tôn Thất Đạm. Đến tháng 9 năm ấy quân lính mỏi mệt mà không thành công được quân pháp đã toan rút về và giữ những đồn ở gần mạn bể bỗng dưng có tên xuất đội nguyễn đình tình hầu cận vua hàm nghi ra thú ở đồn mang cá phía trên đồn minh cầm và khai rõ tình cảnh cùng chỗ vô đóng người pháp bèn sai tên tình đem thư lên dụ tên ngọc về được mấy hôm tên ngọc và tên tình về tình nguyện xin đi bắt vua hàm nghi người Pháp truyền cho bọn tên Ngọc phải làm thế nào mà bắt sống được vua Hàm Nghi, còn những người khác hễ ai chống cự thì cứ giết đi. Ngày 26 tháng 9, tên Ngọc và tên Tình đem hơn 20 đứa thủ hạ, người ở làng Thanh Lang và Thanh Cuộc lên vây làng Tả Bảo là chỗ vua Hàm Nghi đóng. Ghi chú, những chuyện nói về việc bắt vua Hàm Nghi là phần nhiều lấy ở trong sách MP Đờ An Nam của Đại úy Cốt Cho nên những tên làng, tên đất nói ở đoạn này viết không được đúng dấu. Nhưng đại để là những làng mường ở vùng sông Danh thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hết ký chú. Đến độ nửa đêm, khi chúng nó xông vào thì Tôn Thất Thiệp còn đang ngủ, hoảng hốt cầm gươm nhảy ra, bị chúng đâm chết. Vua Hàm Nghi trông thấy tên Ngọc làm phản như vậy, cầm thanh gươm đưa cho nó và bảo rằng Mày giết tao đi còn hơn đưa tao về nộp cho Tây Ngài vừa nói dứt lời thì bọn chúng nó có một đứa lẻn ra sau lưng ôm quàng lấy ngài rồi giật nhanh gươm ra Từ khi ngài bị bắt rồi ngài không nói năng gì nữa Sáng ngày hôm sau bọn tên Ngọc võng ngài ra đến bến ngã hai rồi đem xuống cái bè đi mất hai ngày mới về đến đồn Thanh Lang nộp cho viên đại úy coi đồn ấy là ông Polangier. Đại úy lập tức đem ngài về đồn thuận bài, đóng ở tả ngạn sông Danh gần chợ đồn. Vua Hàm Nghi bấy giờ đã 18 tuổi, quan pháp lấy vương lễ mà tiếp đãi. Tuy vậy ai hỏi gì, ngài cũng không nói, chỉ nhất thiết chối rằng mình không phải là vua. Nhưng đến lúc vào trong buồng ngồi một mình thì hai hàng nước mắt chứa chan, buồn vì nỗi nước đổ nhà tan thân mình phải nhiều nỗi gian truân người pháp đem vua hàm nghi xuống tàu về thuận an rồi đem sang để ở bên xứ Algerie và xứ thuộc địa của nước pháp ở phía bắc châu phi a phi lị gia mỗi năm cấp cho hai vạn rưỡi phật lăng ghi chú hiện nay vua hàm nghi còn ở Algerie và đã lấy một người pháp được mấy đứa con hết ghi chú tên trương quang ngọc được thưởng hàm lĩnh binh, tên Nguyễn Đình Tình được thưởng hàm quan võ, còn bọn thủ hạ, đứa thì được thưởng hàm xuất đội, đứa thì được thưởng mấy đồng bạc. Tôn Thất Đạm ở Ngàn Hà Tĩnh, nghe tin vua Hàm Nghi bị bắt. Bèn hội cả bọn tướng lại, truyền cho gia thú để về làm ăn, rồi viết hai bức thư, một bức để dâng vua Hàm Nghi, xin tha lỗi cho mình làm tôi không cứu được vua, và một bức gửi cho thiếu tá Đa Bát đóng ở đồn thuận bài xin cho bọn thủ hạ ra thú. Viết thư xong, Tôn thất đạm nói rằng Bây giờ người Pháp có muốn bắt ta thì vào tìm thấy mà ta ở trong rừng. Đoạn rồi thắt cổ mà tự tận. Ghi chú Hai bức thư ấy dịch ra chữ Pháp in ở trong sách Empire de Annam của Đại úy Gosselin lời lẽ thì thật là cương nghị đáng bậc thiếu niên anh hùng nhưng vì thư đã dịch ra chữ pháp nếu nay lại theo chữ pháp mà dịch ra chữ ta thì sợ không đúng với bản chính cho nên không đem vào đây hết ghi chú ông tôn thất thuyết làm đại tướng mà cư xử ra một cách rất hèn nhát không đáng làm người trượng phu chút nào nhưng hai người con thì thật là bậc thiếu niên anh hùng có thể che được cái xấu cho cha vậy quan đề đốc Lê Trực cũng đem hơn 100 quân ra thú ở đồn thuận bài. Triều đình ở Huế xem cái tờ xin ra thú, thấy lời lẽ của quan đề đốc cũ nói khẳng khái, không được khiêm tốn, có ý muốn bắt tội. Nhưng người Pháp thấy là một người trung nghĩa, có lòng quý trọng, tha cho về yên nghiệp ở nhà. Ông Tôn Thất Đạm và ông Lê Trực là người phản đối với nước Pháp lúc bấy giờ. Nhưng các ông ấy vì việc nước mà hết lòng làm việc bổn phận cho nên người Pháp cũng biết lượng tình mà thương tiếc. Sau ông Lê Trực về ở làng Thanh Thủy thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, người Pháp thường vẫn đi lại và có ý trọng lắm. Người bản quốc thấy vậy, ai cũng lấy làm cảm phục. 6. Vua Thành Thái Ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tý là ngày 28 tháng Giêng năm 1888 vua Đồng Khánh phải bệnh mất, họ 25 tuổi, làm vua được 3 năm, miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế. Bây giờ ông Renat lại sang làm khâm sứ ở Huế, thấy con vua Đồng Khánh còn nhỏ và lại nhớ ông Dục Đức ngày trước, khi vua Dục Tông hãy còn, thường hay đi lại với người Pháp. Bởi vậy viên khâm sứ nghĩ đến tình cũ mà truyền lập ông Bửu Lân là con ông Dục Đức lên làm vua. Ông Bửu Lân bấy giờ mới lên 10 tuổi, đang cùng với mẹ phải giam ở trong ngục. Triều đình vào rước ra, tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Thành Thái, cử ông Nguyễn Trọng Hợp và ông Trương Quang Đản làm phụ chính. 7. Sự đánh dẹp ở Bắc Kỳ Khi nhà Thanh bên Tàu đã ký hòa ước với nước Pháp ở Thiên Tân rồi, quân Tàu ở nước ta rút về, nhưng các cựu thần như quan tán tương quân vụ là nguyễn thiện thuật và quan đề đốc tạ hiện vẫn giữ ở vùng bãi sậy thuộc huyện hải dương cùng với các thổ hào như đốc tít ở vùng đông triều đề kiều ở vùng hưng hóa cai kinh đốc ngữ ở vùng phủ lạng thương và yên thế lương tam kỳ dư đảng cờ đen ở vùng trợ chu đều nổi lên tương ứng với nhau mà đánh phá Lúc ấy, quan quyền kinh lược sứ là ông Nguyễn Trọng Hợp, tử quan quyền tổng đốc Hải Dương là Hoàng Cao Khải, làm chức tiểu phủ sứ đi đánh dẹp ở vùng Bãi Sậy. Hoàng Cao Khải đem quân đi đánh giết mấy mặt, bọn văn thân người thì tử trận, người thì bị bắt. Nguyễn Thiện Thuật chạy sang tàu, sau mất ở Nam Ninh thuộc Quảng Tây, đốc tít ra hàng, phải đẩy sang ở thành An Rê bên Algeria. Đề Kiều và Lương Tam Kỳ ra thú được ở yên, Cai Kinh bị bắt, Đốc Ngữ ra thú, Hoàng Hoa Thám ở yên thế đến năm 1912 mới bị giết. Hoàng Cao Khải đi đánh dẹp có công về được chính phủ bảo hộ cho lĩnh chức Bắc Kỳ Kinh Lược Sứ. 8. Việc Phan Đình Phùng từ năm kỷ Sửu 1889 là năm thành Thái Nguyên niên cho đến năm Quý Tỵ 1893 là năm thành Thái Ngũ niên. Đất Trung Kỳ không có việc gì quan hệ lắm, các quan cựu thần người thì về thú, người thì ẩn nấp ở chỗ sơn lâm. Riêng ông Phan Đình Phùng thì về mở đồn điền ở Vũ Quang. Về phía huyện Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh, rồi cho người đi sang tàu sang Tiêm học đúc súng, đúc đạn để đợi ngày khởi sự. Ông Phan Đình Phùng, người tỉnh Hà Tĩnh, thi đỗ đình nguyên về đời vua Dực Tông. Quan làm đến chức ngự sử, bị bọn quyền thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết cách chức đuổi về. Sau ông ấy đứng đầu đảng văn thân để chống cự với quân Pháp. Ông không những là một người có tài văn chương mà thôi, mà lại là một nhà có thao lược. Sửa sang quân lính có cơ ngũ luyện tập tướng sĩ có kỷ luật cho nên đại úy Gosselin làm quyển sách MP The An Nam có khen rằng quan đình Nguyên Phan Đình Phùng có tài kinh doanh việc quân binh biết luyện tập sĩ tốt theo phép Thái Tây áo quần mặc một lối và đeo súng kiểu 1874 những súng ấy là súng của người quan đình Nguyên đúc ra thật nhiều mà máy móc cũng hệt như súng Pháp chỉ vì lòng súng không xẻ rãnh cho nên đạn không đi xa được. Đến cuối trung tuần tháng 11 năm Quý Tỵ 1893, ông sai người đến vây nhà tên Trương Quang Ngọc ở làng Thanh Lang, huyện Tuyên Hóa, bắt tên Ngọc chém lấy đầu để báo thù về việc tên ấy làm sự phản ác. Từ đó, quân của quan Đình Nguyên vẫy vùng ở mạn Hương Khê, đảng văn thân cũ lại về tụ họp ở đấy. Bây giờ người Pháp không muốn dùng đại binh sợ náo động lòng người ở bên Pháp, cho nên chỉ sai quan đem lính tập đi đánh. Đánh từ cuối năm Quý Tỵ 1893 cho đến năm Ất Vị 1895, ngót hai năm trời mà không dẹp yên được. Quân lính chết hại cũng nhiều. Bên bảo hộ cũng đã tìm đủ mọi cách, như bảo Hoàng Cao Khải viết thư dụ Phan Đình Phùng về hàng cho xong cũng không được. Sau cùng triều đình ở Huế thấy việc dai dẳng mãi không yên mới xin chính phủ bảo hộ để sai quan tổng đốc Bình Định là Nguyễn Thân làm khâm mạng tiết chế quân vụ đem quân ra tiểu trừ. Ông Phan Đình Phùng lúc bấy giờ tuổi đã già mà thế lực mỗi ngày một kém lại phải nay ẩn chỗ này mai chạy chỗ kia thật là lao khổ vô cùng. Bởi vậy khi Nguyễn Thân đem quân ra đến Hà Tĩnh thì ông đã phải bệnh mất rồi Nguyễn Thân sai người đuổi đánh tìm thấy mà đào lấy xác đem về, xin người Pháp cho đem đốt lấy cho trộn với thuốc súng mà bắn đi. Có người nói rằng việc ấy tuy Nguyễn Thân trước định thế nhưng sau lại cho đem chôn vì muốn để cải tang chứng cho đảng phản đối với chính phủ bảo hộ là quan Đình Nguyên đã mất rồi. Từ đó đảng Văn Thân tan vỡ, ai trốn đi mất thì thôi, ai ra thú thì phải về kinh chịu tội. Nguyễn Thân về kinh được thăng làm phụ chính thay ông Nguyễn Trọng Hợp về hưu. 9. Lòng yêu nước của người Việt Nam Người Việt Nam vì hoàn cảnh, vì tình thế bắt buộc phải im hơi lặng tiếng, nhưng lòng ái quốc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất ức đau khổ mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ cách độ 5-7 năm lại có một cuộc phiến động. Ghi chú, phiến động, đây là một khái niệm sai do hạn chế của tác giả đồng thời do sách viết trong thời Pháp thuộc. Thực chất, theo chính sử hiện nay, đây là những cuộc nổi dậy chống ách xâm lăng. Hết khi chú. Như sau việc Phan Đình Phùng rồi, có việc Kỳ Đồng và việc Thiên Binh vào quãng năm 1897 đến năm 1898 ở vùng Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, vân vân. Vào quãng năm 1907 ở Hà Nội có việc Đông Kinh Nghĩa Thục Lúc ấy có những người chí sĩ như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, người thì không sợ tù tội, đứng lên tố cáo sự tham nhũng của bọn quan lại, người thì ra ngoại quốc bôn ba khắp nơi để tìm cách giải phóng cho nước. Năm 1908, ở Trung Việt, vùng Nghệ Tĩnh và Nam Nghĩa, có việc dân nổi lên kêu sưu, ở Hà Nội có việc đầu độc lính Pháp, rồi ở Thái Nguyên, Hoàng Hoa Thám lại nổi lên đánh phá. Khi bên Âu Châu có cuộc đại chiến thì bên ta lại có việc đánh phá ở Sơn La và Sầm Nứa và việc vua Duy Tân mưu sự độc lập bị bắt đầy sang ở đảo Rơnion. Thế là nước Việt Nam bấy giờ có ba ông vua bị đầy. Vua Hàm Nghi đầy sang xứ Algeria, vua Thành Thái và vua Duy Tân đầy sang ở đảo Rôneon. Sau cuộc Âu Chiến lần thứ nhất, có toàn lính khố xanh nổi lên đánh Thái Nguyên do đội Cấn và ông Lương Ngọc Quyến làm đầu. Năm 1927, ở vùng Nghệ Tĩnh có cuộc phiến động gây ra bởi Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc cầm đầu. Đến năm 1930, ở Bắc Việt có cuộc cách mạng của Quốc dân Đảng, có Nguyễn Thái Học điều khiển ở Yên Bái và các nơi. Năm 1940, ở Nam Việt có cuộc phiến động ở vùng Gia Định, Hóc Môn, Vân vân từ khi có cuộc đại chiến lần thứ hai, nước Pháp bại trận. Bị nước Đức chiếm cứ, quân Nhật Bản ở bên tàu sang đánh Đảng Sơn rồi ký hiệp ước với người Pháp cho người Nhật được đóng quân ở Đông Pháp. Đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật đánh quân Pháp và giao quyền nội trị lại cho vua Bảo Đại. Được mấy tháng thì quân đồng minh thắng trận, Nhật Bản đầu hàng. Đảng Việt Minh dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc đổi tên là hồ chí minh thừa cơ nổi lên cướp quyền vua bảo đại phải thoái vị và nhường quyền cho đảng việt minh ghi chú việt minh là tên gọi tắt một đảng cách mạng gọi là việt nam độc lập đồng minh do đảng cộng sản lập ra khi còn ở bên quảng tây bên tàu để tránh hai chữ cộng sản cho người ta khỏi ngờ hết ghi chú đây chỉ mới nói qua cái đại lược một đoạn lịch sử của nước việt nam để dành về sau nhà làm sử sẽ tìm đủ tài liệu mà chép cho rõ ràng và phê bình cho chính đáng. Chương 16. Công việc của người Pháp tại Việt Nam Ghi chú, đây là hạn chế của tác giả hoặc do quan điểm hoặc do sách viết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thực chất, theo chính sử hiện nay, đây là hành động vơ vét, cướp bóc nhân lực, tài lực của nước ta sau khi cuộc xâm lược đã tạm thời ổn định hết ghi chú gồm hai phần một đà nẵng hà nội hải phòng thành đất nhượng địa hai việc kinh doanh ở các xứ bảo hộ cuối cùng là phần tổng kết một đà nẵng hà nội và hải phòng thành đất nhượng địa từ khi sự đánh dẹp ở các nơi đã yên rồi các viên tổng đốc toàn quyền lần lượt sang kinh doanh việc Đông Pháp và lo mở mang việc đường chính trị, kinh tế và xã hội theo chính sách của nước Pháp. Tháng 3 năm Mậu Tý 1888, tức là năm Thành Thái Nguyên Niên, ông Rissot sang làm tổng đốc toàn quyền. Tháng 8 năm ấy, triều đình ở Huế ký giấy nhường hải cảng Đà Nẵng, thành thị Hà Nội và hải phòng cho nước Pháp để làm đất nhượng địa, nghĩa là từ đó là việc cai trị và pháp luật ở ba thành thị ấy thuộc về nước Pháp chứ không thuộc về nước Nam nữa. Trừ ba thành thị ấy ra thì việc cai trị ở các tỉnh trong toàn hạt bảo hộ vẫn để quan lại làm việc như cũ, nhưng phải do người Pháp điều khiển và kiểm duyệt. 2. Việc kinh doanh ở các xứ bảo hộ. Cuộc bảo hộ đã lập xong, người Việt Nam vì thế bất đắc dĩ phải chịu nhưng phần nhiều người trong lòng còn mong khôi phục nước nhà, cho nên chính phủ bảo hộ một mặt thì lo việc phòng giữ, một mặt lo mở mang các công cuộc kiến thiết để gây thêm mối lợi. Về đường phòng giữ thì chính phủ lập ra những đội binh bảo an, lấy người bản xứ làm lính. Những lính ấy đội một thứ nón dẹt, có giải xanh và múi thắt lưng xanh, cho nên tục gọi là lính khố xanh lính ấy do người pháp cai quản ở dưới quyền cai trị người pháp cho đi canh giữ các dinh thự các công sở và cho đi đóng đồn ở các nơi trong vùng thôn quê để phòng giữ trộm cướp ở những nơi hiểm yếu thì có lính pháp và lính khố đỏ đóng lính khố đỏ là một thứ bộ binh người bản xứ cách ăn mặc cũng như lính khố xanh chỉ khác là quai nón đỏ và múi thắt lưng đỏ những lính ấy có cơ có đội do sĩ quan pháp cai quản ở dưới quyền nhà binh pháp khi có việc gì quan hệ thì đem lính pháp và lính ấy ra đánh dẹp về việc hành binh và việc thương mại thì chính phủ bảo hộ trước hết phải lo sửa sang và mở mang thêm đường xá cho tiện sự giao thông vì rằng có đường thì khi hữu sự việc đánh dẹp mới tiện lợi và việc buôn bán cũng nhân đó mà được dễ dàng bởi vậy thoạt đầu tiên chính phủ mở thương cục lập xưởng làm tàu thủy chở hàng hóa và hành khách đi trong các sông ở trong xứ. Năm Tân Mão 1891, ông De La Ness Sang sang làm tổng đốc toàn quyền mở đường xe lửa từ phủ Lạng Thương lên đến Lạng Sơn đến năm Giáp Ngọ 1894, con đường ấy mới xong. Chủ đích là để cho tiện sự phòng giữ ở chỗ biên thủy chính phủ bảo hộ lại lo mở mang thêm bờ cõi ở phía Lào. Những nơi như Trấn Ninh, Cam Môn, Cam Cát vân vân về đời vua Minh Mệnh đã lập thành phủ huyện và đặt quan cai trị cả. Nhưng về sau nước ta suy nhược lại có việc chiến tranh với nước Pháp cho nên nước Tiêm La mới nhân dịp mà sang chiếm giữ lấy. Sau có người Pháp tên là Pavia sang dụ nước Lào nhận sự bảo hộ của nước Pháp rồi đến năm đầu năm quý tỵ 1893, quân Pháp sang lấy lại những đất cũ thuộc về nước Nam ta trước. Bấy giờ quân Tiêm La ở mạn Cam Môn giết mất một người quan binh Pháp. Người Pháp bèn sai hải quân đem hai chiếc tàu chiến vào sông Mê Nam, lên đậu ở gần thành Bangkok. Ngày 24 tháng 8 năm ấy, nước Tiêm La phải ký hỏa ước, nhường những đất Lào cho nước Pháp bảo hộ hạn trong một tháng phải rút quân đóng ở bên tả ngạn sông Mê Công về, lại phải bồi thường 2 triệu Phật Lăng và phải trị tội những người dám chống cự với người Pháp. Người Pháp lập phủ thống xứ ở Viên để cai trị các địa hạt bên Lào. Năm Ất Vị 1895, Viên Tổng đốc Toàn quyền Rousseau sang thay ông De La Nessang thấy còn nhiều nơi chưa yên bèn vay nước Pháp cho Bắc Kỳ 80 triệu Phật Lăng để chi tiêu về việc đánh dẹp và mở mang. Năm Đinh Dậu 1897, ông Dumer sang làm Tổng đốc Toàn quyền, chỉnh đốn lại việc tài chính và việc chính trị, lập ra sổ chi thu chung cả toàn cảnh Đông Pháp, định các thứ thuế, thuế đinh, thuế điền, thuế thổ, thuế xuất cảng, nhập cảng, vân vân và cho người được độc quyền lĩnh trưng thuế rượu, thuế muối, thuế nha phiến Bỏ nha kinh lược ở Bắc Kỳ Giao quyền lại cho viên thống sứ Tháng 6 năm Đinh Dậu 1897 Vay nước Pháp 200 triệu Phật Lăng Để mở đường hỏa xa trong xứ Đông Pháp Và mở mang thêm việc canh nông và việc công nghệ Ghi chú Có một điều rất kỳ Là viên thống sứ Bắc Kỳ Là người đại biểu chính phủ bảo hộ Mà lại kiêm chức kinh lược xứ là một chức quan của triều đình ở Huế. chú. Năm nhâm dần 1902, ông Mơ về Pháp, ông Po sang làm tổng đốc toàn quyền. Ông Po chủ việc khai hóa dân trí, lo mở mang sự học hành và đặt ra y tế cục làm nhà bệnh viện để cứu giúp những kẻ yếu đau nghèo khổ. Ấy là những công việc làm của chính phủ bảo hộ vậy. Tổng kết sách Việt Nam sử lược. Chết đến đây hãy tạm ngừng, để sau có tài liệu đầy đủ và các việc biến đổi ở nước Việt Nam này được rõ rệt hơn sẽ làm tiếp thêm. Việc chết lịch sử cũng như việc dệt vải dệt lụa, dệt xong tấm nào mới biết tấm ấy tốt hay xấu, còn tấm đang dệt chưa biết thế nào mà nói được. Ta chỉ biết rằng các dây sợi dệt tấm Nam sử này còn dài, người dệt tuy phải lúc đau yếu bỏ ngừng công việc nhưng còn mong có ngày khỏe mạnh lại dệt thêm có lẽ lại dệt được tốt đẹp hơn cũng chưa biết chừng mặc dù nước việt nam hiện nay sự hay dở tương lai chưa biết ra thế nào song người bản quốc phải biết rằng phàm sự sinh tồn tiến hóa của một bước là ở cái trí nguyện sự nhẫn nại và sự cố gắng của người trong nước vậy ta phải hết sức mà học tập mà giữ cái tâm trí cho bền vững thì chắc tương lai còn có nhiều hy vọng. Nước Việt Nam ta đã có cái văn hóa chẳng thua kém gì ai và lại có một lịch sử vẻ vang nếu ta biết lợi dụng cái tiềm lực cố hữu và cái tính thông minh hiếu học của ta để theo thời mà tiến hóa thì sao ta lại không có ngày nối được cái trí của ông cha mà dệt thêm một đoạn lịch sử mỹ lệ hơn trước có một điều thiết tưởng nên nhắc lại là ta nên giữ lấy những điều hay của ta vẫn có bỏ những điều hủ bại đi và bắt chước lấy những điều hay của người để gây lấy cái nhân cách đặc biệt của dân tộc ta và cùng tiến với người mà không lẫn với người muốn được như thế ta phải biết phân biệt cái hay cái dở không ham muốn những cái huyền ảo bề ngoài rồi đồng tâm hiệp lực với nhau mà làm mọi việc cho thành cái hiệu quả mỹ mãn nước nào cũng có lúc bĩ lúc thái đó là cái công lệ tuần hoàn của tạo hóa trong thế gian tự xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh mãi hay cứ suy mãi khi lâm vào cảnh bĩ mà người trong nước cứ vững lòng giữ được cái nghị lực để sinh tồn và tiến hóa thì rồi thế nào cũng có ngày chấn khởi lên được vậy chúng ta đây đều là một dòng dõi nhà hồng lạc nếu ta biết kiên tâm bền trí thì há lại không có một ngày ta có cái địa vị vẻ vang với thiên hạ hay sao sự ước ao mong mỏi như thế là cái nghĩa vụ chung cả chủng loại việt nam ta vậy